nó năm cái đầu rồng, trong lúc nhất thời điên cuồng phun ra kim sắc vũ khí. Cái kia vũ khí đều là bén nhọn hạt tròn, đếm bằng ước vạn, trong lúc nhất thời, nó thành công đem bên người rất nhiều màu đen sợi rễ cho xé rách, cũng đem Lam Hoàng ép ra. Ngay cả như vậy, nó trên thân vẫn là cho Lam Hoàng cho bắt, cắn ra rất nhiều vết thương, bị xé nứt xuống tới rất nhiều vảy rồng, những vết thương này, căn bản ngăn không được tiên tiên màu đen sợi rễ. Nó một phần nhỏ sợi rễ gãy mất, nhưng rất nhanh liền có thể lại sinh, quả thực vô cùng vô tận. Muội tử thật là khủng khiếp, Lam Hoàng trừng mắt. Nó ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một màn càng kinh người hơn, cái kia chính là, tiên tiên thủ đoạn, trực tiếp trải rộng ba cái chiến trường. Nói cách khác, nó tại đồng thời công kích ba cái đối thủ. Trên trời cửu dực ngân nhận Thánh Long, đang cùng Miêu Miêu đế ma hỗn độn trạng thái chiến đấu, trên trời lôi đình nổ tung, Miêu Miêu đang dùng vạn cực điện võng cuốn lấy cửu dực ngân nhận Thánh Long, từng đạo hỗn độn thiên kiếp bổ vào cái kia thần long trên thân. Cái này cửu dực ngân nhận Thánh Long lực sát thương rất mạnh, nó đem cái này vạn cực điện võng đều cho xé rách, hắn trên người ngân sắc vảy rồng lại có hai tầng, trong đó tầng một cùng huỳnh hỏa phần thiên vũ linh một dạng có thể nổ bắn ra tới. Đây là thần thông, thập vạn ngân nhận. Phốc phốc phốc. Bén nhọn nguyệt nha hình hình dáng vảy rồng như phi đao một dạng, lít nha lít nhít lao vút mà đến, như thiên la địa võng bao vây Miêu Miêu. Miêu Miêu rút nhỏ thân thể, tại sấm sét vang dội ở giữa né tránh, cho dù là thập vạn ngân nhận đều không đụng tới nó, nhưng mấu chốt là, phía sau của nó là tiên tiên. Ba ba ba. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô số dây leo đột nhiên tràn ngập màu trắng thánh quang, biến thành trắng sáng lóng lánh roi dài, về số lượng ngàn. Cái này hơn ngàn, thánh quang đằng mạn, chính là thánh quang thủy tiên thần thông. Tại tiên tiên khống chế dưới, thánh quang đằng mạn trực tiếp bện thành một cái thuẫn bài. Rầm rầm rầm, một cái màu trắng thánh quang thuẫn bài, trực tiếp chặn thập vạn ngân nhận, những cái kia vảy rồng bị chấn bay ra ngoài. Chán ghét, thật là đau a. Tiên tiên nổi giận, cái kia hơn ngàn thánh quang đằng mạn, như lý thiên mệnh tam thiên tinh vực một dạng vung bay ra ngoài, điên cuồng quất đánh cái kia cửu dực ngân nhận thánh long. Ba ba ba. Chuyện gì xảy ra, cửu dực ngân nhận thánh long bị thánh quang đằng mạn rút chúng mấy lần, trên thân không có gì vết thương, nhưng lại có một loại tinh thần mỏi mệt, toàn thân cảm giác vô lực. Cái kia thánh quang đằng mạn bạch quang, quất vào trên người của nó, lại thêm ở khắp mọi nơi mùi thơm, nó vậy mà buồn ngủ. Ba ba. Lại bị liên tục rút hai lần, nó cảm giác mình mệt được nhanh ngủ thiếp đi. Nó không biết. Đây mới là thánh quang đằng mạn thần thông chân chính hiệu quả tinh lực lược đoạt. Nó có thể tạo thành địch nhân mỏi mệt, ngủ say hiệu quả, dạng này quất xuống, cái này cửu dực ngân nhận thánh long sớm muộn tối tăm ngủ mất. Vậy liền thực sự bị ăn. Lý Thiên Mệnh theo không cảm thấy, khởi nguyên thế giới thụ, là thiện lương đồ vật, trên thế giới này động vật ăn thực vật, thiên kinh địa nghĩa, nó làm thái cổ hỗn độn cự thú, chẳng những phản ăn sinh linh, thậm chí ngay cả người đều ăn. Cái kia mộng cảnh bên trong. Sợi rễ của nó xuyên qua vạn vạn ức sinh linh, cũng không phải nói đùa. Cho đến trước mắt bốn đầu thái cổ hỗn độn cự thú, ngoại trừ Lam Hoang là một cái hồng mông sơn hải giới, còn lại ba đầu nói trắng ra là, thật là ma vật. Một đầu thôn vệ mặt trời, một đầu là lôi đình chi ma, luyện hóa vạn giới. Những cái kia đều là đi qua, cộng sinh hệ thống tu luyện, cho bọn họ khởi đầu mới cùng mới sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh có lòng tin, để chúng nó hộ tống chính mình trưởng thành. Trước bất luận thiện ác, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Đáng chết, cây này quá phiền. Cửu dực ngân nhận thánh long nhanh bị ép điên, nó cùng Miêu Miêu sinh tử đấu, có thể cái này thánh quang đằng mạn ở khắp mọi nơi, đánh nát lập tức liền có mới, quả thực giết không sạch sẽ. Nó ngược lại là nghĩ đi đối phó cây này, nhưng có Miêu Miêu ở phía trước ngăn đón, nó căn bản không qua được. Giống. Nó phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Thần thông ngân hà lạc nhật. Nó phun ra một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu bạc, trùng thượng vân tiêu, hấp thụ tinh hà quang mang, tại thời gian ngắn biến lớn gấp 10 lần, lập lòe vô cùng. Quang cầu này tựa như là chân chính ngân sắc mặt trời lặn, ầm vang nện xuống, đường kính đã có hơn 100 mét. Mục tiêu của nó, chính là tiên tiên thánh quang thủy tiên. Dám động đến ta muội, hỏi qua mèo không có. Miêu Miêu nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát ra hiếm thấy dương cương chi khí. Nó cửu trọng hỗn độn lôi giới phía trên lôi đình hội tụ, trên thân vạn điện cực bạo phát. Nắm giữ thánh thú mệnh tuyển cảnh giới về sau, nó ích lợi lớn nhất, thần thông uy lực lại lần nữa tăng vọt, bây giờ thi triển, hồn thiên điện ngục, một cái kinh khủng màu đen lôi đình vòng xoáy trùng thượng vân tiêu,
như là một há to mồm, trực tiếp đem cái kia, ngân hà lạc nhật, nuốt. Ầm ầm, lôi đình cùng ngôi sao màu bạc lực lượng, trên bầu trời tạo thành nổ tung, đem phương viên ngàn mét bên trong gió tuyết, trực tiếp nổ thành bột phấn. Tiên thiên mạnh, ở chỗ thủ đoạn phức tạp, khống chế năng lực cường. Nhất là cái này thánh quang đằng mạn cướp bóc tinh khí năng lực, đối quá nhiều cộng sinh thú tới nói đều rất đáng sợ, đương nhiên cái này cũng không nói rõ, huỳnh hỏa, miêu miêu cùng lam hoang không bằng tiên tiên, mà chính là có tiên tiên phối hợp chiến đấu, lực chiến đấu của bọn nó tăng vọt. Một cái cây, khống chế toàn bộ chiến trường, tránh thức để một trận chiến đấu, trở thành một cái hệ thống. Cái này hạch tâm hệ thống, tạo phúc đội ngũ mỗi người, bao quát lý thiên mệnh. Nói thí dụ như lúc này thời điểm. Cái kia ngũ đầu kim loan thánh long để tiên tiên màu đen sợi dễ quấy rối đến đau đến không muốn sống, còn phải bị lam hoang bạo nệt, nó có lòng tin đơn đấu đánh tan lam hoang, có thể mấu chốt là, tiên tiên căn bản không cho nó đơn đấu cơ hội. Nói thí dụ như cửu dực ngân nhận thánh long, nó tức thì bị đánh hoài nghi long sinh, không nói miêu miêu nhanh như lôi đình, bắt không ngừng, đánh không trúng, nó trong chiến đấu, còn muốn bị thánh quang đằng mạn một trận cuồng rút, càng đánh càng mệt mỏi. Tuy nhiên có thể nhìn đến. Tiên tiên màu đen sợi dễ cùng thánh quang đằng mạn đoạn không ít, thế nhưng không gặp nó có tổn thương gì, vẫn tinh lực dồi dào. Dù sao có các ca ca bảo hộ, nó tổn thương trình độ không tính lớn. Cái này kỳ thật cũng là nhược điểm của nó cũng không có như vậy kháng đánh, luận đơn đấu, nó đoán chừng không phải ba người ca ca đối thủ. Miu Miu, Lam Hoang cùng tiên tiên, tạo thành lực sát thương đã rất đáng sợ. Bất quá, càng đáng sợ chính là... Một cái không đáng chú ý gà tặc thích khách, giấu ở đại thụ cành lá bên trong, nó còn không có xuất thủ a. Cái kia chính là huỳnh hỏa. Trang bức, xem kiếm. Cái kia ngũ đầu kim loan thánh long cùng lam hoang, tiên tiên chiến đấu, chính là được cái này mất cái khác thời điểm, đột nhiên nửa người dưới mát lạnh. Huỳnh hỏa lục đạo sinh tử kiếm, điệp ra 350 đạo thiên kiếp kiếm khí, lại thêm thông thiên phần ma vũ, mang tới thông thiên cương khí, chuyên môn vì xuyên thấu mà sinh. Phốc phốc, ngũ đầu kim loan thánh long phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Bụng của nó, bị luyện ngục hỏa ảnh bên trong huỳnh hỏa, trực tiếp xé rách ra một đạo lỗ máu, nội tạng đều bị xuyên thấu. 350 đạo thiên kiếp kiếm khí, tại hắn thể nội lao vút. Ngao, nó năm cái đầu rồng, kinh thiên kêu thảm. Tiếp theo trong nháy mắt, lam hoàng cái kia so với nó còn lớn hơn đầu rồng, cắn một cái vào đầu của nó, cuồng bạo hất lên, tại chỗ cắn thành dẹp. Muội tử, mau ăn. Một cái đầu rồng vung bay ra ngoài, bị tiên tiên màu đen sợi dễ cuốn lấy. Gần như không đến ba hơi, toàn bộ hết rồi. Sau khi ăn xong, tiên tiên sợi dễ dài ra càng nhiều, lần nữa tỏa ra sinh mệnh lực. Sợi dễ của nó, dây leo cùng bông hoa chờ một chút, đều có thể lại sinh, bất quá cũng không phải là không có tận cùng, mà chính là cần thông qua ăn đến bổ sung, chỉ có nuốt ăn huyết nhục, mới có thể đạt tới lại sinh hiệu quả. Đây là tiên tiên đặc tính, nó ăn hàng thuộc tính cũng không phải là thèm ăn, mà là một loại bẩm sinh bản năng, đối tiên tiên tới nói, đói khát là một loại vô cùng khó chịu tra tấn. Cái này cùng Miu Miu không thể ngủ giống như. Miu Miu rất ngủ, kỳ thật đối ổn định thể nội táo bạo lôi đình, có tác dụng rất lớn. Kỳ thật thái cổ hỗn độn cự thú tính cách, đều cùng tự thân thể chất có quan hệ. Tỷ như huỳnh hỏa toàn thân liệt hỏa, cũng rất dễ dàng phấn khởi táo bạo, làm hoang thuộc tính quá nặng. Nó cần đại lượng vận động, để cho mình sống lên, dù sao nó chủ yếu dựa vào nhục thân, không sống thêm động, thân thể liền sẽ yên lặng mục nát. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều có thể hiểu được. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy, chính mình có cần phải, cho bọn họ lập một số quy củ. Bọn họ vẫn là thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng cũng là ta cộng sinh thú, trên con đường trưởng thành, bọn họ cần phải học hội trưởng khống lực lượng của mình cùng tính khí. Hy vọng ta có thể làm tốt cái này người dẫn đường. Lý Thiên Mệnh không biết, nó trên người chúng đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng là khẳng định cùng những thứ này bản năng, cá tính, có quan hệ rất lớn. May mắn, hiện tại bọn chúng trưởng thành, để Lý Thiên Mệnh đều tương đối hài lòng. Tiên tiên, về sau không cho phép ăn có trí tuệ sinh linh, người đói, ta sẽ đổi một cái lớn tu di giới chỉ, cho ngươi dự trữ đại hung thú. Biết không, Lý Thiên Mệnh nói. Cái này là xã hội loài người đơn giản quy tắc. Cộng sinh thú cùng hung thú khác biệt, bọn họ mở ra linh trí, có tư tưởng có linh hồn, ăn huyết nhục của bọn nó là xã hội loài người cấm kỵ, làm cộng sinh thú, tiên tiên cũng cần tuân thủ. Đến mức hung thú, hung tàn bạo lệ không chí thương, trên thế giới này,
người nào không ăn thịt. Tiên Tiên biết rồi, nhất định nghe lời. Tiên Tiên cúi đầu ủy khuất nói, nó rất ưa thích Lý Thiên Mệnh, còn tại trứng bên trong thời điểm, nó thì ưa thích ở tại Lý Thiên Mệnh bên cạnh, không giống Huỳnh Hỏa bọn họ lão trêu cợt muội muội. Yên tâm, mỗi lần đánh xong khung, ngươi khẳng định có tổn thương, đói bụng rất khó chịu, ta nhất định tưởng thưởng cho ngươi, dùng lửa đốt sao sao heo có được hay không? Ngươi dạng này ăn sống, quá nguyên thủy, ta để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là mỹ vị. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được rồi nha. Còn có linh túy, cũng có thể làm rất khá ăn. Không muốn, Tiên Tiên không ăn rau xanh. Nàng liền vội vàng lắc đầu. Lý Thiên Mệnh đã sớm tại Trầm Uyên chiến trường, được chứng kiến Tiên Tiên đối bọn hắn cái đoàn thể này chiến đấu lực tăng thêm. Bây giờ bọn họ hoàn toàn đè chết Hiên Viên Vũ Hành hai đầu cộng sinh thú, cũng không ra ngoài Lý Thiên Mệnh đoán trước. Lý Thiên Mệnh đang cùng Hiên Viên Vũ Hành giao phong, mới vừa rồi là lâm thời khởi ý tâm linh giao lưu, đều là sự tình trong nháy mắt. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là cùng Hiên Viên Vũ Hành đơn đấu. Bên cạnh hắn, đồng dạng có Tiên Tiên phụ trợ, đồng dạng có Huỳnh Hỏa Du Tẩu đánh lén. Bốn cái thuộc tính loại hình cũng khác nhau cộng sinh thú, thực sự quá sung sướng. Đây là Lý Thiên Mệnh hiện tại lớn nhất cảm khái. Nói thật, Tiên Tiên sinh ra, cho hắn tham chiến thiên hạ đệ nhất hội lớn nhất lòng tin. Tại thiên hạ đệ nhất hội trước, Hiên Viên Vũ Hành, là hắn sau cùng cường địch. Bão tuyết bên trong, hắn Đông Hoàng Kiếm cùng Hiên Viên Vũ Hành kháng Long Thần Giản, đã giao phong mấy lần. Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt âm trầm như mực, hắn hai đầu cộng sinh thú thế yếu, đã rất rõ ràng. Hắn thấy rất rõ ràng. Hắn sợ hãi sự tình, vẫn là phát sinh, cái kia chính là. Hắn không bao giờ còn có thể, cùng lúc trước nhẹ như vậy nhẹ đẩy, liền có thể muốn Lý Thiên Mệnh tánh mạng. Lúc này mới qua vài ngày nữa a. Hắn nội tâm vặn vẹo, tra tấn cùng thống khổ, những người khác căn bản không hiểu, mà hết thảy này, đều là để trong đầu hắn chỉ có một mảnh hung sát biển máu nguyên nhân. Đến giờ phút này, trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn thái cổ tà ma nói lời, ý chí cùng linh hồn, sớm đã không còn hắn Hiên Viên Vũ Hành chính mình. Chỉ có giết hại, chỉ có oán hận. Hắn tay cầm kháng Long Thần Giản, chém nước Tiên Tiên cái kia đầy trời cành lá cùng tràn đầy, kiếm hình cánh hoa, mạn châu xa hoa, lại lần nữa đánh phía Lý Thiên Mệnh. Kháng Long Thần Giản là một loại bá đạo thần binh, đồng dạng có cái này đế hoàng chi phong phong cách, lại thêm cửu ngũ chí tôn, cộng sinh thú, kỳ thật Hiên Viên Vũ Hành là rất có đế hoàng chi khí người. Hắn thiên ý cùng Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý cùng loại, thường thường dạng này, mới càng biết có số mệnh ở giữa quyết đấu. Bởi vì, một núi không thể chứa hai hổ. Hắn thi triển chiến quyết, chính là đỉnh cấp tử kiếp chiến quyết, chí tôn chiến hoàng quyết. Kháng Long Thần Giản bạo phát vạn trượng kim quang, hắn hai tay nắm ở binh khí, một chiêu đánh xuống. Chí tôn chiến hoàng quyết ngũ long chấn ngục. Kháng Long Thần Giản chấn động, phát ra bén nhọn chấn động thanh âm, vung vẩy ở giữa, năm đầu kim long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, oanh minh xuống. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới Hiên Viên Mộc Tuyết, trong lòng hỏa khí loạn bốc lên. Hắn cầm song kiếm cực nhanh tiến tới, trong kiếm 500 đạo thiên kiếp kiếm khí, ở khắp mọi nơi. Trước mắt Hiên Viên Vũ Hành trên thân kim sắc phẩy rồng, đã thành một cái hoàng kim long người, lại có hơn 300 tinh nguyên dung luyện, thân thể lực lượng nổ tung. Lý Thiên Mệnh chỉ có 200 tinh nguyên, nhưng tại cái này trong quyết đấu, chẳng những không có rơi vào hạ phong, cái kia siêu tuyệt thiên kiếp kiếm khí, càng là xuyên thấu kháng Long Thần Giản, phốc 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 đâm xuyên tại Hiên Viên Vũ Hành trên thân. Làm! Đông Hoàng Kiếm cùng kháng Long Thần Giản chấn động ra đi. Hiên Viên Vũ Hành! Người đã không đẩy được ta, bi ai sao, Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, tại trong gió tuyết lại lần nữa đánh tới. Đem người chém thành muôn mảnh, ta thì không bi ai. Hiên Viên Vũ Hành cuồng bạo xuất thủ, tại trong gió tuyết đánh tới chớp nhoáng. Chí tôn chiến hoàng quyết cửu long tề thiên. Kháng Long Thần Giản bộc phát ra ầm vang kêu to, một chiêu chế dưới, cửu long trùng thượng vân tiêu, ngang hàng với trời. Oanh! Cái kia lực lượng cuồng bạo. Đem Lý Thiên Mệnh chấn động ra ngoài, đánh không lại, Tiên Tiên Thánh Quang Đằng Mạn tiếp nhận Lý Thiên Mệnh, vì hắn chút xuống lực lượng. Loại người như ngươi thật sự là thật đáng buồn, ngươi bây giờ làm ra hết thảy, chỉ nói rõ ngươi nội tâm thất bại cùng vô năng. Ngươi luôn mồm vì Thái Cổ Hiên Viên Thị, thế nhưng là, ngươi không xứng với cái họ này. Mộc Tuyết so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần, Lý Thiên Mệnh để Thánh Quang Đằng Mạn bắn ra, tốc độ tăng vọt, xông phá bão tuyết, lóe lên giết tới trước mắt. Ta không xứng với, ngươi yên tâm đi,
giết ngươi về sau, ta sẽ chỉ đạp vào không ai cản nổi đỉnh phong, thành vi tôn thần phía dưới đệ nhất người, chỉ có ta mới có tư cách, đứng tại tôn thần trước mắt, chỉ có ta, mới xứng nắm giữ thần. Hắn máu và nước mắt bão táp, đem mệnh đều cho hô lên. Bại lộ a, ngươi còn muốn có thần, Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười nhạo. Loại này người khẳng định là quỷ bái hiên viên si bái nhiều, não tử sớm đã có bị bệnh. Mặc kệ có cái gì ngoại lực ảnh hưởng, đều là đem hắn khát vọng trong lòng cùng vặn vẹo, phóng đại thôi. Tôn thần là ta nguyện ý vì nàng vĩnh thế diệt vong, không ai có thể làm đến ta như vậy, nàng cần phải nhìn ta, cần phải cảm tạ ta. Nàng hiện tại sai, nàng 10 phần sai, giết ngươi, ta liền có thể cùng với nàng chứng minh đây hết thảy, ngươi phải chết, ngươi phải chết. Hắn tóc đen tản ra, mi tâm thụ nhãn ánh sáng màu vàng hội tụ. Ầm ầm, kim cương tịch diệt chi nhãn. Hắn thủ đoạn mạnh nhất. Một đạo chí mạng kim quang, xuyên qua mà đến. Đồng thời ở nơi này, hắn giống như điên cuồng, mãnh liệt như lôi đình, kim quang lấp lóe ở giữa, kháng long thần giản đuổi kịp kim cương tịch diệt chi nhãn. Chí tôn chiến hoàng quyết thiên địa chí tôn. Một chiêu này, điên cuồng bá đạo, ngoài ta còn ai, thấy chết không sờn, hao tổn hết tất cả. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Tại cái này nguy cơ rất chí mạng bên trong, hắn trong tay trái ánh mắt, đột nhiên xuất hiện. Chấn hồn chi đồng. Thiên viên vũ hành thế giới đột nhiên lâm vào bóng tối vô tận, ở trong gầm trời bên trong, chỉ có trên trời một khỏa đường kính ngàn mét ánh mắt đỏ như máu, như là huyết sắc mặt trời một dạng, chính đang rỉ máu. Ầm ầm. Thiên viên vũ hành đối mặt con mắt này, cái này giống như là thương thiên ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng nội tâm. A à, hắn đã mất đi Lý Thiên Mệnh vị trí. Chỉ có thể điên cuồng la đem kim cương tịch diệt chi nhãn, đi công kích cái kia con mắt màu đỏ ngòm. Thiên viên vũ hành, Lý Thiên Mệnh thanh âm, giống như quỷ mị truyền đến. Ngươi, thiên viên vũ hành khắp nơi oanh tạc, tìm vị trí của hắn. Phốc phốc phốc, không biết là cái gì, xuất tại trên người hắn, vậy mà lít nha lít nhít. A, à, thiên viên vũ hành kêu thảm, hắn kim cương tịch diệt chi nhãn, xuyên thủng trên không ánh mắt, thiên địa cái này mới khôi phục thư thái. Có thể trên người hắn kịch liệt đau nhức. Nó cúi đầu xem xét, không biết cái gì thời điểm, trên người hắn cắm lít nha lít nhít kiếm hình cánh hoa. Đây là Mạn Châu Sa Hoa Thần Thông Phệ Huyết Kiếm Vũ. Không chỉ là trên người hắn, còn có ngũ đầu kim loan thánh long cùng cửu dực ngân nhận thánh long trên thân, đều cắm loại này kiếm hình cánh hoa. Đây chính là tiên tiên trưởng khống toàn trường chiến đấu lực. Mạn Châu Sa Hoa kiếm hình cánh hoa, liền hiên viên vũ hành thân thể cũng có thể mặc thấu. Có thể thấy được kỳ phong lợi. Xì xì xì. Kiếm này hình cánh hoa, chính đang ăn uống máu của hắn. Máu tươi trôi qua, liền là sinh mệnh tan biến. Càng kinh khủng chính là, Lý Thiên Mệnh lần nữa giết tới trước mắt của hắn. Phế vật, ta không sợ nói cho ngươi, tôn thần là ta. Lục đạo sinh tử kiếm nhân đạo chúng sinh kiếm. Lý Thiên Mệnh song kiếm giết ra, sau lưng chúng sinh hội tụ, hắn mới thật sự là đế hoàng. Vạn thọ vô cương, chúng sinh sở hướng. Đương đương đương. Đông Hoàng kiếm cùng kháng long thần giản giết ra chướng mắt sao hỏa. Thiên viên vũ hành mất máu rất nhiều, choáng váng, tại Lý Thiên Mệnh cuồng bạo kiếm thế phía dưới, hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt máu và nước mắt bão táp. Người đại nghịch bất đạo, khinh nhờn tôn thần, tội đáng chết vạn lần. Hắn ba con mắt triệt để huyết hồng. Người sai, ta có tội hay không, tôn thần định đoạt, người nhằm nhò gì. Chết chi kiếm thế như trẻ tre. Làm. Kháng long thần giản bị chấn bay ra ngoài. Phốc phốc. Màu đen đông hoàng kiếm, tại chỗ quán xuyên hiên viên vũ hành thánh cung. Trong lúc nhất thời sinh tử kiếp mệnh tuyền nổ tung, tại hiên viên vũ hành trên thân nổ ra một cái lỗ máu. Cùng lúc đó, đông hoàng kiếm phía trên đế quân kiếm ngục, điên cuồng xông lên hiên viên vũ hành thân thể, đem triệt để khóa kín. Ách. Hiên viên vũ hành máu me khắp người. Tại Lý Thiên Mệnh rút kiếm thời điểm, hắn quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chừng đến to lớn, hai tay vô lực nắm lấy hư không. Ta đang làm cái gì? Hắn ngẩng đầu, ba con mắt đều đang chảy máu, mờ mịt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi đang chịu chết, Lý Thiên Mệnh màu đen đông hoàng kiếm, mũi kiếm đến tại trên trán của hắn. Băng lãnh mũi kiếm, so đầy trời băng tuyết còn muốn lạnh lẽo. Ngao ô, thiên viên vũ hành nghiêng đầu. Bất ngờ nhìn đến cái kia kim sắc ngũ đầu kim loan thánh long, mềm mại ngã xuống. Trái tim của nó bị huỳnh hỏa lấy, luyện ngục mệnh hỏa, bạo liệt, tại chỗ chiến tử.
Cho đến lúc này, tiên tiên màu đen sợi rễ mới rời khỏi thân thể của nó. Ngũ đầu kim loan thần long nằm rạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Hiên Viên Vũ Hành, trước khi chết, nước mắt bão táp. Vũ Hành, kiếp sau gặp lại, chỉ là đến lúc đó, không thể lại cùng ngươi như thế điên rồi. Hắn kêu khóc một tiếng, ruột gan đứt từng khúc, có lẽ cho đến lúc này, mới như ở trong mộng mới tỉnh. A, à, môi hắn run rẩy, toàn thân bất lực, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi, ta thế nào, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ còn đẩy đến đụng đến ta sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt đạm mạc, đứng ở trước mắt của hắn. Hắn xem ra rất đáng thương sao? Thế nhưng là, hải hồn mệnh long chết, Hiên Viên Mộc Tuyết không đáng thương sao? Làm sai sự tình liền muốn gặp báo ứng, ai cũng cùng dạng, Lý Thiên Mệnh không đồng tình hắn. Ha ha, người cũng ưa thích tôn thần, ha ha. Hắn bưng bít lấy cái chán, như người điên cười nhạo. Cái gì gọi là, cũng a, à, người xứng sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta không xứng, người cũng không xứng. Hiên Viên Vũ Hành cười đến run rẩy, ta hủy chính mình, ta cũng muốn hủy đi ngươi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một bản thật dày thiên văn thư. Hắn vốn không muốn sử dụng, chỉ muốn dựa vào thực lực đánh giết Lý Thiên Mệnh. Khinh nhờn tôn thần nhân, đều phải chết, cùng ta cùng một chỗ chạy phó hoàng tuyển đi ngươi. Ta có tội, ngươi Lý Thiên Mệnh cùng tội. Hắn đang muốn tích huyết thiên văn thư. Phốc suy, trên người hắn ghim vệ huyết kiếm vũ. Trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn cùng trái tim, thậm chí cuốn lấy cái kia thiên văn thư, trực tiếp ném ra ngoài. Cái kia thiên văn thư, đoán chừng chỉ ít cửu tinh đi. Trong nháy mắt này, thiên văn thư đã nhuốm máu, chỉ bất quá để tiên tiên trước ném lên trời. Ầm ầm, thiên văn thư nổ tung, hóa thành một khỏa mặt trời gay gắt, oanh động bầu trời đêm, đem phương viên mấy ngàn thước chiếu lên giống như ban ngày. Dưới ánh nắng chói chang, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét. Đất tuyết bên trong, Hiên Viên Vũ Hành quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai tay vô lực rũ cụp lấy. Mặt đất tuyết trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Bạo tuyết bay tán loạn, cuồng phong gào thét. Lý Thiên Mệnh áp lấy mình đầy thương tích cửu dực ngân nhận thánh long, đi tìm Hiên Viên Mộc Tuyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn phong lạnh thấu xương bên trong, Lý Thiên Mệnh ngồi tại Lam Hoang đầu rồng phía trên, hướng về tây nam phương hướng mà đi. Hắn cộng sinh không gian bên trong dọc theo rất nhiều thánh quang đằng mạn, đem cái kia hấp hối, cửu dực ngân nhận thánh long cột vào Lam Hoang trên thân. Cái này thần long ánh mắt đờ đẫn, buồn ngủ, trên thân tràn đầy vết máu, màu bạc thân thể đại bộ phận bị lôi đình bổ đến cháy đen, đã trọng thương. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Gió tuyết phất qua, Lý Thiên Mệnh quần áo bay phất phới, hắn cùng cái kia cửu dực ngân nhận thánh long bốn mắt nhìn nhau. Hỏi đi, nó bị thánh quang đằng mạn quấn lấy. Động liên tục đạn cũng khó khăn, bây giờ ánh mắt u ám, xem ra tiêu điều bi thương. Hiên Viên Vũ Hành gần nhất, phải chăng bị ngoại lực ảnh hưởng tới, nói thí dụ như, có người đối với hắn thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù, ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Lý Thiên Mệnh hỏi, kỳ thật hắn không có ý định giết Hiên Viên Vũ Hành, tối thiểu muốn đem trong lòng sự nghi ngờ này làm rõ ràng, có thể Hiên Viên Vũ Hành liền cửu tinh thiên văn thư đều lấy ra, muốn không phải tiên tiên phản ứng nhanh. Lý Thiên Mệnh đoán chừng đều bị cái kia cửu tinh thiên văn thư, trực tiếp nổ chết rồi. Ta không biết, cửu dực ngân nhận thánh long ô hô nói. Ngươi là hắn cộng sinh thú, ngươi lại không biết. Ai, đoạn thời gian gần nhất, hắn thường xuyên đem cộng sinh không gian phong bế, không để cho chúng ta biết hắn đang làm gì. Cửu dực ngân nhận thánh long giận dữ nói. Vậy các ngươi còn cùng hắn làm loạn, Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, hắn giết hải hồn mệnh long trước đó, chúng ta đều không nghĩ tới. Hắn sẽ làm như vậy. Nó nói, các ngươi ngự thú sư cùng cộng sinh thú, dạng này chung đụng sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, không phải, chúng ta vẫn luôn là huynh đệ, là tốt nhất huynh thuật đồng bọn, thế nhưng là, lớn nhất gần một chút năm thần huyết dần dần thức tỉnh, hắn không biết ngày đêm trông coi, rất nói nhiều đều không theo chúng ta nói. Nhất là tôn thần về đến về sau, khác tâm tình càng ngày càng mất khống chế, chúng ta nói hắn liền đem cộng sinh không gian đóng lại. Nói thật, tại cái này cộng sinh quan hệ bên trong, ngự thú sư vẫn là chiếm cứ chủ thể vị trí. Thí dụ như cộng sinh không gian, liền từ ngự thú sư trưởng khống. Vậy hắn ép buộc Hiên Viên Mộc Tuyết, các ngươi không tranh thủ thời gian thông báo trưởng bối. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ngươi biết cái gì, chúng ta là anh em, hắn nguyện ý dạng này,
chúng ta liền quyết định vì hắn điên một lần. Lý Thiên Mệnh, Vũ Hành thất bại, chúng ta thua, có thể ngươi đừng quên, ta và ngươi không đội trời chung. Ta đời này không có cách nào giết ngươi, đời sau, đừng để ta tìm tới cơ hội. Cái kia Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long rất là mỏi mệt, có thể nói đến đây khác, nó vẫn là hai mắt tinh hồng. Ha ha, các ngươi muốn là dừng cương trước bờ vực, không bồi hắn lần này, hắn nói không chừng, còn có thể tiếp tục sống. Lý Thiên Mệnh nói, chúng ta không nghĩ tới, ngươi còn có một cái mạnh như thế thực vật cộng sinh thú, chúng ta thì thua ở nơi này, nhưng nếu là chúng ta thành công, không có ngươi cái này trở ngại, Vũ Hành về sau có cơ hội tới gần tôn thần. Hắn tới gần tôn thần làm cái gì? Đây là si tâm vọng tưởng ngươi biết không? Không quan trọng, chúng ta là huynh đệ sinh tử, hắn nguyện ý làm cái gì, chúng ta cùng hắn. Cái kia Mộc Tuyết đâu? Nàng phạm cái gì sai rồi? Lý Thiên Mệnh nói. Nàng không sai, nếu có sai, cái kia chính là dựa vào ngươi người ngoài này quá gần. Bằng hữu, khác lừa gạt mình, tâm bóp méo, ngay cả người mình đều có thể lấy ra hy sinh, cũng không cần rêu rao cái gọi là tình cảm huynh đệ. Ta cũng có cộng sinh thú, có thể ta sẽ không ở bọn họ trước mặt, đối phó muội muội mình, làm người muốn có điểm mấu chốt, ngươi hiểu không? Tiên Tiên sau khi sinh, Lý Thiên Mệnh cũng biết vấn đề này, nhất định muốn thủ vững nội tâm. Nếu như hắn biến thành ác đồ, để thái cổ hỗn độn cự thú nhóm đi học tập, vậy chúng nó lực phá hoại so với ai khác đều đáng sợ. Hắn rất cẩn thận tại bảo trì lấy loại này cộng sinh quan hệ, để bọn hắn một người bốn thú đồng tâm đồng đức, nếu như làm người ngay cả mình cộng sinh thú, đều tại ý niệm phía trên cùng mình mỗi người đi một ngả, cái kia bản thân liền là một loại thất bại. Lý Thiên Mệnh, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, ta hâm mộ quan hệ của các ngươi, bất quá, ngươi có thể rất tốt khống chế bọn họ, còn không phải là bởi vì bọn họ rất ngu. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long cười khẩy nói. Ngu xuẩn, Lý Thiên Mệnh vui vẻ, đệ nhất, ta cho tới bây giờ không có khống chế bọn họ đều so ta mạng của mình trọng yếu, bọn họ là ta trọng yếu nhất thân nhân. Thứ hai, ngu xuẩn không ngốc, không khỏi ngươi nói tính toán, ngươi biết cái gì là đại trí giả ngu sao? Ha ha, được rồi, ta và ngươi không có gì tốt tranh luận. Ngươi coi như có lương tâm, không làm khó dễ Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ai, ngươi nói đúng, Mộc Tuyết không có gì sai, ta áy náy nàng, còn có Lam Lăng, chúng ta cũng coi như mang theo nó lớn lên đại. Hiên Viên Vũ Hành chết rồi, hết thảy tan thành mây khói, bọn họ lúc này thời điểm lấy thêm Hiên Viên Mộc Tuyết đến chút giận, vậy liền quá thất bại. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều so Hiên Viên Vũ Hành thanh tỉnh, thế nhưng là bọn họ lựa chọn cùng Hiên Viên Vũ Hành liều mạng một phen. Làm vì sinh tử kiếp thú, bọn họ mất đi ngự thú sư về sau, một thân sinh tử kiếp lực không cách nào lại tăng lên, thậm chí sẽ chậm rãi tiêu tán, bất quá nhục thân cường độ vẫn còn, tại Trầm Uyên chiến trường sống sót còn có thể. Chỉ rất là tiếc nuối, bọn họ vừa tốt ở vào tử kiếp cảnh giới, huyết nhục suy vong rất lợi hại, đoán chừng thọ nguyên sẽ không quá dài. Cộng sinh hệ thống tu luyện chính là như vậy, một khi ký kết sinh tử, cái kia chính là sinh tử cùng, thiên địa sẽ không vòng qua bất kỳ bên nào. Ngự thú sư phát minh cộng sinh linh, đã tính toán vì chính mình, tranh thủ tốt hơn xuống tràng. Đây hết thảy gặp gỡ, để Lý Thiên Mệnh càng ý thức được, đời này có thể cùng Huỳnh Hỏa bọn họ đi đến đầu này cộng sinh tu luyện chi lộ, là bực nào may mắn, lại là chân quý bực nào. Hắn phát ra từ nội tâm thương chúng nó. Đó là một loại huyết mạch liên lụy, một loại linh hồn cộng minh. Cho nên, Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long bọn họ, lựa chọn đi cùng Hiên Viên Vũ Hành làm loại này điên cuồng sự tình, cũng không kỳ quái. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú cảm tình, theo xuất sinh bắt đầu thì trói chặt sinh tử, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ cảm ngộ cái thế giới này, cái này một loại mệnh liên tiếp mệnh cảm tình, lẫn nhau ở giữa không hề nghi ngờ là chí thân, thậm chí tại một ít phương diện phía trên, đều siêu việt thân nhân. Huỳnh Hỏa bọn họ thần kinh rất lớn điều, bọn họ sẽ không nói thâm tình lời nói, có thể Lý Thiên Mệnh là vì tình nhập ma người, tâm tư của hắn so với ai khác đều mẫn cảm, mỗi một lần sóng vai chiến đấu. Mỗi một lần trêu chọc đùa nghịch, hắn đều ghi tạc trong lòng, cái cho chúng nó tất cả bộ dáng. Hắn cùng Kim Vũ có 16 năm, Kim Vũ rời đi, để hắn học xong càng đi chân quý trận này cơ duyên, chân quý những cảm tình này. Nếu như nói thái cổ hỗn độn cự thú cần một cái người dẫn đường, đi nhận thức lại cái thế giới này, Lý Thiên Mệnh nguyện ý đi đảm nhiệm nhân vật này, đây là sứ mạng của hắn. Tại gió này tuyết tràn ngập ban đêm, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tiên Tiên. Hắn sờ lấy tiểu cô nương kia đầu, linh thể của nó, một mực ngoan ngoãn vùi ở Lý Thiên Mệnh trong ngực,
tò mò nhìn thế giới bên ngoài, nghe lấy bọn hắn trò chuyện. Làm gì nha, nửa cái phụ thân, Tiên Tiên hỏi. Hoan nghênh thêm vào chúng ta đại gia đình, về sau, ta rất vinh hạnh đi làm đồng bọn của ngươi, dẫn ngươi đi yêu quý cái thế giới này, nó tuy nhiên có rất nhiều âm lãnh cùng tàn khốc, thế nhưng là, nó là chúng ta còn sống biểu tượng, là vô số sinh linh sinh mệnh ký thác, nhân sinh ngọt bùi cay đắng đều rất đặc sắc, trưởng thành, liền sẽ học hội đi phẩm vị, biết không? Biết, Tiên Tiên nhớ kỹ, về sau chỉ ăn nửa cái phụ thân cho thịt thịt. Tuyệt đối không loạn ăn, bụng bụng đói cũng không ăn. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, ghé vào Lý Thiên Mệnh trên cánh tay, mắt trợn tròn, chững chạc đàng hoàng mà nói. Người biết, trọng yếu nhất là cái gì không? Không biết đây. Trọng yếu nhất, là chúng ta, đều muốn làm một cái không cho cùng bạn bè thất vọng người. Muốn xứng đáng, hắn và chính mình đồng sinh cộng tử người, biết không? Vù vù, Tiên Tiên biết rồi, đều ghi vào đầu bên trong. Nó dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Thật giỏi, ngươi yên tâm, chỉ có ngươi, nửa cái phụ thân, còn sống một ngày, tuyệt đối không đến ngươi đói, nhân gian mỹ vị muốn tỉ mỉ phẩm, cũng không thể ăn tươi nuốt sống nha. Thật là cao hứng, hi hi, ta đi vào cùng Miu Miu ca ca đi chơi. Huỳnh Hỏa treo ở Lam Hoang đầu rồng phía trên, nghe lấy bọn hắn nói xong, nó không nhúc nhích tí nào, trong gió chỉnh lý kiểu tóc. Gà đại ca, Lý Thiên Mệnh hô một câu. U, tiểu đệ, người muốn nói cái gì? Cùng quân cộng sinh, cả đời không hối hận, Lý Thiên Mệnh nói. Lăn, chỉnh kê ra cả người nổi da gà, Huỳnh Hỏa ghét bỏ nói. Thái cực phong hồ nam mới, một đạo trong vực sâu. Một đầu màu đen thần long, quay quanh lấy một cái băng lãnh sắc váy dài thiếu nữ, trong bóng đêm vô tận chờ đợi. Vũ hành ca ca không có khả năng thắng, thiếu nữ dùng thanh âm khàn khàn nói. Hắc long rên rỉ một tiếng. Cúi đầu. Ngươi thế nào, lần này làm sao không phản bác, thiếu nữ hỏi. Hắn đi, Hắc Long nói. Thân thể của nó dần dần buông ra, thả Hiên Viên Mộc Tuyết tự do. Đi rồi, Hiên Viên Mộc Tuyết ngã trên mặt đất, băng con mắt màu xanh lam run nhẹ nhẹ. Hiên Viên Vũ Hành, chết rồi. Là bại lộ bị xử tử, vẫn là. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia cửa động Hắc Long, mờ mịt nói, cho nên, ngươi là muốn giết ta cho hả giận sao? Mộc Tuyết, không có ý nghĩa, người chịu tội, đi thôi. Hắc Long nói xong, ra bên ngoài chạy như bay. Người đi nơi nào, Hiên Viên Mộc Tuyết lớn tiếng hỏi. Cùng bọn hắn cùng chết, Hắc Long nói. Người đừng như vậy, người mang ta tới. Hiên Viên Mộc Tuyết cuống cuồng nói. Cùng đi đi, Hắc Long mang tới nàng. Gió bão rít gào, tuyết lớn đằng đẵng. Người nào đem đất bằng vạn đống tuyết, cắt bỏ khắc làm này ngay trần nhà. Dưới bầu trời đêm, một đầu Hắc Long mang theo một thiếu nữ, cùng Lý Thiên Mệnh gặp gỡ. Cái kia chí tôn Hắc Ma Thánh Long nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, sự xuất hiện của hắn, hiển nhiên nói rõ Hiên Viên Vũ Hành bị hắn đánh bại. Nó đem Hiên Viên Mộc Tuyết để xuống, sau đó thấy chết không sờn, bao phủ đầy trời băng lãnh, như Hắc Ám phong bạo một dạng hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới. Hắc đồ, vô dụng, không muốn lãng phí thời gian. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long ngẩng đầu lên, ánh mắt ảm đạm nói. Chí tôn Hắc Ma Thánh Long ngừng lại. Bọn họ đâu? Đều đi, ta trở về thả Mộc Tuyết một con đường sống. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long nói. Bại thành dạng này. Cũng bị mất, chúng ta sai. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long nói. Ngươi tự vận đi, khác trở ngại ta, ta muốn vì Vũ Hành mà chết. Chí tôn Hắc Ma Thánh Long ánh mắt đẫm máu nói. Còn sống đi. Không cần đến, không có hy vọng thời gian. Ta không nghĩ tới. Chí tôn Hắc Ma Thánh Long nói. Nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ứng phó chết ý chí, trùng sát mà đến. Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Tiên Tiên cùng một chỗ, đối phó cái này chí tôn Hắc Ma Thánh Long đi. Đối phương cũng là đến oanh liệt tìm chết, Lý Thiên Mệnh không có cách nào khuyến cáo nó, chỉ có thể đè lại nó. Hắn vội vàng đi tới Hiên Viên Mộc Tuyết trước mắt. Cái này 17 tuổi cô nương, sắc mặt trắng bệch. Trên quần áo còn có vết máu, thương thế vẫn còn, bây giờ băng tuyết gào thét, khóe miệng của nàng cóng đến đỏ bừng. Ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì, trở về tìm một cái thầy thuốc, dùng điểm linh túy liền tốt. Không cần lo lắng, Hiên Viên Mộc Tuyết nói, nàng xem nhìn Tiên Tiên cái kia khởi nguyên thế giới thụ thân thể, biết đại khái, Lý Thiên Mệnh như thế nào đánh bại Hiên Viên Vũ Hành. Chúc mừng ngươi, báo đẩy mối thù. Nàng cười khổ một cái. Trận chiến đấu này, thua thắng, đều không cách nào cao hứng.
Hải hồn mệnh long đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thành cộng sinh linh, hắn coi như có chút lương tâm đi, giúp ta làm sinh linh kết giới. Hắn cần thiết hay không? Muốn dẫn ta đi ra, không cần giết ngươi cộng sinh thú. Hắn thì một cơ hội, sợ ta và ngươi quan hệ không đủ, nhất định phải đủ hung ác, mới có thể dẫn tới ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu, ánh mắt ảm đạm nói. Thật xin lỗi, ta quá tự tin, liên lụy ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Thiếu một đầu cộng sinh thú, nàng tuy nhiên vẫn là ngự thú sư, cảnh giới thực lực bảo vệ, cũng có thể tiếp tục tu hành, có thể tương lai thành tựu, chung quy so ngay từ đầu kém một chút. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Vũ Hành tranh chấp, cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Không cần nói xin lỗi, làm ác người cũng không phải ngươi, hắn chết ta rất sung sướng, chỉ tiếc ta không thể thân thủ cho Lam Lăng một cái công đạo. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Thật xin lỗi, Lý Thiên Mệnh lớn nhất không nhìn nổi bộ dạng này, hắn có thể trải nghiệm mất đi cộng sinh thú tư vị. Ô ô, nàng nức nở. Trong gió tuyết, Lý Thiên Mệnh cho nàng một cái trước ngực, để cho nàng có thể phát tiết một chút. Mộc Tuyết, về sau có cơ hội, ta nhất định ta tận hết khả năng đi đền bù ngươi. Ta biết thân nhân chết đi, cái gì đều bổ khuyết không được, ta chỉ có thể nhìn có biện pháp nào không, có thể để ngươi tu hành phương diện, có tốt hơn tương lai. Không cần phải nói những thứ này, để cho ta khóc một hồi tốt. Nàng lúc nói chuyện, tay cầm bắt lấy Lý Thiên Mệnh cánh tay, rất dùng lực vồ một hồi, sau đó buông ra. Ừm, ta tốt, nàng xoa xoa nước mắt, hé miệng hơi cười. Trở về đi, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi vừa nói muốn đền bù thật là ta, Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đúng, đám kia ta một chuyện. Cứ việc nói, ta không có hy vọng tham chiến đệ nhất thiên hạ, ta cái kia một phần. Ngươi giúp ta đi, bảo trì chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị tôn nghiêm, vì Thái Cổ Thần Tông mà chiến, đi thủ hộ tôn thần. Nàng thật sự nói. Nhất định. Phú Hành ca ca đi nhầm một bước này, hắn đoạn này thời gian hàng đêm khổ tu, theo không nghỉ ngơi, chính là vì chuẩn bị thiên hạ đệ nhất hội, ngươi, cũng mang lên giấc mộng của hắn đi, nếu như ngươi có thể giữ vững gia viên của chúng ta, hắn. Hắn ở dưới cửu tuyền, nhất định sẽ tán thành ngươi. Phiền toái. Hắn đối ngươi ta không tốt. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa làm qua bất luận cái gì chuyện xấu, hắn vẫn luôn là chúng ta tôn kính nhất huynh trưởng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói đến đây, chỉ có thể cắn môi, nắm song quyền, không cho nước mắt rơi xuống. Được. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Thanh âm rất nhẹ, có thể đây là hứa hẹn. Còn có, đem ta ca cái kia phần, cũng mang lên đi. Được. Nơi này là nhà của chúng ta không muốn để cho người khác. Dẫm tại người nhà của chúng ta hài cốt phía trên, khi nhục chế giễu chúng ta, đã làm phiền ngươi. Nàng cố nén, có thể nước mắt còn tại rơi xuống. Không phiền phức, ta cũng là Thái Cổ Thần Tông đệ tử, ta thuộc về nơi này. Mộc Tuyết, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Ngươi để ta biết, không giống nhau Thái Cổ Hiên Viên thị. Tiếng nói hạ xuống xong, bên kia chiến đấu kết thúc. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long không thể báo thù, cũng không thể tìm chết thành công. Nó bị tiên tiên thánh quang đằng mạn trói lại, cùng cửu dực ngân nhận thánh long buộc chặt ở cùng nhau. Ánh mắt của nó ảm đạm. Giết ta, cho ta một thống khoái. Nó giãy giụa nói. Đừng suy nghĩ, ta không muốn để cho thần tông, cho là ta sẽ chỉ tự giết lẫn nhau, theo Hiên Viên Vũ Hành đình chỉ. Về sau trừ phi có người bội bạc, bội phản thần tông, ta không lại đối với mình người động thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long cười lạnh. Không cần thiết tranh luận cái gì, Lý Thiên Mệnh che chở Hiên Viên Mộc Tuyết, mang lấy bọn hắn cùng một chỗ trở về Thái Cổ Thần Tông. Có thể là cửu tinh thiên văn thư nổ tung động tĩnh quá lớn, phương Bắc Thái Cổ Thần Tông đã có người đi ra tìm kiếm, trong đó có không đợi được Lý Thiên Mệnh theo trạm tinh cổ lộ đi ra kiếm Vô Phong. Hiên Viên Vũ Hành sự tình, vẫn là cần cùng toàn bộ tông môn nói rõ ràng. Lý Thiên Mệnh trở về thời điểm, đụng phải thần tông trưởng bối, kiếm Vô Phong thì ở trong đó. Chuyện gì xảy ra, kiếm Vô Phong lạnh lùng tới, tâm tình táo bạo, nhìn đến Lý Thiên Mệnh không có việc gì, hắn mới thở dài một hơi. Chuyện của chính ta, đi Hiên Viên Hồ lại nói tỉ mỉ đi. Lý Thiên Mệnh nói, ừm, Lý Thiên Mệnh cái này mới đi đến Hiên Viên Hồ. Hiên Viên Hồ bên này đã nghe được động tĩnh, hai vị chín đại thần điện điện chủ, Hiên Viên Tiêu, cùng Hiên Viên Ngu, đều đi ra, bọn họ theo thứ tự là Hiên Viên Vũ Hành cùng Hiên Viên Mộc Tuyết phụ mẫu. Liền Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo, đều ở phía sau đi theo ra ngoài. Phát sinh cái gì rồi?
Hiên Viên Đạo lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đem Hiên Viên Vũ Hành cùng ngũ đầu kim loan thánh long thi thể, thả trên mặt đất. Hắn giản yếu đem sự tình nói một lần. Nguyên Linh Điện điện chủ Hiên Viên Tiêu tại chỗ ngốc trệ, sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Điều đó không có khả năng đi, ta cùng Vũ Hành đều nói tốt, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn khó chịu, xoắn xuýt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nếu như đổi lại bất cứ người nào, hắn đều nhìn không được. Hắn sớm chỉ lo lắng loại chuyện này phát sinh, cho nên cố ý cùng Hiên Viên Vũ Hành nói rất nhiều lần. Hiên Viên Tiêu thúc thúc, hắn nói không sai, ta Hải Hồn Mệnh Long đã không có. Hiên Viên Mộc Tuyết cắn răng nói. Nàng trước mắt còn tại bị thương trạng thái, vùi ở Hiên Viên Ngu trong ngực, Hiên Viên Ngu mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hiên Viên Tiêu sắc mặt càng trắng hơn. Sự tình đúng là dạng này, không có gì đáng nói, Vũ Hành thiết lập hạ bẫy dập bị phản sát. Chúng ta thất bại, chẳng trách người khác, Cửu Dực Ngân nhận Thánh Long nói. Các ngươi điên rồi, Vũ Hành nếu là không nghĩ rõ ràng, các ngươi làm sao không khuyên giải cáo. Hiên Viên Tiêu đau tiếng nói. Nói thật, đứa con trai này một mực để hắn rất kiêu ngạo, hắn chờ đợi Hiên Viên Vũ Hành, tương lai một lần nữa vì Thái Cổ Hiên Viên thị chấp trưởng thị thần điện đâu, chuyện như vậy, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Khuyên không được, Cửu Dực Ngân nhận Thánh Long nói. Không đúng, Vũ Hành không đến mức dạng này, Hiên Viên Đạo nhíu mày nói. Nói thật, liên quan tới hắn cùng Lý Thiên Mệnh mâu thuẫn, Hiên Viên Đạo tự mình cùng Hiên Viên Vũ Hành nói chuyện với nhau qua, đối phương cũng biểu thị muốn thả dưới, sao có thể điên cuồng thành dạng này. Tông chủ phải chăng hoài nghi, có ngoại lực quấy nhiễu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có khả năng, thế nhưng là hắn hiện tại, không có chứng cứ. Hắn lấy ra Cửu Tinh Thiên Văn Thư, ta không có cách nào. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ta nói một câu đi. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long bỗng nhiên nói. Nói. Hắn gần nhất một mực tại Tà Ma Địa Cung tu luyện, ta cảm giác hắn con mắt thứ ba có chút biến hóa, có khả năng bị Thái Cổ Tà Ma chi nhãn ảnh hưởng tới. Nhất là gần nhất, hắn vừa vào Tà Ma Địa Cung, thì đóng lại cộng sinh không gian, hơn nửa ngày mới mở ra nói với chúng ta. Nó nói, Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, trong lòng mọi người giật mình. Vũ Hành một mực là nhãn thuật tu luyện tốt nhất một cái. Hiên Viên Tiêu lui lại hai bộ. Điện chủ, ta không có cách, ta không muốn để xảy ra chuyện như vậy. Xin lỗi, Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Tiêu rất vô lực nhìn lấy hắn. Vì nhi tử báo thù. Hắn muốn không ra bất kỳ lý do tới. Hiên Viên Ngu nữ nhi bởi vậy đã mất đi một cái cộng sinh thú, nàng không tìm chính mình phiền phức, đều thắp nhang cầu nguyện. Thái Cổ Tà Ma chi nhãn bị Thiên Nguyên đỉnh trấn áp, chưa từng xảy ra loại chuyện này, tra một chút đi, sẽ có hay không có Âm Dương Ma Tông người chảy vào. Hiên Viên Đạo nói. Đúng. Đem Vũ Hành an táng đi. Đúng. Hắn sau cùng nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, cùng ta đi vào gặp Tôn Thần. Vâng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiên Viên Mộc Tuyết có mẫu thân ở bên người, tiếp xuống khôi phục, khẳng định không thành vấn đề. Đến mức Hiên Viên Vũ Hành lưu lại hai đầu thần long, Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải để ý đến. Hắn cùng Hiên Viên Tiêu liếc nhau một cái. Trên thế giới này người, vĩnh viễn không chỉ có người tốt, người xấu hai loại, Hiên Viên Vũ Hành không thể nói người xấu, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói người tốt. Hiên Viên Tiêu cũng là như thế. Xin lỗi, Lý Thiên Mệnh lại nói một câu. Đều là mệnh, khuyên cáo nhiều lần như vậy, không có cách nào. Hiên Viên Tiêu cười khổ một tiếng, đứa nhỏ này, ta lúc đầu không đem hắn, đưa đến thị thần điện liền tốt. Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh nghe xong Hiên Viên Đạo kể rõ, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Nàng phản ứng rất lớn. Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt, ám chỉ nàng tỉnh táo một chút, nàng mới chậm rãi buông lỏng xuống. Phương Thanh Ly, nàng quay đầu hô một tiếng. Tôn thần, lão nô tại. Phương Thanh Ly run run rẩy rẩy đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Người đệ tử này chuyện gì xảy ra? Khương Phi Linh hỏi. Lão nô cũng không biết rõ, đứa nhỏ này vẫn luôn thật tốt, coi như lúc trước cùng Thiên Mệnh hơi nhỏ mâu thuẫn, hiện tại cũng giải khai, không đến mức. Ý của ngươi là Lý Thiên Mệnh thiết kế trả thù hắn rồi. Khương Phi Linh thanh âm giá lạnh hỏi. Nói thật, nàng càng lúc càng giống Tôn Thần. Tôn Thần hiểu lầm, lão nô không dám. Phương Thanh Ly vội vàng nói. Tôn Thần, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, ta nhất định xem kỹ, nhìn xem rốt cục là cùng Thái Cổ Tà Ma chi nhãn có quan hệ, vẫn là cùng Âm Dương Ma Tông có quan hệ. Vũ Hành tính tình đoan chính,
lần này như thế điên cuồng, tổng là có chút kỳ quái. Hiên Viên Đạo liền vội vàng nói. Ừm, Khương Phi Linh nhẹ gật đầu. Nàng run nhẹ nhẹ ánh mắt, cùng Lý Thiên Mệnh đụng vào nhau. Nàng hôm nay tất cả tâm tình, đều là đối Lý Thiên Mệnh lo lắng, khẩn trương, bởi vì nàng chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi tin tức. Tôn thần, Lý Thiên Mệnh hô. Chuyện gì? Đệ tử, muốn tham chiến thiên hạ đệ nhất hội, vì Thái Cổ Thần Tông, cống hiến sức lực cả đời. Lý Thiên Mệnh thanh âm nóng rực nói. Hắn không thể tại cái này nói, ta muốn tự mình thủ hộ ngươi. Có thể nàng nhất định sẽ hiểu. Cái này, ta không quá đề nghị, Thiên Mệnh tiền đồ quá tốt, mà lần này thiên hạ đệ nhất hội, nhất định cửu tử nhất sinh, một khi để người khác biết, Thiên Mệnh là tôn thần nhìn trọng đệ tử, hắn lại càng dễ vạn kiếp bất phục. Hiên Viên Đạo liền vội vàng nói. Mời tôn thần thành toàn, Lý Thiên Mệnh ngữ khí kiên cường, ánh mắt hừng hực nói. Khương Phi Linh nhìn hắn một lúc lâu. Nàng mí mắt nhảy một cái. Chuẩn, nàng nói. Lý Thiên Mệnh cười. Nàng hiểu chính mình. Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất các. Lâm Tiêu Tiêu từ bên ngoài trở về. Thái cổ tà ma ghé vào trong đống tuyết, trên thân chất đống thật dày tuyết đọng. Nó nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu về sau, cái kia thân thể khổng lồ dựng đứng lên, một đôi thầm tròng mắt màu đỏ nhìn lấy Lâm Tiêu Tiêu hỏi, lại chạy đi đâu rồi? Ngươi không phải nghi hoặc, tối hôm qua Hiên Viên Vũ Hành đi đâu rồi sao? Ta ra ngoài nghe ngóng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói, hắn ép buộc Thái Cổ Hiên Viên thị Hiên Viên Mộc Tuyết, dẫn Lý Thiên Mệnh ra ngoài, muốn giết hắn. Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nó. Há, kết quả như thế nào? Thái Cổ Tà Ma nói. Lý Thiên Mệnh chết rồi. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng nói. Ồ, cái kia rất tốt, đáng tiếc là Hiên Viên Vũ Hành xuống chàng khẳng định không tốt lắm, ta thật vất vả mê hoặc một cái môi giới, đáng tiếc. Thái Cổ Tà Ma một bộ rất buồn bực bộ dáng. Bại lộ a. Lý Thiên Mệnh là người duy nhất uy hiếp, môi giới không có không quan trọng, người có thể chậm rãi tìm, dù sao không ai lại cùng ngươi cạnh tranh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu, người đây là đào hố để cho ta nhảy đâu. Thái Cổ Tà Ma phẫn nộ nói. Đừng ngụy biện, người dám nói Hiên Viên Vũ Hành cử chỉ này, không có quan hệ gì với ngươi. Ha ha, ta chỉ là đem tâm tình của hắn cùng oán niệm phóng đại mà thôi, bằng không hắn sao có thể nghe lời của ta. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng, ngươi hiểu không? Thái Cổ Tà Ma cười khẩy nói. Vậy liền đáng đời ngươi phí công nhọc sức, Lâm Tiêu Tiêu nói. Có ý tứ gì? Hiên Viên Vũ Hành bị hắn giết, hắn quật khởi tốc độ, sao ngươi có thể làm được cực hạn đều muốn nhanh, ngươi không phải có thể thiên ý quán đỉnh sao? Ta thế nào cảm giác ngươi không được a? Lâm Tiêu Tiêu cười lạnh nói. Hắn giết Hiên Viên Vũ Hành, Thái Cổ Tà Ma đương nhiên ngốc trệ. Người đây chính là gậy ông đập lưng ông, tự rước lấy nhục. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái Cổ Tà Ma sắc mặt âm trầm xuống, nó không nghĩ tới Hiên Viên Vũ Hành sẽ cực đoan mất khống chế. Không có khả năng a, hắn sao có thể lên thăng so với ta thiên ý quán đỉnh còn muốn hung, coi như hắn có thể, hắn cộng sinh thú cũng theo không kịp. Thái Cổ Tà Ma phủ phục tại trên mặt tuyết, ánh mắt tích huyết. Đến đón lấy đâu, người muốn làm thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không có việc gì. Hắn không có tà ma xiềng xích, thực lực cũng không đủ, tạm thời đụng không được con mắt của ta, lại tìm kiếm một cái môi giới đi, dù sao mang trong lòng oán niệm người còn nhiều, rất nhiều. Bằng không, chỉ có thể chờ đợi ngươi thành tựu sinh tử kiếp cảnh, sau đó nghĩ biện pháp tiến tà ma địa cung, nói thí dụ như, để Lý Thiên Mệnh mang ngươi đi vào, hắn tại thần tông quyền thế càng lúc càng lớn, qua chút thời gian, cái này đoán chừng cũng là hắn chuyện một câu nói. Thái Cổ Tà Ma nói. A. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Mặt khác, ta cần thiên địa kiếp nguyên, ngươi cùng hắn đòi hỏi một cái. Không. Thiên hạ đệ nhất hội sắp đến, toàn bộ Thiên Nguyên Tông đệ tử đều đang bế quan khổ tu, trên đường đi cơ hồ không ai. Lý Thiên Mệnh leo lên Thiên Nguyên Thần Sơn. Thiên Mệnh, đến, uống một chén. Âu Dương Kiếm Vương tại Thiên Nguyên đỉnh phía trên gọi hắn. Âu Dương ca, Lý Thiên Mệnh lao vụt mà lên, rơi vào trước mắt của hắn. Ngươi cùng Hiên Viên Vũ Hành sự tình, ta nghe nói. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn nhìn một chút lấy đầy mặt đỏ bừng, thi sĩ, đột nhiên hỏi, hôm qua, ngươi nói với ta, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, là có ý gì? Sẽ không phải là đang nhắc nhở ta chuyện này à? Ngươi đoán. Nói như vậy chính là, Lý Thiên Mệnh nói. Đoán đúng, cái này Hiên Viên Vũ Hành động thủ thời điểm,
có một ít tiểu động tĩnh, đúng lúc để ta bằng hữu nhìn thấy. Âu Dương Kiếm Vương nói. Hiên Viên Vũ hành động thủ rất đột nhiên, ngoài dữ liệu, rõ ràng không cách nào ngăn cản, cho nên Lý Thiên Mệnh không xoắn suýt vấn đề này. Bằng hữu của ngươi, vì sao không trực tiếp chóc nã Hiên Viên Vũ hành? Sự tình đã phát sinh, đương nhiên muốn nhìn, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, đêm qua, ta toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, thưởng thức ngươi biểu diễn, ngươi cái này bốn cái cộng sinh thú uy lực, trước đó chưa từng có, lẫn nhau ở giữa phối hợp cùng bổ sung, khiến người ta kinh thán. Ca ca ta nhìn trợn mắt hốc mồm, Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Cái kia sau cùng ngươi xuất thủ nhanh, đây là ta sơ sẩy, vốn là ta nhìn ra hỏa này có chút thất thường, nghĩ đến các ngươi đánh xong, đem hắn mang về cha một chút, kết quả hắn lấy ra thiên văn thư, ta đang muốn giúp ngươi giải quyết tới, không nghĩ tới ngươi gốc cây kia mạnh như vậy. Âu Dương Kiếm Vương nói. Kỳ thật lúc ấy, tiên tiên đem thiên văn thư ném thế là được, bất quá nó vừa ra đời. Ý thức được nguy hiểm sau có bản năng phẫn nộ, còn có đối Lý Thiên Mệnh an nguy lo lắng, dọa đến trực tiếp dùng vệ huyết kiếm vũ đâm chết rồi Hiên Viên Vũ Hành. Cái này không thể trách tiên tiên, nó vừa đi vào cái thế giới này, cũng là một cái IQ cao trẻ sơ sinh, kinh nghiệm xã hội quá ít, tự thân bảo hộ ý thức vốn là rất mãnh liệt. Thí dụ như Huỳnh Hỏa, đi theo Lý Thiên Mệnh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm là sao sao hồ. Thì ra là thế, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Việc này ta xử lý trễ, dẫn đến manh mối gãy mất, ta cũng không cùng Hiên Viên thị báo, ngươi biết là được. Âu Dương Kiếm Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Thành, vậy ta cũng không nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cảm thấy có khả năng cùng Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn có quan hệ, ngươi gần nhất như còn tiến đi tu luyện, cẩn thận một chút. Con mắt này vốn chính là ma vật, hiện tại có thiên nguyên đỉnh trấn áp, mới yên tĩnh lại, một khi mất đi trưởng khống, tuyệt đối rất phiền phức. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Đúng, Hiên Viên Vũ Hành đối ngươi có oán niệm không tệ, nhưng bây giờ thân phận của ngươi sớm đã khác biệt, lấy sự thông minh của hắn, tuyệt không có khả năng như thế bệnh tâm thần, nhất định là có độ ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Hắn vẫn luôn tại Thiên Nguyên Tông, ta không cho rằng là Âm Dương Ma Tông người khống chế hắn. Ngươi cuộc sống tương lai, cẩn thận một chút chung quanh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Âu Dương Kiếm Vương nói. Được, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, Âu Dương ca, ta có thể hỏi một chuyện không? Ngươi nói. Ngươi cùng Dịch Tinh Ẩn, Câu Ngọc Thu hai vị điện chủ, đại biểu người nào? Ca là thoải mái người, ta liền nói thẳng, chúng ta đại biểu độ kiếp phong kiếp lão bên trong, không phải tam đại thị tộc thế lực. Chúng ta là Thái Cổ Thần vực thổ dân, nhưng lại không phải Thái Cổ Thần tông hạch tâm, hiểu không? Âu Dương Kiếm Vương nói. Đã hiểu. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh độc cô tấn kiếp lão, chính là cùng các ngươi một đạo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, hắn đặc lập độc hành, là một ngoại lệ. Âu Dương Kiếm Vương nói. Cái kia, các ngươi cùng tam đại thị tộc quan hệ như thế nào? Cùng Thái Ất Kiếm tộc đồng dạng, không có gì xung đột, cùng Thái Thanh Phương thị quan hệ rất kém cỏi, xung đột tương đối nhiều. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ý tứ chính là, cùng Thái Cổ Hiên Viên thị tương đối tốt. Thái Cổ Hiên Viên thị là Thái Cổ thần vực chính thống, chúng ta chỉnh cái thần vực, cho tới nay đều lấy Thái Cổ Hiên Viên thị vi tôn, nhưng nói thật, Thái Cổ Hiên Viên thị phập phồng, hiện tại không tính cường thịnh giai đoạn, bọn họ cùng giữa chúng ta khoảng cách, không tính quá gần, thậm chí có một ít lịch sử ngăn cách vấn đề, dù sao độ kiếp phong là thế lực khắp nơi hội tụ, không phải một cái thống nhất tổng thể. Âu Dương Kiếm Vương nói, ý của ngươi là, cuộc sống về sau, chỉ ít chúng ta mấy cái mục tiêu. Cùng Thái Cổ Hiên Viên thị nhất trí, cái kia chính là giữ vững tôn thần. Nhưng nói thật, Thái Cổ Hiên Viên thị có chút bài ngoại, bọn họ đối với chuyện này rất khẩn trương, tín nhiệm đối với chúng ta độ rất thấp, ngươi là tôn thần đệ tử, chúng ta cũng hy vọng thông qua ngươi, lấy được tôn thần tín nhiệm. Âu Dương Kiếm Vương nói. Nói đến ngay thẳng như vậy à, Lý Thiên Mệnh cười nói. Không có cách, tôn thần vấn đề quá nhạy cảm, chúng ta những người này một bầu nhiệt huyết. Coi như muốn vì cái nhà này vườn chiến đấu, dậm chân tại chỗ Thái Cổ Hiên Viên thì cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Hiện tại bọn hắn thần hồn nát thần tính, ra Hiên Viên Hồ, bọn họ cũng không biết nên tin ai đi, dù sao, tôn thần tại Nhiên Linh Cung đều bị ám sát qua, thế đạo này, ai biết ai là nội ứng, ai là trung bộc. Âu Dương Kiếm Vương nói. Kiếm Vương tâm ý, đệ đã hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không bắt buộc tôn thần tín nhiệm, ngươi có thể hiểu chúng ta là có thể. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Thiên Mệnh, chúng ta yêu quý nơi này, tương lai cục thế biến hóa,
cần phải chúng ta đứng ra thời điểm, đến lúc đó, người nào trung can nghĩa đảm, người nào lòng lang dạ thú, vừa xem hiểu ngay. Âu Dương Kiếm Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đúng, thời gian gặp mặt chứng nhận hết thảy, Lý Thiên Mệnh nói. Lại nói, nhìn ngươi tối hôm qua biểu hiện, lại tổng hợp ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ, chúng ta nhất trí cho rằng, ngươi có lẽ có một ngày, có thể trở thành cái này Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên, thứ 11 cái thượng thần đâu. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Tương lai quá xa, đến lại nói. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, ngươi là một cái đặc thù hài tử, ca coi trọng ngươi. Nếu ngươi có thành tựu thần một ngày, tuyệt đối đừng quên cái này Thiên Nguyên đỉnh phía trên, đã từng có một cái tài hoa bộc lộ thi sĩ. Âu Dương Kiếm Vương nói. Nhất định, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ngươi muốn tham chiến thiên hạ đệ nhất hội thật sao? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Đúng. Nhớ đến, sống sót. Không chết được, Lý Thiên Mệnh nói. Huy hoàng cùng tử vong, chỉ có kém một đường, thiên hạ đệ nhất hội là thái cổ thần tông đạo thứ nhất đại kiếp, như là không thể vượt qua, rất nhiều người tâm đều sẽ sụp đổ, nhưng nếu là có thể vượt qua, chúng ta thái cổ thần tông, còn sẽ có chiến đấu nhiệt huyết cùng hy vọng. Một trận chiến này ý nghĩa lớn bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng. Nếu là tôn thần chết rồi, chúng ta thái cổ thần tông tương lai 100.000 năm, đều sẽ không còn có ngày nổi danh. Ai là anh hùng, ai là cẩu tặc, để thời gian cho ra đáp án. Âu Dương Kiếm Vương tiếng nói vừa mới rơi xuống. Bầu trời phương xa, bỗng nhiên kiếm khí gào thét. Siêu 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 siêu. Âm thanh chói tai, kinh động lấy toàn bộ thái cổ thần tông. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên trời vừa nhìn đi, chỉ thấy bên kia vân vụ lăn lộn, từng đạo ngàn mét kiếm quang xé rách mây trắng, xuyên qua mà đến, mơ hồ còn có cự thú gào thét, uy chấn khắp nơi. Khí thế hung hăng, có mục đích gì? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng hỏi. Mới đến, tự nhiên là cho chúng ta hạ mã uy. Âu Dương Kiếm Vương cười nhạo nói. Người đến người nào? Kiếm khí trùng thiên, tự nhiên là lục đạo thần vực lục đạo kiếm tông. Âu Dương Kiếm Vương tu kiếm cả đời, đã nóng lòng muốn thử. Bát đại thần vực, đã có người tới. Tiếp đó, còn lại thần vực cường giả cùng thiên tài, đều sẽ lần lượt đến. Người đủ ngày. Chính là thiên hạ đệ nhất hội khai chiến ngày. Ngươi muốn đi, Thiên Nguyên Thần Điện, nghênh đón sao? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Không được, ta đi xuống xem một chút thái cổ tà ma chi nhãn. Lý Thiên Mệnh hướng kiếm khí kia gào thét phương hướng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt, thiên kiếp kiếm khí mãnh liệt. Lục đạo kiếm tông cường thế tiến đến, tại thái cổ thần tông đưa tới tương đương to lớn gợn sóng. Thiên Nguyên Thần Điện bên kia, tụ tập rất nhiều người. Thiên Nguyên Thần Điện rất lớn, là thái cổ thần tông chiêu đãi bát đại thần vực cường giả cùng thiên tài đệ tử hành cung, thiên hạ đệ nhất hội trong lúc đó, bát đại người của thần vực, liền ở tại nơi này Thiên Nguyên Thần Điện. Nghe nói, vì chấn trụ khí tràng, thái cổ thần tông ba đại tông chủ đều xuất hiện, mang theo thái cổ thần tông các cường giả tọa chấn Thiên Nguyên Thần Điện, nghênh đón khách đến thăm. Thiên hạ đệ nhất hội chính là hữu hảo so tài thịnh hội, bát đại thần vực nhập cảnh đến đây cường giả sẽ không quá nhiều. Thái cổ thần tông muốn là cường giả đều xuất hiện, chấn trụ khí chàng không có vấn đề. Chín đại thần vực thay phiên tổ chức thiên hạ đệ nhất hội, thái cổ thần tông lần trước làm chủ nhà, đã là trăm năm chuyện lúc trước. Ai cũng biết, lần này tuyệt đối là 100.000 năm từ trước tới nay, đặc thù nhất một lần thiên hạ đệ nhất hội. Theo lục đạo kiếm tông khí thế hung hăng mà đến, liền có thể nhìn ra một hai. Loạn thế đã buông xuống, từng người mang ý xấu riêng, đều có gút mắc. Ai có thể chỉ lo thân mình. Thần tông bầu không khí nghiêm túc, hắn như lâm đại địch, bấp bênh hiện trạng, để Lý Thiên Mệnh trong lòng, một mực đốt một đám lửa. Mỗi một lần tại Nhiên Linh Cung, chỉ có thể dùng Khương Phi Linh ánh mắt giao lưu, kể rõ tưởng niệm, cái này khiến Lý Thiên Mệnh lồng ngực tiếp tục thiêu đốt. Khai chiến trước đó, là ta sau cùng một đoạn xông vào thời gian. Trước mắt, thực lực của ta, có thể đánh bại nhị trọng tử kiếp Hiên Viên Vũ Hành, hàng tại Thiên Nguyên Tông Trung Du. Sự tình gì đều không làm được. Hắn sợ nhất chính mình bất lực đối mặt, thậm chí sinh tử cũng không thể cam đoan, đây là hắn lửa nóng nhất một đoạn thời gian, một khắc đều chưa từng nghỉ ngơi. Cáo biệt Âu Dương Kiếm Vương về sau, hắn tiến vào tà ma địa cung. Địa cung bên trong, trên đỉnh đầu thái cổ tà ma chi nhãn cũng không bất kỳ biến hóa nào. Lý Thiên Mệnh quan sát một đoạn thời gian rất dài. Chín đầu chấn hồn mạch đã toàn bộ mở ra, đến đón lấy chấn hồn chi đồng tu luyện. Không dùng được thái cổ tà ma chi nhãn. Có điều, Hiên Viên Vũ Hành đã chết, chờ tối nay đi.
hiện tại tà ma địa cung bên trong còn có người. Bọn họ đều là tam nhãn chân long mạch đệ tử, Lý Thiên Mệnh lúc tiến vào, bọn họ quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp. Mặc kệ chân tướng như thế nào, Hiên Viên Vũ Hành đều là bọn họ cùng nhau lớn lên huynh đệ, tình thâm nghĩa trọng. Bọn họ có thể ổn định tâm cảnh, không tìm Lý Thiên Mệnh báo thù, cũng không tệ rồi. Hiên Viên Vũ Hành tại Thái Cổ Hiên Viên thị địa vị, cũng không phải là Hiên Viên Vũ Phong cái này biên giới người có thể so sánh. Thôi, nghe nói hắn muốn tham chiến, để hắn đi vì tông môn chiến đấu đi. Hiên Viên Tiêu Thúc Thúc đều nhận, chúng ta khác lẫn vào náo nhiệt. Tính toán Vũ Hành số mệnh không tốt đi. Lý Thiên Mệnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng của bọn hắn, hắn cũng không có trông cậy vào, chính mình có thể cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Bất quá, chí ít mọi người mục tiêu giống nhau. Hắn mắt điếc tai ngơ chuyện bên ngoài, ngồi xuống tu hành. Thời gian trôi qua. Quá trình này, bên ngoài mơ hồ có nổ thật to thanh âm xuyên đến, ngay cả Thiên Nguyên Thần Sơn đều chấn động mấy lần. Đoán chừng là Lục Đạo Kiếm Tông người tạo thành. Cái này Hạ Mã Uy có thể thật là lớn. Quá làm càn. Tà ma địa cung nội địa tục có người ra ngoài nhìn lấy, những ngày tiếp theo, các phương thần vực đăng tràng, đoán chừng muốn an tâm tu luyện cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh chính chờ bọn hắn đi đây. Đại khái lúc trạng vạng tối, người rốt cục đi đến. Cái này tà ma địa cung bên trong, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh cùng thái cổ tà ma chi nhãn. Rốt cục chờ đến. Lý Thiên Mệnh hai mắt nhắm lại, ngự không chạy như bay mà lên, trong lòng bàn tay con mắt thứ ba, cùng cái kia thái cổ tà ma chi nhãn đối mặt. Con mắt này phía trên cũng là thiên nguyên đỉnh, cho nên nó lộ ra rất tĩnh mịch, xem ra huyết khí trùng thiên. Kỳ thật phương diện tinh thần trắng xám vô thần, cùng mắt cá chết không sai biệt lắm. Có khả năng lại là cái này thái cổ tà ma chi nhãn, cải biến Hiên Viên Vũ Hành A. Lý Thiên Mệnh ôm lấy ý nghĩ như vậy, dần dần tới gần, thẳng đến hắn xuất hiện tại thái cổ tà ma chi nhãn phía dưới, khoảng cách con mắt này không đến một mét. Hắn không có cách nào lại tới gần, con mắt này tầng ngoài thì có thiên nguyên đỉnh lực lượng, đây không phải là kết giới, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Bất quá. Lơ lửng tại vị trí này, thừa nhận trùng kích lực đã phi thường lớn. Cha căn bản không nói với ta, muốn thế nào, mới có thể mang đi cái này thái cổ tà ma chi nhãn. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn phát hiện, dù cho tới gần, tựa hồ cũng không có thu hoạch gì, thiên nguyên đỉnh ngăn cách hắn cùng cái này tà ma chi nhãn. Tại vị trí này, ngoại trừ ánh mắt càng khó chịu hơn, thậm chí hoảng hốt, nhói nhói, cũng không biến hóa khác. Không có phát hiện, cái này thái cổ tà ma chi nhãn. Có cổ hoặc nhân tâm địa phương A. Hắn đang muốn đi xuống. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác tu di giới chỉ có chút động tĩnh. Hắn ban ngày vừa đổi hai cái nội bộ không gian rất lớn tu di giới chỉ, bên trong một cái thả vật phẩm tùy thân, một cái khác thì chuyên môn cho tiên tiên nguyên liệu nấu ăn. Hung thú thi thể tại tu di giới chỉ bên trong, thời gian ngắn sẽ không hư thối, tiên tiên đối loại thịt không có chút nào kén ăn, Lý Thiên Mệnh tại Trầm Uyên chiến trường dạo qua một vòng. Thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, chẳng những để tiên tiên bổ sung đánh bại Hiên Viên Vũ Hành tiêu hao, trước mắt còn có nhất định còn thừa. Sinh ra động tĩnh, là cất giữ vật phẩm tùy thân tu di giới chỉ. Ban ngày thay đổi tu di giới chỉ thời điểm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng tính toán một cái vật phẩm trên người, liền ban đầu ở Hỏa Lăng Sơn lấy được linh hạch, hắn đều cất giữ tốt. Hắn kiểm tra một hồi, sinh ra động tĩnh đồ vật, lại là một đầu trong góc màu đỏ thấm xiềng xích. Đây không phải ta vừa đi Đông Hoàng Tông thời điểm, cha ta đưa binh khí của ta à. Tên gọi là cái gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nhớ ra rồi. Tà ma. Hắn toàn thân chấn động. Lúc trước cha ta vẫn chỉ là ta, Dương Thúc, hắn nói xiềng xích này hơi trầm xuống Uyên chiến trường đoạt được, phẩm giai kỳ quái. Hắn đem cái kia, tà ma, xiềng xích, theo tu di giới chỉ bên trong lấy ra. Tà ma cái chữ này, cùng thái cổ tà ma chi nhãn. Chẳng lẽ có quan hệ? Đây chẳng lẽ là cha ta, trước mấy đời thì chuẩn bị xong đồ vật, từ nơi sâu xa chỉ dẫn chính mình cầm tới, sau đó cho ta. Tâm tình của hắn kích động. Tà ma tạo hình, cũng là từng cái ánh mắt đỏ như máu sâu chuỗi, mười phần hung sát. Lý Thiên Mệnh khi đó dùng một đoạn thời gian, liền đem nó ném vào một bên, chưa bao giờ cẩn thận nghiên cứu qua, bây giờ lấy ra xem xét, phát hiện quả nhiên không tầm thường. Trên người của ta có dạng này kỳ quái chi vật, ta dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn càng tò mò hơn là, tà ma xiềng xích cùng thái cổ tà ma chi nhãn, có quan hệ gì? Bọn họ va chạm,
sẽ sinh ra biến hóa gì. Cái kia tà ma xiềng xích mới ra đến, ngay tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, tự động tạo thành một cái phong bế hình tròn, trên đó mỗi một cái con mắt màu đỏ ngòm một dạng vòng tròn, đều tại hơi hơi rung động. Ong ong ong, nó chấn động càng ngày càng kịch liệt. Oanh, trên đầu cái kia thái cổ tà ma chi nhãn vậy mà oanh bỗng nhúc nhích, nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt, đột nhiên ở giữa hiện ra cảm giác thống khổ, thậm chí là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh trừng lớn con mắt thứ ba. Ngay sau đó, hắn liền thấy, cái kia thái cổ tà ma chi nhãn run nhẹ nhẹ, trên đó tiêu tán ra từng đợt màu đỏ thấm vũ khí cùng quang mang, hướng về tà ma xiềng xích tụ đến, về sau dung nhập trong đó. Cái này dẫn đến, tà ma xiềng xích đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ là cái kia đen nhánh chất liệu, đang phát sinh không thể tưởng tượng cải biến, liền loại kia khủng bố máu tanh khí tức cũng tại tăng lên điên cuồng, phảng phất là một kiện ma vật đang thức tỉnh. Liền trên đó màu đen gai nhọn, đều càng thêm bén nhọn, sắc bén. Ba 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 ba. Một cái binh khí, vậy mà sinh ra một loại tiến hóa cảm giác, không ngừng tại thái cổ tà ma chi nhãn tư nhuận phía dưới, tăng lên về căn bản. Binh khí căn bản, cũng là trên đó thiên văn. Theo thời gian trôi qua, tà ma phía trên vậy mà ra đời một đầu thánh thiên văn, trực tiếp thành thánh thú binh. Ngay sau đó, thánh thiên văn số lượng không ngừng gia tăng, một lúc lâu sau, số lượng đạt tới trên trăm. Sau một đêm, thánh thiên văn số lượng cơ hồ đạt đến 1000. Sau đó, những thứ này thánh thiên văn càng là hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đầu huyết sắc kiếp văn, kiếp này văn rất dài, xuyên qua cả một đầu tà ma xiềng xích, như cùng một cái mạch máu, chính là tà ma mệnh mạch. Có này huyết sắc kiếp văn về sau, tà ma tựa hồ phát mọc rễ vốn cải biến, thành tựu một thanh kiếp khí. Nó thậm chí có tam thiên tinh vực như thế biến hóa, có thể có duỗi kéo dài, tối thiểu có thể đạt tới ngàn mét trở lên, tuy nhiên tại chiều dài lên không như tam thiên tinh vực, nhưng nói thật, trên chiến trường đã đủ rồi. Bây giờ nhìn qua, cái này tà ma tựa như là vô số thái cổ tà ma chi nhãn sâu chuỗi, ngoại trừ huyết tinh dữ tợn, để người tinh thần chấn nhiếp, khó có thể nhìn thẳng bên ngoài. Trên đó màu đen gai nhọn, một khi đâm vào đối thủ trên thân thể, đoán chừng đều có thể đem người rảo sát thành thịt nát. Cái này là một thanh hung khí. Bây giờ nó nắm giữ một đầu kiếp văn, bất quá, nó còn tại hút vào thái cổ tà ma chi nhãn, tinh khí. Lý Thiên Mệnh không biết, nó hút vào đồ vật là cái gì, hắn tạm thời đem hiểu thành, tinh khí, dù sao hắn cảm giác, theo tà ma xiềng xích hấp thu, cái này thái cổ tà ma chi nhãn ánh mắt, dần dần chuyển hướng ảm đạm. Tuy nhiên trước mắt tà ma xiềng xích hấp thu, bất quá là chín châu mất sợi lông, có thể tiếp tục như vậy, luôn có đem cái này thái cổ tà ma chi nhãn, cho hút sạch sẽ thời điểm A. Lý Thiên Mệnh cười. Chẳng lẽ, ta dựa vào cái này tà ma xiềng xích, trước đem cái này thái cổ tà ma chi nhãn hút sạch sẽ, sau đó chuyển rời đến ta trên tay con mắt này đến, để cho ta thành là chân chính trộm thiên nhất tộc. Đây hết thảy hắn chỉ có thể suy đoán, hắn chỉ có thể chờ đợi cái này tà ma xiềng xích trước hút vào. Chí ít hắn nhìn ra được, tà ma xiềng xích hấp thu tuy nhiên chậm, nhưng thái cổ tà ma chi nhãn bị thiên nguyên đỉnh trấn áp, cũng không có cách nào phản kháng. Chỉ nếu không có ai quấy rầy, chí ít tà ma không có hạn mức cao nhất, sớm muộn có thể hút sạch sẽ. Để cái này thái cổ tà ma chi nhãn, biến thành không xác. Mà lại, cái này tà ma trên xiềng xích nhiều kiếp văn, như vậy, nó phải chăng có thể làm thành binh khí đến sử dụng. Đây là cường hóa vô số lần tà ma xiềng xích. Tối thiểu so tam thiên tinh vực cường rất nhiều, mà lại hiện tại chỉ là bắt đầu. Ai biết, nó đến sau cùng, sẽ có bao nhiêu kiếp văn. Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất các. Lâm Tiêu Tiêu ngay tại tu hành. Cộng sinh không gian bên trong, thái cổ tà ma bỗng nhiên cắt đứt tu luyện, kêu thảm một tiếng, con mắt trợn tròn, thần sắc thê thảm, bi thương vạn phần. Làm gì chứ? Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Không có khả năng, không có khả năng, a. Nó thê tuyệt nộ hống, lâm vào phẫn nộ cùng điên cuồng bên trong, trực tiếp theo cộng sinh không gian vọt ra. Có thể nhìn đến, nó trên thân huyết sắc lôi đình trải rộng, cái kia huyết sắc lôi đình bao phủ lái đi, trong nháy mắt đem phòng tu luyện đều cho nổ thành bột phấn. Ngươi nổi điên làm gì đâu? Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Hắn có tà ma xiềng xích, hắn có tà ma xiềng xích, thái cổ tà ma liên tục hô hai tiếng. Cái nào sẽ như thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Là hắn có thể lấy đi con mắt của ta. Không được, không thể dạng này. Thái cổ tà ma táo bạo mà phẫn nộ, trong mắt hung quang lấp lóe. Lâm Tiêu Tiêu, nó hô một tiếng. Làm gì? Hiện tại, lập tức,
cùng ta cùng một chỗ, giết Lý Thiên Mệnh. Hiện tại giết Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu yên lặng. Vấn đề này xuất hiện đến quá đột ngột, hoàn toàn ngoài thái cổ tà ma dự kiến, để thái cổ tà ma táo bạo phát điên. Bất quá, Lâm Tiêu Tiêu đối với cái này, cũng không có phản ứng gì. Người có phải hay không si tâm vọng tưởng, ta bây giờ còn chưa đến sinh tử kiếp cảnh, mà Lý Thiên Mệnh đã giết nhị trọng tử kiếp thiên nguyên đệ tử, ta có bản lãnh gì giết hắn đâu. Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Thái cổ tà ma ánh mắt tinh hồng, nó tức giận đấm vào mặt đất, nói, tiếp tục như vậy khẳng định không được, hắn nhất định phải chết. Vậy ngươi ngược lại là, nói một cái có thể được phương pháp a? Lâm Tiêu Tiêu nói. Muốn một người chết, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Ngươi đừng suy nghĩ, hắn còn có kiếp binh điện điện chủ bảo hộ, tùy tiện đều có thể bóp chết ngươi. Muốn giết hắn, Hiên Viên Vũ Hành cũng là xuống tràng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi xem ra cười trên nỗi đau của người khác a? Lâm Tiêu Tiêu, thái cổ tà ma âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là ăn ngay nói thật, muốn giết hắn khó như lên trời. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi đừng quên, dựa theo ước định của chúng ta muốn là cầm không quay mắt, bọn họ sẽ là bực nào kết cục bi thảm. Ta vội vã như thế, ngươi còn không đếm xỉa đến. Ngươi nằm mơ, thái cổ tà ma nói. Vậy ngươi nói, muốn làm thế nào a? Đệ nhất, gấp bội khổ tu, ta gia tăng thiên ý quán đỉnh trình độ, để ngươi tiến sinh tử kiếp, đuổi kịp thậm chí vượt qua hắn. Thứ hai, ngươi cho ta muốn một cái, mượn dùng hắn tà ma xiềng xích phương pháp, hắn không có khả năng biết ta là thái cổ tà ma, cho nên ngươi không có bại lộ, còn có cơ hội. Nếu là hắn tà ma xiềng xích, tước đoạt con mắt của ta, lại rơi xuống trong tay của chúng ta, ta có thể trực tiếp thành công. Thái cổ tà ma trầm tĩnh một số, tốc độ nói rất nhanh, vẫn lòng nóng như lửa đốt. Gấp bội khổ tu, hiện tại trình độ, ta đều không chịu nổi, ngươi không sợ đem ta giết chết sao? Không quan trọng, muốn là lấy không được ánh mắt, ta cũng không có tương lai, còn sợ ngươi chết à? Nói cho ngươi, ngươi dù là 10.000 cái không nguyện ý, ngươi đều đến bán mạng cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ, hắn liền sẽ yêu ngươi, tỉnh đi ngươi, hắn là diệt ngươi cả nhà người, tiện tì. Thái cổ tà ma cười lạnh khinh bỉ nói. Ngươi cũng muốn mê hoặc ta à? Lâm Tiêu Tiêu lãnh đạm nói. Ngươi là ngự thú sư, ta không năng lực mê hoặc ngươi, nhưng là, ta sống trăm vạn năm, ta gặp bao nhiêu người, ngộ qua bao nhiêu sự tình, ngươi căn bản là không có cách đánh giá, ta có thủ đoạn gì, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ánh mắt là ta thứ trọng yếu nhất, nếu như mất đi, ta đem không có gì cả, không có chút nào quay về đỉnh phong khả năng. Ngươi muốn là đem ta ép, vậy liền thử một chút, ta có thể cho đại lục này, cho ngươi chôn cùng. Thái cổ tà ma ánh mắt hung sát, đặt ở đỉnh đầu của nàng, ở trên cao nhìn xuống chừng lấy nàng. Hảo lợi hại đâu, còn không phải tại cái này cầu ta. Lâm Tiêu Tiêu cười nói. Ngươi, ta không sợ ngươi sống trăm vạn năm, ngươi không dùng hù dọa ta, ta sẽ dựa theo ước định đi tranh thủ. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói, Phụ U, ta hiện tại vẫn là người tốt, ta vẫn yêu lấy, bọn họ, ngươi thì đừng ép ta tuyệt vọng thành ma, nếu như ta liền bọn họ đều không để ý, ngươi tưởng tượng, ngươi còn có cái gì có thể uy hiếp ta. Cộng sinh thú. Ngày thứ hai, Lý Thiên Mệnh rời đi tà ma địa cung thời điểm, tà ma xiềng xích, đã có một đầu kiếp văn, còn có vài chục điều thánh thiên văn. Hừng đông thời điểm, có những người khác tiến vào tà ma địa cung, hắn liền không thể tiếp tục để tà ma xiềng xích, tiếp tục cướp bóc thái cổ tà ma chi nhãn tinh khí. Hắn đi vào trạm tinh cổ lộ, tiến về phồn tinh trì. Tiên tiên ấp trứng về sau, ta nắm giữ khởi nguyên thế giới thể, hôm nay thử một chút mộc tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Tại phồn tinh trì kết giới cửa vào, Lý Thiên Mệnh trông thấy một cái yểu điệu váy trắng thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh đến thời điểm, nàng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, khẽ cười cười, như băng tuyết tan rã. Ngươi vết thương lành sao? Hiện tại liền đến, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đỡ một ít, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Triệt để tĩnh dưỡng tốt, lại đến tương đối tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Không dùng, tranh thủ thêm một cái đi, ta không được như xưa, đến càng nỗ lực mới được. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thành, tùy ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Hải hồn mệnh long chết, là nàng tổn thất không thể vãn hồi, nàng xác thực cần phải bỏ ra càng nhiều, mới có thể đuổi theo đã từng tiến độ. Đây hết thảy Lý Thiên Mệnh đều ghi tạc trong lòng, hắn hiện tại không thể đền bù cái gì, cho nên hắn không nhiều lời. Hôm qua, Thiên Nguyên Thần Điện động tĩnh lớn như vậy, chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi.
hôm nay tới sớm, phồn tinh kết giới còn không có mở ra, hắn liền hỏi một chút. Việc này truyền khắp tông môn, người còn không biết sao? Hiên Viên Mộc Tuyết buồn bực nói. Nói, là Lục Đạo Kiếm Tông người, náo ra động tĩnh. Bọn họ làm gì rồi? Cũng không có gì, cũng là không thế nào khách khí, vừa làm khách mà đến, liền đến một trận hạ mã uy, cho chúng ta sắc mặt nhìn. Hiên Viên Mộc Tuyết ngữ khí bình thản, có thể nghe được, trong nội tâm nàng đối với cái này, khẳng định có rất nhiều phẫn uất. Cụ thể nói một chút chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Rất đơn giản, cũng là tông chủ của bọn hắn, Phong Thanh Ngục, lấy luận bàn kiếm đạo vì lý do, cùng Nhân Nguyên tông chủ Kiếm Vô Ý giao phong một trận, đem Kiếm Vô Ý đánh bại, chàng diện thoáng có chút khó chịu, để cho chúng ta rất mất mặt, không ít Thiên Nguyên đệ tử bởi vậy rất ủ rũ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Phong Thanh Ngục, rất lợi hại phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không biết hắn sao? Giới thiệu một chút. Lục Đạo Kiếm Tông chỉ có một cái tông chủ, nắm giữ tuyệt đối chí cao quyền lực, không người có thể quản thúc. Bọn họ vị tông chủ này, là Lục Đạo Kiếm Tông vạn năm khó gặp kỳ tài, là một cái dựa vào chiến lực của mình, đem chọn cái tông môn cứ thế mà kéo đến, chín đại thần vực trung du vị trí thần nhân, được người xưng hô vì Lục Đạo Kiếm Ma. Ta nghe mẹ ta kể, thực lực của hắn tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục đứng hàng trước ba, là có nhất định khả năng, thành tựu thượng thần nhân vật. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lục Đạo Kiếm Ma, Phong Thanh Ngục, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới Lục Đạo Kiếm Tông, lại có bực này nhân vật. Nghe nói người này lấy kiếm vì si, xuất sinh đến bây giờ 200 năm, cơ hồ chỉ làm qua một việc, cái kia chính là ngộ đạo luyện kiếm. Hắn không có bạn thân, không có con nối dõi, cả đời đều tại tu hành, làm người lạnh nhạt vô tình, chỉ tôn võ đạo. Hắn mặc dù là tông chủ, nhưng trên cơ bản không quản sự, chỉ làm đại quyết định. Hắn loại này vì thành thần, lâu dài bế quan không ra nhân vật, vậy mà tự mình mang Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử, đến thiên hạ đệ nhất hội, đúng là hiếm thấy. Cái này biết đây là cái gì tín hiệu sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hơi lo lắng nói. Tự nhiên là muốn làm hơi lớn sự tình, tối thiểu nhất, cho chủ nhà một số trấn nhiếp. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Toàn bộ thế giới bài danh trước ba tồn tại. Vậy nhưng thật là đáng sợ. Dạng này người để mắt tới Khương Phi Linh, đoán chừng Thái Cổ Thần Tông Thiên Nguyên đệ tử, sẽ chỉ càng thêm ủ rũ. Hắn vừa tới tìm Nhân Nguyên Tông chủ luận bàn, lấy Thái A Kiếm tộc thân phận, đánh bại Thái Ất Kiếm tộc tộc vương, hắn tâm nghĩ đã rất rõ ràng. Nghe đồn hắn cũng là một cái trực lai trực khứ, sẽ không ẩn tàng cương mãnh nhân vật, dạng này người, là khinh thường tại quanh co lòng vòng. Lục Đạo Kiếm Tông muốn giết chúng ta tôn thần chi tâm, tuyệt đối không thể nghi ngờ hỏi. Dù sao bọn họ Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, còn tại chúng ta Hiên Viên đáy hồ. Lục Đạo Kiếm Ma nằm mộng cũng nhớ đạt được Ngộ Kiếm Thạch. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thật sao, thần tông bên trong, có người là đối thủ của hắn sao? Lý Thiên Mệnh đoán chừng, hắn nghĩ ra được, chính là Lục Đạo Sinh Tử Kiếm đi. Không có chứ, khả năng Thiên Nguyên Tông chủ có thể địch nổi đi. Thiên Nguyên Tông chủ tại Viêm Hoàng Đại Lục uy danh không tệ. Chúng ta tộc vương một chút kém chút, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hiểu rõ. Mà lại cái này Lục Đạo Kiếm Ma, trên tay có thứ sáu thượng thần, Lục Đạo Kiếm Thần, lưu lại thần vật, Chu Thiên Lục Kiếm, kiếm này không có kiếp khí có thể ngăn cản. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thần vật. Trước kia, Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp, cũng bị cho rằng là thần vật, nhưng đó là tại Đông Hoàng Cảnh. Cái này Hỗn Độn Thần Đế lưu lại kiếm. Không biết cùng cái kia Chu Thiên Lục Kiếm so sánh, lại sẽ như thế nào. Đến đón lấy còn lại người của thần vực, đều sẽ lần lượt đến, đoán chừng tới đều là đại nhân vật. Lục Đạo Kiếm Ma đã uy hiếp thần tông, sau này đường, sẽ càng ngày càng khó đi. May mắn, mỗi cái thần vực đến cường giả, nhiều lắm là cũng liền 10 cái, bọn họ không đến mức tại thiên hạ đệ nhất hội chính thức xuất thủ, dù sao nơi này là địa bàn của chúng ta thần tông trưởng bối nhiều như vậy, cũng không phải ăn chay. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu nói. Làm kiếm tộc chính thống Thái Ất Kiếm tộc Kiếm Vô Ý chiến bại, xác thực sẽ làm cho cả tông môn, đều so sánh ủ rũ. Lần này, chỉ cần đứng vững bát đại thần vực thiên tài đệ tử trùng kích, là có thể. Lý Thiên Mệnh híp mắt, trong ánh mắt hàn quang chợt hiện. Đúng không, thế nhưng là, nếu như có thể khiến người ta vây công, một nguyện ý giúp chúng ta người minh hữu đều không có, cái kia ông trời của chúng ta nguyên đệ tử, so trưởng bối đều muốn khó. Hiên Viên Mộc Tuyết vì bọn họ cảm thấy sầu lo. Nghe nói tông môn trước mắt cùng mấy cái thần vực quan hệ cũng không tệ lắm, có thể đến cùng phải hay không thật có thể dựa vào,
hoàn toàn không có cách nào xác định. Tổ chức thiên hạ đệ nhất hội, cũng có thăm dò còn lại thần vực ý tứ. Khương Phi Linh chỉ cần quay về thần vị, đối bất luận cái gì thần vực đều không phải là tin tức tốt. Thượng thần uy hiếp quá lớn, ai nguyện ý tin tưởng lúc này thời điểm hứa hẹn. Bọn họ duy nhất kiêng kỵ là, muốn là bọn họ xuất thủ về sau, cái này thứ 10 thượng thần không chết, Khương Phi Linh tương lai trả thù, ai cũng không chịu đựng nổi. Mộc Tuyết, ta trước đó nghe nói, thiên hạ đệ nhất hội còn có khen thưởng. Lý Thiên Mệnh hỏi, có a, đây chính là lớn nhất màn kịch quan trọng, không phải vậy quang một cái, thiên hạ đệ nhất, tên tuổi, chỗ nào đầy đủ khiến người ta liền mệnh đều không muốn, đi phấn đấu chiến đấu a. Hiên viên Mộc Tuyết nói, khen thưởng cái gì đâu, Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Mỗi một giới thiên hạ đệ nhất hội khen thưởng, đều là 9 đại thần vực trước đây mấy năm, tranh luận tranh chấp, có thể là linh quáng mạch, có thể là cổ bí cảnh, cũng có thể là lãnh địa tranh chấp. Chỉ cần thần vực ở giữa không muốn phát động chiến đấu, lại muốn tranh đoạt đồ vật, thì ước định tại thiên hạ đệ nhất hội, để đệ tử đến cạnh tranh. Đây là 9 đại thần vực cộng đồng ước định, cộng đồng tuân thủ. Mặc kệ là phương nào đệ tử, chỉ muốn lấy được thiên hạ đệ nhất, tên tuổi, liền có thể đem 9 đại thần vực hiện giai đoạn tranh chấp, toàn bộ thuộc về chiến thắng một phương. Lấy một thí dụ, nếu như ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất, như vậy trước đây hơn 10 năm bên trong, 9 đại thần vực nỗ lực không ít đổ máu đại giới, đều không phân ra thuộc về bảo vật, đều chỉ thuộc về ngươi một cái. Liền người thứ hai, đều không có chút điểm khen thưởng, đứng tại đỉnh phong đệ tử, sẽ vì tông môn thắng được hết thảy. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Đệ nhất đạt được hết thảy, thứ hai không có chút nào đoạt được. Lý Thiên Mệnh cảm giác rất kích thích. Phương thức như vậy, sẽ để cho sau cùng lo lắng đặc sắc nhất. Vì duy nhất khen thưởng, khả năng mỗi người, đều trở thành dân liều mạng. Đúng thế, tỉ như lần trước thiên hạ đệ nhất hội, từ cửu cung quỷ tông, tổ chức, lúc ấy 9 đại thần vực tại cộng đồng cạnh tranh một chỗ bị khai quật xuất thế cổ chiến trường, bên trong có rất nhiều kiếp khí, vì chiếm cứ cổ chiến trường này, đi khai quật bảo vật, 9 đại thần vực đều phái ra không ít người, ác chiến rất lâu, chết rất nhiều người, tổn thất to lớn. Cuối cùng bọn họ quyết định đem cổ chiến trường này, làm là thiên hạ đệ nhất sẽ khen thưởng. Lúc ấy liền từ chủ nhà, cửu cung quỷ tông, đệ tử thắng được đệ nhất, vì cửu cung quỷ tông lấy được toàn bộ cổ chiến trường, cửu cung quỷ tông bởi vậy kiếm được tội ác chồng chất. Hiên viên Mộc Tuyết nói, lợi hại, vậy lần này khen thưởng là cái gì? Lần này so với lần trước càng nóng nảy đi, dù sao, khen thưởng, cùng chúng ta cùng một nhịp thở, không giống cổ chiến trường như vậy mơ hồ. Hiên viên Mộc Tuyết nói, giới thiệu một chút, đại khái 8 năm trước. Tinh không có tinh quang dị tượng sinh ra, 9 đại thần vực cường giả ào ào đều bị hấp dẫn, bọn họ chạy như bay thượng thiên, trèo lên đến sinh tử kiếp cảnh chỗ các loại đến nơi tối cao độ cao, phát hiện một chỗ gọi là thiên tinh cảnh, địa phương, thiên tinh cảnh là một cái hạ tầng tinh không bí cảnh, nghe nói trong đó bộ ra đời 5 cái, chí cao kiếp nguyên, vì cái này 5 cái chí cao kiếp nguyên, 9 đại thần vực cường giả chen chúc mà tới, kịch liệt triển khai sinh tử giao phong. Bởi vì cái kia thiên tinh cảnh cửa lớn, cần hao phí sức mạnh rất lớn mới có thể đẩy ra, trong lúc đó chỉ ít có nửa canh giờ không thể bị quấy nhiễu, cho nên không ngừng người nào bước vào thiên tinh cảnh, đều sẽ bị người bên cạnh đánh xuống, bởi vậy cái này thiên tinh cảnh tranh chấp một mực phân không ra thuộc về, cuối cùng 9 đại thần vực cộng đồng quyết định, đem cái này 5 cái chí cao kiếp nguyên, làm cho này một giới thiên hạ đệ nhất hội khen thưởng. Hiên viên Mộc Tuyết nói, chí cao kiếp nguyên, Lý Thiên Mệnh hỏi, đúng, cũng là cấp 9 thiên địa kiếp nguyên. Làm cho cộng sinh thú nắm giữ hơn 900 điểm sao, đạt tới viêm hoàng đại lục đỉnh phong. Trong truyền thuyết thiên tinh sinh tử kiếp thú, cũng là có thể so với thượng thần thần thú, cấp 9 thiên địa kiếp nguyên, đã là thiên địa chí cao. Cái này 5 cái thiên địa kiếp nguyên, nghe nói là kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thuộc tính, 5 loại đều xuất hiện, thiên địa hiếm thấy, tầng thứ phi thường cao. 9 đại thần vực đều muốn chiếm làm của mình. Bây giờ, đoạt được thiên hạ đệ nhất đệ tử, tên tuổi thần vực. Thì có tư cách đơn độc chiếm cứ thiên tinh cảnh, đi lấy về cái này 5 cái chí cao kiếp nguyên. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Lý Thiên Mệnh tính toán một cái, ở trong đó có phần lớn thuộc tính, chính mình cũng có thể sử dụng. Xác thực rất chân quý, người suy nghĩ một chút, nếu có thể lấy được lời nói, một cái không đến 30 tuổi đệ tử, có thể nắm giữ cùng 200 tuổi tộc vương một dạng phẩm cấp kiếp nguyên, người nào không điên cuồng. Không phải nói đệ tử thắng. Khen thưởng thuộc về chỉnh cái tông môn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là như vậy, bất quá, còn lại thần vực như thế nào ta không biết,
nhưng chút thời gian trước, độ kiếp phong vì cổ vũ chúng ta tham chiến, đã tuyên bố, bất kể là ai đạt được thiên hạ đệ nhất, cái này năm cái chí cao kiếp nguyên tất cả thuộc về thuộc đệ tử chính mình, thậm chí thuộc tính không hợp lời nói, còn có thể tìm tông môn thay đổi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, đã hiểu, khen thưởng không phức tạp, dù sao, thiên hạ đệ nhất là được rồi. Tuy nhiên còn phải đi thiên tinh cảnh thu hồi lại, nhưng dựa theo thiên hạ đệ nhất hội quy tắc, vấn đề cũng không lớn. Mộc Tuyết, cho nên, cái này thiên hạ đệ nhất hội, như thế nào quyết ra thiên hạ đệ nhất? Hắn vội vàng sau cùng xông vào, nhưng là đối tương lai phải tiếp nhận khiêu chiến lại hoàn toàn không biết gì cả. Vừa vặn Phồn Tinh chỉ còn không có mở, Hiên Viên Mộc Tuyết lại ở chỗ này, hắn liền duy nhất một lần hỏi thăm rõ ràng, làm đến tâm lý nắm chắc. Chúng ta Thái Cổ Thần Tông đến nhị trọng sinh kiếp người tham chiến, có chừng 200 người. Còn lại thần vực, cao tiếp cận 400 người, thiếu 100 người cũng chưa tới. Chín đại thần vực cùng nhau có khoảng 1.600 người đi. 1.600 người phải quyết ra một cái thiên hạ đệ nhất, đầu tiên đến tại Thiên Vân Chiến Trường, kinh lịch hai bánh đào thải chiến, tùy cơ quyết định đối thủ, liên tục quyết đấu hai lần, quyết ra ước chừng 400 người đệ tử, nắm giữ tiến vào Địa Ngục Chiến Trường, tư cách. Địa Ngục Chiến Trường, có 9 tầng địa ngục, 9 đại thần vực đệ tử, sẽ phân biệt tiến nhất trọng Địa Ngục Chiến Trường. Địa Ngục Chiến Trường quyết đấu, là đoàn thể chiến đấu, kinh lịch Thiên Vân Chiến Trường đào thải, ta đoán chừng đến lúc đó. Chúng ta Thái Cổ Thần Tông còn lại thiên nguyên đệ tử không đến 100 người, thậm chí chỉ có 40, 50 người, mà còn lại 8 cái thần vực cùng nhau, có 3, 400 người, đây là nguy hiểm nhất chiến đấu, nếu như bọn họ giáp tâm không tốt, thì lại ở chỗ này ra tay, nếu là đủ điên rồi lời nói, làm không tốt đệ tử của chúng ta sẽ chết sạch sẽ. Đương nhiên, ta nói vẫn là cực đoan nhất tình huống. 9 đại thần vực đều mang tâm tư, không có khả năng thống nhất hành động. Hiên Viên Mộc Tuyết lúc giới thiệu, thanh âm hơi có chút run rẩy. Kỳ thật nàng cảm thấy, tham chiến thiên hạ đệ nhất hội, xác thực quá mạo hiểm, thế nhưng là thân là Thái Cổ Hiên Viên Thị, chí ít bọn họ không nguyện ý từ bỏ. Dù sao, Thái Cổ Thần Tông vừa vặn đến phiên làm chủ nhà. Địa Ngục Chiến Trường chém giết, sau đó thì sao? Tại Địa Ngục Chiến Trường, dựa theo đánh bại mấy hàng tên, 30 vị trí đầu 2 vị chỗ hết tài năng, có thể tiến cuối cùng quyết chiến. Cuối cùng quyết chiến thì rất đơn giản, cũng là một vòng đào thải, mặc kệ là cường cường đối bính vẫn là cái gì, chỉ có toàn thắng người, mới có thể trèo lên đỉnh đệ nhất. Quyết chiến quy tắc cùng tràng diện, tuy nhiên đều đối lập đơn giản, bất quá có thể đi đến người cuối cùng, từng cái đều là mạnh nhất đệ tử, mà lại quan hệ đến sau cùng lo lắng, chín đại thần vực lại mỗi người có ân oán, khẳng định sẽ nóng nảy nhất. Có thể toàn thắng đánh tan tất cả mọi người người kia, xác thực có thể chấn động toàn bộ đại lục. Đoạt đến thiên hạ đệ nhất, vì tông môn thắng được vinh dự cùng bảo vật. Hiên Viên Mộc Tuyết cảm thán nói. Tổng thể quy tắc cũng không còn tạp, muốn đi đến sau cùng, trở thành 1.600 người bên trong mạnh nhất một cái, vẫn là không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, mà lại vòng thứ hai Địa Ngục Chiến Trường, còn có rất nhiều hoàn cảnh, linh tai các loại nhân tố, còn phải để ý đoàn đội lực ngưng tụ, đây là các đại thần vực tông môn mạnh nhất đệ tử ở giữa đoàn chiến. Hỗn loạn nhất, trên thực tế cũng so sánh phức tạp. Cái này Địa Ngục Chiến Trường quyết đấu, cũng là khảo nghiệm đệ tử thống soái năng lực. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thiên Vân Chiến Trường, Địa Ngục Chiến Trường cùng cuối cùng quyết chiến. Từng cơn sóng liên tiếp, cuối cùng để tối cường giả trèo lên đỉnh đệ nhất, vấn đỉnh chí tôn. Kỳ thật dựa theo sớm định ra thời gian, hậu thiên liền muốn mở ra Thiên Vân Chiến Trường, tiến hành đợt thứ nhất giao phong. Nhưng nghe nói có thần vực đội ngũ tự cao tự đại. Khoan thai tới chậm, có thể sẽ chỉ hoãn mấy ngày, người đã đông đủ khai chiến nữa, ta đoán chừng cũng sắp. Nói thật, vòng thứ nhất Thiên Vân Chiến Trường chi chiến, đại khái liền biết, các đại thần vực là thái độ gì. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, cầm thiên nguyên đệ tử đi thử các đại thần vực thái độ, tại sao ta cảm giác, Phương Thái Thanh đây là muốn để cho chúng ta làm bia đỡ đạn đâu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, dù sao Hiên Viên Mộc Tuyết nói qua, tổ chức thiên hạ đệ nhất hội cuối cùng quyết định. Là Phương Thái Thanh hạ. Không quan trọng, nếu như có thể vi tôn thần, kiểm tra xong ai là minh hữu, người nào là địch nhân, cũng là lấy chính mình chút sức mọn, vì Thái Cổ Thần vực cống hiến. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Tại sao ta cảm giác, người đối thiên hạ đệ nhất hội có chút bi quan? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hôm qua nghỉ ngơi, ngủ một giấc, mơ tới tham chiến 200 cái thiên nguyên đệ tử, đều chết sạch. Hiên Viên Mộc Tuyết thanh âm tiêu điều nói. Ta đây. Bị chết thảm nhất, bị người thiên đao vạn quả.
ta còn mơ tới bọn họ ép buộc tôn thần, đưa đi ra, trước mặt mọi người chặt đầu. Sau khi kết thúc, những người kia mới đáp ứng không tấn công đánh chúng ta, nghênh ngang rời đi. Hiên Viên Mộc Tuyết sắc mặt trắng nhợt, hốc mắt đỏ bừng nói. Chớ nói lung tung, Lý Thiên Mệnh vỗ một cái đầu của nàng. Ngươi tuyệt đối đừng chết, nàng tha thiết mà nói. Sẽ không, ta còn băn khoăn muốn đền bù ngươi đây, dạng này, ta muốn là đạt được 5 cái chí cao kiếp nguyên, ta đưa một cái cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, một lời đã định, Hiên Viên Mộc Tuyết chân thành nói. Ngươi dù sao cũng phải khách khí một chút a. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khách khí cái gì đâu, ngươi lại không hy vọng, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi thì không sợ bị ta đánh mặt. Không phải, ta nằm mơ đều chờ mong bị ngươi đánh mặt. Ngươi có thể làm được sao? Ta thử một chút. Nỗ lực a, Lý Thiên Mệnh, phế vật, nàng híp mắt nở nụ cười. Ha ha, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, đến lúc đó ta khủng bố như vậy, thật muốn nhìn ngươi một chút sắc mặt, sẽ là bực nào phấn khích. Lý Thiên Mệnh nói. Những lời này nghe, làm sao có chút quen tai. Phồn Tinh Trì mở. Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó. Thêm chút sức, tranh thủ đem Mộc Tinh Nguyên toàn bộ đuổi đi lên. Lần này trò chuyện, càng làm cho Lý Thiên Mệnh mão đủ sức mạnh, tiếp đó, bắt đầu nổi điên đi. Hắn chưa từng có thử qua dạng này, cái kia chính là, không sợ đau đớn, không sợ người lạ chết, đem cái kia tinh nguyên lung tung đến hướng trên thân dung luyện. Tinh nguyên tương khắc tương sinh. Lẫn nhau xung đột lẫn nhau thời điểm, sinh ra xé rách thống khổ giống như là ác mộng. Nhưng là, nếu như không kiên trì, muốn nhìn Khương Phi Linh bị lôi ra tới chém đầu sao? Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó, toàn thân nổi gân xanh. Người điên rồi sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Không có, ta chỉ là muốn lấy bỏ mạng tư thái, liều mạng một lần, mới có thể đánh vỡ tử cục, nghịch thiên cải mệnh. Thống khổ coi là gì chứ? Nếu là liền người yêu, đều không cách nào thủ hộ, vậy còn không bằng chết rồi. Đã liền chết còn không sợ, ta còn sợ thống khổ, còn sợ mạo hiểm. Những lời này, hắn chỉ nói với chính mình, không cùng Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hiên Viên Mộc Tuyết đứng tại Phồn Tinh Chỉ bên cạnh, nhìn lấy hắn một canh giờ, dung luyện chỉ ít 10 khỏa mộc tinh nguyên, viễn siêu hắn trước kia tốc độ. Một canh giờ trôi qua. Thế nào, nàng nhíu mày hỏi. Lý Thiên Mệnh theo Phồn Tinh Chỉ phía trên đứng lên, hắn đầy người đều là vết máu, lại ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, nói, quá sung sướng, so lập tức giết gà còn kích thích, sảng khoái tinh thần. Sớm muộn đem ngươi xé rách thành toái phiến. Nàng âm thầm nguyền rủa. Ai biết Lý Thiên Mệnh vừa đứng lên, lập tức liền chạy ra ngoài. Vội vã làm gì đi đâu? Đại tỷ, giành giật từng giây tu hành a, bọn họ đều đến muộn, đương nhiên muốn sử dụng thời gian. Lý Thiên Mệnh trách trách phù phù nói. Lâm thời ôm chân Phật, Hiên Viên Mộc Tuyết khinh bỉ nói. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh thì chạy như một làn khói. Hắn tại trạm tinh cổ lộ phía trên, triển khai lớn nhất tốc độ phi nước đại. Bên cạnh hắn, còn quấn lấy ngàn mà tính tinh thần, đó là hơn ngàn tiền bối Phồn Tinh Thiên Ý. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, như có thần tông tiền bối chiếm hữu, nhất phi trùng thiên. Thái cổ thần tông. Nắm giữ 200.000 năm lịch sử, phập phồng, truyền thừa cẩn trọng. Trạm tinh cổ lộ phía trên vô số Phồn Tinh Thiên Ý, chính là Thái Cổ Thần Tông lịch sử hiện ra. Những thứ này sinh tử kiếp cảnh tiền bối, đã sớm chết đi, tan thành mây khói, có thể ý chí của bọn hắn vĩnh tồn, kinh nghiệm của bọn hắn, cảm ngộ, nhân sinh, ảnh hưởng hậu nhân. Cái này chính là một loại khác trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Lý Thiên Mệnh Đế Hoàng Thiên Ý, đến từ Đông Hoàng Kiếm. Đến từ Hỗn Độn Thần Đế, hắn tại cái này trạm tinh cổ lộ phía trên chạy thời điểm, đầy sao vần quanh tại bên cạnh hắn, chúng tinh cùng nguyệt. Ánh mắt của hắn đảo qua những ngôi sao này, cái kia không chỉ là tu luyện cảm ngộ, mà chính là nguyên một đám hoạt bát nhân sinh. Tiền bối, các người có thể cảm nhận được tâm tình của chúng ta, các người cũng không muốn, gia viên của mình bị người chà đạp, con cháu của mình, khiến người ta ức hiếp thật sao? Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Tinh thần không có trả lời. Bọn họ đã sớm chết đi, thế nhưng là những cái kia Phồn Tinh Thiên Ý, lại như cam tuyền tư nhuận nội tâm. Đám tiền bối, trên dưới một lòng. Cái này sau cùng mấy ngày, không ít sắp tham chiến thiên nguyên đệ tử, tại trọng áp phía dưới, vậy mà có thể đột phá. Lý Thiên Mệnh cảnh giới trước mắt, đã coi như là thánh chi cảnh giới giai đoạn sau cùng. Theo lý thuyết, đế hoàng thiên ý trưởng thành sẽ rất khó, có thể đầy sao hội tụ phía dưới,
trong thức hải của hắn Đông Hoàng kiếm, còn tại bảo trì ban đầu tốc độ tăng trưởng. Ba ngày sau, tà ma phía trên kiếp văn nhiều một đầu, kiểu binh khí, đã thành hai đầu kiếp văn kiếp khí. Trên đó khí huyết tràn ngập, rất khí trùng thiên, mang theo thái cổ tà ma chi nhãn tinh khí, để phía trên này ánh mắt, chấn nhiếp lực cực mạnh, người bình thường ánh mắt cần phải rất khó nhìn thẳng. Tiếp tục như vậy nữa, một thanh binh khí này, hẳn là có thể dùng để chiến đấu. Lý Thiên Mệnh lấy ra thi triển một chút cửu thiên tinh thần quyết, uy lực đã khá kinh người. Cửu thiên tinh thần quyết dù sao cũng là cổ thánh chiến quyết, không có sinh tử chiến quyết uy lực, mà lại cái môn này chiến quyết tương đối thích hợp tam thiên tinh vực, không thích hợp tà ma. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Đi tìm địa nguyên tông chủ, muốn một môn chiến quyết đi. Ngược lại Linh Nhi nói, ta thiếu cái gì đều có thể muốn. Rời đi Phồn Tinh Trì, hắn tiến về Hiên Viên Hồ. Tại trước khi đại chiến, chỉnh cái tông môn có vẻ hơi tĩnh mịch, thế nhưng Thiên Nguyên Thần Điện, phương hướng lại rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có cự thú ngút trời, truyền đến từng trận tiếng cười cười nói nói. Xem ra bát đại thần vực thiên tài đệ tử nhóm, tâm tình không tệ, chơi đến rất mở. Nghe nói đã tới một nửa người, còn có bốn cái thần vực không tới. Thời gian đều vượt qua, giá đỡ có thể thật là lớn. Thiên Nguyên trong tông trên cơ bản không nhìn thấy thái cổ thần tông Thiên Nguyên đệ tử, trên cơ bản đều tại khổ tu. Bọn họ loại kia nghiêm túc phấn đấu không khí, cùng Thiên Nguyên thần điện bên trong các đại thần vực thiên tài đệ tử nhẹ nhõm vui vẻ, bày mưu tính kế tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đến mức địa nguyên đệ tử, nhân nguyên đệ tử, càng là không dám ra ngoài. Dù sao, những cái kia ngoại tông đệ tử khắp nơi tham quan, không cẩn thận đắc tội bọn họ, cũng không có gì quả ngon để ăn. Nghe nói Thái Cực Phong Hồ trước kia là lưỡng nghi ma tông sơn môn, đệ tử của bọn hắn sau khi tới, khẳng định khắp nơi loạn chuyển. Bão tuyết bay múa bên trong, Lý Thiên Mệnh vượt qua băng tuyết ngập trời, đi tới Hiên Viên Hồ. Hắn đi trước lục đạo ngộ kiếm thạch, lại suy nghĩ một chút lục đạo sinh tử kiếm. Cái kia lục đạo kiếm ma, phong thanh mục, là nghĩ ra được môn này kiếm quyết a. Lý Thiên Mệnh mở ra thất trọng kiếm chướng, tại cái kia trước mặt lão giả ngộ kiếm, hắn cái này, nhân đạo chúng sinh kiếm, uy lực, đã càng ngày càng mạnh. Còn thiếu một chút, lục đạo kiếm thần nói. Minh bạch. Cút đi. Tiền bối, cáo từ. Mới vừa đi ra đáy hồ thông đạo, địa nguyên tông chủ Hiên Viên đạo, thì xuất hiện ở phía trước, hắn xem ra tâm tình có chút trầm trọng. Tông chủ, Lý Thiên Mệnh tiến lên. Nghe nói ngươi tìm ta, Hiên Viên đạo nói. Lý Thiên Mệnh tiến lục đạo kiếm cung trước, cùng cửa trưởng bối nói một tiếng, hắn liền đem Hiên Viên đạo tìm tới. Đúng vậy, tông chủ, tình huống không lạc quan sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không quá lạc quan, Hiên Viên đạo lắc đầu. Bọn họ muốn thông qua lôi kéo quan hệ, đi chậm và cùng với hắn thần vực quan hệ, rõ ràng rất khó khăn. Ngoại trừ âm dương ma tông cùng lục đạo kiếm tông hai cái tử thù, còn lại thần vực thái độ như thế nào, rất khó thí nghiệm đi ra. Dù sao người trước tất cả mọi người rất khách khí, ai biết trong lúc cười có hay không tàng đao. Tông chủ, ta nghĩ ra được một môn chiến quyết, đại khái là roi pháp. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn nói. Những cái kia thần vực ở giữa đánh cược, là trưởng bối sự tình, hắn tham dự không được, liền không hỏi nhiều. Thành, ta dẫn người đi. Chúng ta Thái Cổ Hiên Viên Thị, Tàng Long Các. Thái Cổ Hiên Viên Thị Tàng Long Các, cất giữ đều là bọn họ thị tộc độc thuộc chiến quyết, chỉ truyền Thái Cổ Hiên Viên Thị đệ tử, cơ bản không truyền ra ngoài. Trong đó chiến quyết, đều là Thái Cổ Hiên Viên Thị tiền bối chiến đấu kết tinh, từ xưa đến nay lưu truyền đến bây giờ, là bọn họ nhất tộc cao quý nhất tài phú một trong. Tạ Tông Chủ, Lý Thiên Mệnh nói. Không cần cảm ơn, tôn thần muốn thu ngươi làm đồ. Cái kia ngươi chính là chúng ta Thái Cổ Hiên Viên Thị một phần tử, chúng ta đồng bào một lòng. Hiên Viên đạo trịnh trọng nói. Đúng, vãn bối nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như hắn bởi vì Hiên Viên Vũ Hành, cùng Thái Cổ Hiên Viên Thị có một ít ngăn cách, nhưng chưa trên đường đi, bởi vì Khương Phi Linh tồn tại, nhất định sẽ kể vai chiến đấu. Lý Thiên Mệnh theo Hiên Viên đạo, đi tới Tàng Long Các. Đây cũng là một tòa mỹ lệ đáy hồ kiến trúc. Như cùng một đầu quay quanh tại đáy hồ kim sắc thần long, kim quang lập lòe. Bọn họ theo long trong miệng tiến vào, bên trong là một đầu uốn lượn hành lang, hướng chỗ sâu đi, tương đương với theo cái kia kim sắc thần long đầu rồng, đi thẳng đến long đuôi. Chính mình chọn lựa đi, đều là sinh tử chiến quyết, tổng cộng chia làm 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là phổ thông sinh tử chiến quyết,
thích hợp tam trọng tử kiếp trước đệ tử sử dụng. Bộ phận thứ hai là, nhất nguyên sinh tử chiến quyết, sử dụng tứ trọng sinh kiếp đến 6 tầng tử kiếp ngự thú sư sử dụng. Cảnh giới này thiên nguyên đệ tử không có mấy cái, người lĩnh ngộ lực khẳng định rất mạnh, ta đề nghị ngươi lựa chọn, nhất nguyên sinh tử chiến quyết đi. Hiên Viên Đạo nói, tông chủ, cái kia cái thứ ba bộ phận, cũng là, nhị nguyên sinh tử chiến quyết, cái cuối cùng bộ phận, cũng là tam nguyên sinh tử chiến quyết. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, đúng, bất quá nhị nguyên sinh tử chiến quyết, chỉ thích hợp thất trọng sinh kiếp trở lên ngự thú sư. Tam nguyên sinh tử chiến quyết, càng là muốn, 10 tầng sinh kiếp, trở lên, mới có thể luyện được cái bộ dáng đến, người coi như tuyển, đó cũng là lãng phí thời gian, mà lại không phát huy ra thực lực tới. Dù sao, thi triển sinh tử chiến quyết, chủ yếu vẫn là cần nhờ kiếp vòng điệp ra lực lượng. Người vẫn chưa tới sinh tử kiếp cảnh, có thể đánh bại nhị trọng tử kiếp, đã nghịch thiên. Tôn thần nói người loại này vượt cảnh giới đánh tan đối thủ bản sự, 100.000 năm đều hiếm thấy. Hiên Viên Đạo cảm khái nói. Được rồi, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã hiểu. Nói cách khác, sinh tử chiến quyết, tổng cộng chia làm 4 cái cấp bậc, phổ thông, nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên. Hắn trước kia tu luyện qua cửu u thần ma chảo, cũng là phổ thông sinh tử chiến quyết, thích hợp vừa tới tam trọng sinh tử kiếp cảnh ngự thú sư sử dụng, tối thiểu phải có kiếp vòng, mới có thể phát huy tương đối mạnh uy lực. 4 bề giáp giới 6 tầng sinh tử kiếp cảnh, cái này 6 cái cảnh giới ngự thú sư, bình thường sử dụng, nhất nguyên sinh tử chiến quyết, chiếm đa số. Trên thực tế 9 đại thần vực đối với, kiếp lão, phân chia, cùng chiến quyết có chút cùng loại. Đồng dạng có 4 cái cấp bậc, phổ thông kiếp lão, nhất nguyên kiếp lão, nhị nguyên kiếp lão, tam nguyên kiếp lão. Âu Dương Kiếm Vương loại này tam nguyên kiếp lão, cảnh giới tối thiểu 10 tầng sinh kiếp cảnh giới, đạt tới tam nguyên trở lên, đã là toàn bộ Viêm Hoàng đại lục mạnh nhất một đám người. Hiên Viên Đạo bọn họ lên làm tông chủ, sẽ chỉ so tầm thường tam nguyên kiếp lão hiếu thắng. Bọn họ đã từng đều là siêu cấp thiên tài, chừng 30 tuổi, đã đến tam tứ trọng sinh tử kiếp, bây giờ mấy trăm tuổi, tu hành mấy trăm năm, làm thái cổ thần vực mạnh nhất một đám người, đến bây giờ còn tại 10 tầng sinh kiếp trở lên, chỉ có thể nói sinh tử kiếp cảnh rất khó khăn. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Viêm Hoàng đại lục có một cái rất phổ biến hiện tượng, cái kia chính là, càng là cường giả, ở vào sinh kiếp cảnh giới nhân số, muốn so ở vào tử kiếp bên trong nhiều người rất nhiều. Rất nhiều người kẹp lấy cảnh giới, không dám vào tử kiếp. Vừa vào tử kiếp, cố nhiên có thể mạnh lên, nhưng thọ nguyên trực tiếp suy kiệt, còn lại 10%, người nào chịu nổi. Gắng gượng qua tử kiếp, lại vào sinh kiếp, cố nhiên có thể cường đại hơn nhiều, có thể mấu chốt là, đại đa số người đều không chịu nổi. Nhất là 10 tầng sinh tử kiếp trở lên, đó là tới gần thành thần cảnh giới, hơi không cẩn thận, liền muốn vạn kiếp bất phục. Sinh tử kiếp cảnh, vừa tới 3. 4 bề giáp giới 6, thất đến 9, 10 tầng trở lên, đều là đường ranh giới. Trước 30 tuổi, tại cao bạo phát kỳ tu luyện đệ tử trẻ tuổi, có thể siêu việt tam trọng tử kiếp, đạt tới tứ trọng trở lên, đã tính toán tuyệt thế kỳ tài. Thí dụ như Phương Tinh Khuyết, Hiên Viên Mộc Tuyết cùng Hiên Viên Vũ Hành bọn họ, đều là có hơn 9 thành, tại 30 tuổi trước có thể đạt tới tầng thứ này nhân vật. Đáng tiếc, cái này ba cái đều không hy vọng. Tông chủ, vậy ta đi vào trước. Lý Thiên Mệnh nói, đi thôi, chọn lựa tốt nói với ta. Hiên Viên Đạo chắp tay sau lưng, hắn đoán chừng đang suy nghĩ thiên hạ đệ nhất hội sự tình, chú ý lực không có ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Lý Thiên Mệnh dọc theo cái này uốn lượn hành lang đi xuống dưới, tại cái này hành lang bốn phía, một phần phần cẩn trọng chiến quyết, đều bị phong tồn tại tiểu hình thiên văn trong kết giới. Người bình thường đừng nghĩ trộm đi, nhưng đối Lý Thiên Mệnh tới nói, dễ như trở bàn tay. Hắn đi thẳng tới, nhất nguyên sinh tử chiến quyết, khu vực. Lý Thiên Mệnh một đường nhìn sang. Thái cổ Hiên Viên thị nội tình, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Theo cái này chiến quyết chủng loại, uy lực đến xem, đoán chừng đã không người có thể so sánh, bọn họ tiền bối, lưu lại quá nhiều kinh thiên động địa thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh hiếm thấy có cơ hội này, hắn dự định toàn bộ đều suy nghĩ một lần. Rất nhanh, hắn thì đem khu vực này roi pháp tìm xong. Hết thảy có 37 loại. Làm ít lưu ý loại hình, có thể có nhiều như vậy, đã coi như không tệ. Đi nhị nguyên sinh tử chiến quyết khu vực nhìn xem. Lý Thiên Mệnh đi xuống dưới. Khu vực này chiến quyết, nghe nói muốn thất trọng sinh kiếp mới có thể phát huy ra uy lực, cảnh giới này, đã là Viêm Hoàng đại lục bên trong cao tầng cường giả, tông sư cấp bậc. Thần tông rất nhiều, thần sư, còn có độ kiếp phong nhị nguyên kiếp lão,
đại bộ phận đều sử dụng loại này chiến quyết. Hắn chỉ muốn cưỡi ngựa xem hoa một chút, không nghĩ tới thô sơ giản lược nhìn một chút, còn thật tìm tới một môn rất thích hợp chiến quyết. Bát hoang ma long tiên. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút giới thiệu, ánh mắt sáng lên, lúc này quyết định muốn quyển này. Tông chủ, ta chọn lựa tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Nhị Nguyên, ngươi chắc chắn chứ, Hiên Viên Đạo hỏi. Thử một lần trước, không phát huy ra uy lực, ta trước hết suy nghĩ ảo diệu. Lý Thiên Mệnh nói. Lại mang một bản một nguyên chiến quyết a, Hiên Viên Đạo nói. Tạ tạ tông chủ, vậy ta thì không khách khí. Lý Thiên Mệnh lại chọn lựa một môn, nhất nguyên sinh tử chiến quyết, hắn biết Hiên Viên Đạo là sợ hắn mơ tưởng xa vời. Không lấy đi nhị nguyên sinh tử chiến quyết, ngược lại lại cho một phần, nói rõ Hiên Viên Đạo cẩn thận cùng khẳng khái, càng nói rõ Lý Thiên Mệnh, trong lòng hắn địa vị. Lý Thiên Mệnh còn không trở thành, Thái Cổ Thần Tông mạnh nhất đệ tử, bất quá, Hiên Viên Đạo đã coi hắn là tôn thần đệ tử. Tôn thần đệ tử cái thân phận này, khả năng đối những cái kia muốn sát tôn thần nhân tới nói, đây chính là cái ai cũng có thể trà đạp chê cười. Nhưng đối với Thái Cổ Hiên Viên thì tới nói, đây chính là thần dưới đệ nhất người. Bọn họ cùng rời đi Tàng Long Các. Thiên Mệnh, ta chú ý tới rất nhiều bát đại thần vực đệ tử, đều biết thân phận của ngươi, bề ngoài cùng thực lực. Ngươi là tôn thần đệ tử, cái thân phận này quá nhạy cảm, chỉ cần ngươi bước vào chiến trường, vậy liền sinh tử khó liệu, ta đoán thiên hạ đệ nhất hội 1.600 đệ tử, tối thiểu 1.000 người đều muốn mạng của ngươi, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Hiên Viên Đạo biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng hỏi thăm Lý Thiên Mệnh. Tông chủ, ta không sợ chết, ta sợ bị chết uất ức. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, nhẹ nhàng như thường nói. Là đầu hán tử, tôn thần không nhìn lầm ngươi. Hiên Viên Đạo cười khổ lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tông chủ, ta hiện tại là thiên hạ đệ nhất hội danh nhân rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, bây giờ chín đại thần vực tin tức lưu truyền, đến trình độ kinh người nhất, tôn thần đã cho ngươi cái gì, ngươi tại Thái Cổ Thần Tông làm qua cái gì, đánh bại qua người nào, thiên hạ đệ nhất hội người tham chiến đều biết. Người có dụng tâm khác, đều chờ đợi gặp ngươi đây. Nếu là có thể cầm đầu của ngươi, ngươi biết có ý nghĩa gì? Ta biết. Quyết định vẫn là không thay đổi sao? Không thay đổi. Thật là có can đảm lượng. Bọn họ trở lại Nhiên Linh Cung thời điểm, Lý Thiên Mệnh vừa tốt nhìn đến, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh đang cùng Phương Thanh Ly nói chuyện. Thiên Mệnh, ngươi muốn tham chiến thật sao? Phương Thái Thanh hỏi. Đúng thế, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta tin tưởng bản lãnh của ngươi, để đối thủ tốt tốt kiến thức một chút. Phương Thái Thanh nói. Nhất định, Lý Thiên Mệnh nói. Phương Thái Thanh hơi cười, cùng Hiên Viên Đạo chào hỏi một tiếng, liền về Thiên Nguyên Thần Điện bên kia đi. Đi vào bái kiến tôn thần đi, Phương Thanh Ly ngữ khí bình thản nói. Không được, chúng ta đánh xong lại đến. Hiện tại gặp mặt, tăng thêm lo lắng. Lý Thiên Mệnh cáo biệt hai người, cấp tốc rời đi, giành giật từng giây. Để hắn tham chiến, tôn thần tâm thật to lớn, đúng không? Hiên Viên Đạo nói. Tôn thần ý nghĩ, há lại ngươi có thể hiểu thấu đáo. Phương Thanh Ly nói một câu, quay người đi vào. Mấy ngày nay thời gian, đối đại đa số người tới nói, đều có chút một ngày bằng một năm. Lý Thiên Mệnh lại ước gì, có thể có bao nhiêu mấy ngày. Hắn nhiệm vụ nặng nề. Cảnh giới tu hành, phồn tinh chỉ tinh nguyên cùng thiên kiếp kiếm khí hấp thu, lại thêm để tà ma tiếp tục hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn tinh khí, thời gian đều không đủ dùng. Hắn liền thiên hạ đệ nhất các đều không trở về qua. Theo Hiên Viên Hồ Tàng Long Các trở về, hắn còn nhiều thêm một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tu luyện Bát Hoang Ma Long Tiên. Nhảy qua một nguyên, trực tiếp tu luyện nhị nguyên sinh tử chiến quyết. Mặc dù không có kiếp vòng, có thể tà ma tự thân ẩn chứa kinh khủng thần hồn chấn nhiếp lực, chỉ cần Lý Thiên Mệnh có thể thông ngộ huyền ảo, kém thế nào đi nữa, đều sẽ so nhất nguyên sinh tử chiến quyết hiếu thắng. Hắn liền Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết đều tại tu luyện, huống chi cái này Bát Hoang Ma Long Tiên. Tại thiên hạ đệ nhất hội khai chiến trước, công phu không phụ lòng người, Lý Thiên Mệnh hoàn thành mấy cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, tà ma mỗi cái ban đêm hấp thu, thành công nắm giữ tam điều kiếp văn, nhưng uy lực khả năng so Hiên Viên Vũ Hành Kháng Long Thần Giản đều cường. Cái thứ hai mục tiêu, cảnh giới đột phá, đến cổ thánh cảnh tầng thứ 8. Lần trước tiên tiên tiến hóa, lại thêm trạm tinh cổ lộ phía trên phồn tinh thiên ý gia tăng, mới vừa vặn thành công, xem ra ta tại sinh tử kiếp cảnh tu hành. Sẽ không còn có cổ thánh cảnh loại này kinh thiên tốc độ. Có điều,
cổ thánh cảnh tầng thứ 8, đã có thể bảo vệ tính mạng đi. Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp tọa chấn, dù là đối phương có ngàn vạn người, hắn tối thiểu sẽ không chết, trừ phi liền tiến vào Thái Nhất Tháp thời gian đều không có. Cái thứ ba mục tiêu, hắn đem Trạm Tinh cổ thần thể, Mộc Tinh Nguyên, bổ sung tới, lại kề vai sát cánh, cùng một chỗ dung luyện. Bây giờ hắn đã có 300 tinh nguyên, nếu bàn về huyết nhục chiến thể, đoán chừng địch thủ không nhiều. Mục tiêu thứ tư, thể nội thiên kiếp kiếm khí số lượng, đạt đến 800 đạo. Đây là hắn liều mạng chịu khổ, như người điên tra tấn chính mình thành quả. Liên huỳnh hỏa đều có 500 đạo thiên kiếp kiếm khí. Bốn đại mục tiêu hoàn thành, để Lý Thiên Mệnh cùng hắn một gà một mèo một long nhất hoa tứ đại cộng sinh thú, toàn diện tiến bộ. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người. Ông trời đền bù cho người cần cù, hắn không có trà đạp thiên phú của mình, ngược lại so với ai khác đều phải cố gắng. Kiên trì phấn đấu, mới có thắng được tôn nghiêm cùng tánh mạng, thủ hộ người thương tư cách. Đã từng trơ mắt nhìn lấy Kim Vũ chết đi một màn, hắn đời này, không muốn lại trải qua. Ta phát hiện ngươi thật không đồng dạng, từ thiếu niên trưởng thành là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Huỳnh Hỏa nói. Khác thổi, ta không khỏi thổi. Lý Thiên Mệnh nói. Chậc chậc, nếu để cho Linh Nhi cho ngươi, trao chuốt, một chút, ngươi thì càng nam nhân. Huỳnh Hỏa bị ổi cười một tiếng. Trao chuốt. Cái này không biết xấu hổ gà, tùy tiện dùng từ A. Nửa cái phụ thân, lại muốn đánh nhau, nhanh đi cho tiên tiên dự trữ nguyên liệu nấu ăn, ta muốn là đói bụng, ta thì bãi công. Tiên tiên linh thể tự do xuyên thẳng qua cộng sinh không gian trong ngoài, thường xuyên ghé vào Lý Thiên Mệnh trên đầu. Ngươi không phải vừa ăn no sao, lại nhớ thương ăn, so ngươi mèo ca ngủ còn nhiều. Ta trước đó để học tập của ngươi roi pháp, ngươi học hay chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiên tiên trên cánh tay cũng có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, nó chiến quyết phương diện thiên phú sẽ không kém. Quên đi, hì hì, lãng phí người ta ăn thịt thịt thời gian, không luyện. Tiên tiên ngượng ngập nói. Hắn đem Huỳnh Hỏa bắt đi ra, nói, ta phát hiện thì ngươi một cái đáng tin. Đừng có yêu anh, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Ngọa tào, người cái này cành, nhanh nát thấu, ta nôn. Sáng sớm, phồn tinh trì. Bát đại người của thần vực tới đông đủ, ngày mai khai chiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh còn tại dung luyện tinh nguyên, hắn đầu đầy mồ hôi, nhịn đau khổ gật đầu. Ta đại ca, Hiên Viên Vũ Thịnh, là thiên nguyên bảng đệ nhất, trước mắt thần tông mạnh nhất đệ tử, đến lúc đó lẫn nhau chiếu cố một chút. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nàng nói người này Lý Thiên Mệnh nhận biết, hắn nay tuổi 30 tuổi, vừa tốt cắm ở lớn nhất ưu thế số tuổi. Muốn là sang năm tổ chức thiên hạ đệ nhất hội, hắn thì không tham gia được. Người đại ca thiên nguyên bảng đệ nhất, còn dùng ta chiếu cố. Đương nhiên là để hắn bảo bọc ta, Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói nữa, hắn áp lực lớn hơn ngươi gấp 10 lần, những khi này mỗi ngày tinh thần căng cứng, cùng ngươi không sai biệt lắm, hắn trách nhiệm rất lớn. Hiên Viên Mộc Tuyết cắn cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Toàn bộ Thái Cổ Thần Tông đều đang lo lắng, không chỉ là nàng một người. Có thể gánh vác trách nhiệm, dũng cảm đối mặt người, đều là đáng kính nể người. Lý Thiên Mệnh nói. Ta hỏi qua hắn, phải chăng có thể buông xuống ta Vũ Phong ca cùng Vũ Hành ca ca sự tình. Hắn nói, hắn khâm phục ngươi dám tham chiến, cho nên thiên hạ đệ nhất hội trong lúc đó, hắn sẽ coi ngươi là chiến hữu, huynh đệ. Nếu là ngươi gặp nạn, hắn sẽ vì huynh đệ, không tiếc mạng sống. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Không tiếc mạng sống. Lý Thiên Mệnh theo phồn tinh chỉ đi ra, thân thể của hắn tinh quang thôi sán, thoáng như một cái tinh vực. Người đại ca muốn là như vậy, cái kia mệnh của hắn, chính là ta mệnh. Hiên Viên Mộc Tuyết ánh mắt cuối cùng có hào quang, nàng thư hoãn rất nhiều, nói, vậy ta an tâm, ta thì sợ các ngươi ở bên trong còn có mâu thuẫn cùng ngăn cách, có thể kề vai chiến đấu thật tốt. Ngươi yên tâm đi, đại trượng phu, tự nhiên trước sắt tay chống cự ngoại địch, lại bàn về ân oán cá nhân. Lý Thiên Mệnh nói, hắn biết mình cùng Thái Cổ Hiên Viên thì các đệ tử có ngăn cách, bất quá không quan hệ, thiên hạ đệ nhất hội, Lý Thiên Mệnh cùng mạng của bọn hắn buộc ở cùng nhau. Hắn có thể buông ra ngăn cách đi chiến đấu, nếu như Thái Cổ Hiên Viên thị đệ tử cũng có thể làm được, Lý Thiên Mệnh không ngại dung nhập bọn họ. Nghe được hắn lời này, Hiên Viên Mộc Tuyết tâm tình tốt lên rất nhiều. Ngươi yên tâm đi, ta đại ca tính cách thuần hậu, ưa thích cùng ta giảng đại đạo lý, hắn nhất ngôn cửu đỉnh. Nói được thì làm được, mọi người mới có thể kính nể hắn.
Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thành, thỏa. Lý Thiên Mệnh nói xong đi ra ngoài. Làm gì đi? Trạm tinh cổ lộ tu hành. Ngày mai thì khai chiến, không thư giãn một tí sao? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Làm sao buông lỏng a? Ngươi cho ta xoa bóp. Lý Thiên Mệnh nói. Cút. Không nguyện ý vẫn phí lời. Lý Thiên Mệnh chừng nàng liếc một chút, nhanh chóng đi. Hôm sau, Thiên Hạ Đệ Nhất Hội chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh theo Tà Ma Địa Cung đi ra, trực tiếp tiến về Trạm Tinh Điện. Hôm nay vẫn từ Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn dẫn đội, dẫn đại khái 200 vị Thiên Nguyên đệ tử tiến về Thiên Vân chiến trường. 9 đại thần vực tất cả tham chiến đệ tử, hôm nay đều sẽ tiến về Thiên Vân chiến trường, tiến hành chém giết. Ngoại nhân như thế nào quan chiến? Cái kia chính là Thiên Vân chiến trường hết thảy, tại Thái Cổ Thần Tông các nơi trường hợp, thậm chí là còn lại bát đại thần vực tông môn, đều có thể dựa vào thiên nhãn kết giới, quan sát. Nói cách khác, cái này 1.600 người chiến đấu, toàn bộ Viêm Hoàng đại lục quan trọng chi địa, đều có thể tận mắt nhìn thấy. Đây là tại toàn bộ đại lục chúng sinh trước mặt chiến đấu. Nói thí dụ như tại Thái Cổ Thần Tông bên trong, mặc kệ là Nhân Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông cùng Thiên Nguyên Tông, đều có thiên nhãn kết giới, tồn tại. Còn lại 8 đại tông môn bên trong, không có tới đến Thái Cổ Thần Tông người, lúc này thời điểm đều tụ tập tại thiên nhãn kết giới bên cạnh quan chiến. Thiên Vân chiến trường cùng Địa Ngục chiến trường, đều là Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường, một bộ phận, Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường, kỳ thật cũng là một cái đại hình kết giới, bất quá không phải huyễn cảnh, mà là chân thật kết giới. Thiên nhãn kết giới thì là Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường nguyên bộ, 9 đại thần vực đều có, mà lại đều có 10 cái. Cái này Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường, là 9 đại thần vực tiền bối liên hợp sáng tạo, mỗi lần sử dụng trước, 9 đại thần vực đều sẽ mỗi người kiểm tra, bảo đảm hắn vận chuyển công bình. Thiên Viên Hồ bên kia, cũng có thiên nhãn kết giới, đoán chừng Linh Nhi sẽ xem đi. Cái gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất, tự nhiên muốn đồng thời oanh động toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Tại cái này Thiên Hạ Đệ Nhất hội thanh danh vang dội đệ tử, biểu hiện của bọn hắn, sẽ theo thiên nhãn kết giới, cấp tốc làm cho tất cả mọi người chứng kiến. Tham chiến đệ tử nhìn không đến bất luận cái gì người xem, nhưng lại không biết, đang có hơn 100 triệu người nhìn lấy chính mình. May mắn không nhìn thấy những thứ này người xem, bằng không còn càng chặt hơn chương. Chúng ta tại Thiên Vân chiến trường, Địa Ngục chiến trường chiến đấu, bát đại thần vực đến các cường giả, đoán chừng cùng 3 vị tông chủ cùng một chỗ, tại Thiên Nguyên Tông Tam Nguyên chiến trường, quan sát. Tam Nguyên chiến trường, là Thái Cổ Thần Tông lớn nhất chiến trường, quy mô thịnh nhất, cấp bậc tối cao, đó là cuối cùng quyết chiến chi địa. 1.600 người, chỉ có 32 người, có thể giết tới Tam Nguyên chiến trường, tại 9 đại thần vực đỉnh cao cường giả không coi vào đâu chiến đấu thiên hạ đệ nhất. Lý Thiên Mệnh không biết, bây giờ các đại thiên mắt bên ngoài kết giới người xem, sẽ đến cỡ nào chờ mong, càng không biết bọn họ đang thảo luận cái gì. Hắn cùng 200 cái Thái Cổ Thần Tông Thiên Nguyên đệ tử, hội tụ vào một chỗ, đi tới Dịch Tinh Ẩn trước mặt. Ta cũng không cùng mọi người, nói qua nhiều nhiều lời, một trận chiến này trọng yếu bao nhiêu, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Cái này là các ngươi thành tựu mơ ước một ngày, hôm nay Thái Cổ Thần Vực cần muốn các ngươi những thiên tài này, vì nó cống hiến. Cảm tạ các ngươi dũng cảm đứng ở chỗ này, thế nhân sẽ không quên các ngươi. Dịch Tinh Ẩn ánh mắt thâm thúy nói. Vâng, Thái Cổ Thần Tông đệ tử, thanh âm vang dội đáp lại. 200 cái đứng tại chúng sinh đỉnh phong thiên tài, hội tụ cùng một chỗ, đều là rồng phượng trong loài người, bọn họ tố chất rất cao, đã đứng ở chỗ này, cái kia liền không có hoảng sợ thế hệ. Mỗi người trong mắt, nhiệt huyết lăn lộn. Ai cũng biết trên người mình, gánh vác sứ mệnh cùng gặp phải nguy hiểm, thế nhưng là bọn họ không có lùi bước. Nhất là Thái Cổ Hiên Viên Thị đệ tử. Bọn họ có chừng hơn 40 người, mỗi một cái đều thấy chết không sờn. Xuất phát. Dịch Tinh Ẩn mang lấy bọn hắn, một đám người ngự không phi hành, hướng về Thiên Vân chiến trường phương hướng mà đi. Thiên Hạ Đệ Nhất chiến trường, đã tại Thái Cực Phong Hồ phương Nam triển khai. Nó chia làm 2 bộ phận, thượng tầng vì Thiên Vân chiến trường, tầng dưới là Địa Ngục chiến trường. Trên đó tầng rất rộng, tầng dưới rất dài, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại cây nấm. Cái này cây nấm bộ phận phía trên phân, là một mảnh to lớn màu trắng vân vụ khu vực. Tựa như là một đóa ngang giữa thiên địa mây hình nấm, toàn thân trắng như tuyết, đây chính là Thiên Vân chiến trường. Cây nấm phần dưới phân, là một cái màu xám đen cột chống trời, tổng cộng chia làm tầng 9,
cái kia chính là 9 tầng địa ngục chiến trường. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, liền bị rung động thật sâu. Thật không hổ là 9 đại thần vực, dùng đến giải quyết tranh chấp thiên hạ đệ nhất hội, thủ bút thật sự là đại. Phồn tinh kết giới cùng cái này thiên hạ đệ nhất chiến trường tương đối, đều hoàn toàn không đáng chú ý, kết giới này, mới gọi là chân chính khí phái. Nay ngày thứ nhất chiến, liền tại Thiên Vân chiến trường. Tại ở gần ngày này vân chiến tràng thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, Thiên Nguyên Thần Điện phương hướng, hết thảy có 8 cái đội ngũ, trọn vẹn hơn 1.400 cái, nhị trọng sinh kiếp trở lên bát đại thần vực đệ tử, đồng dạng hướng về Thiên Vân chiến trường mà đến. Bọn họ tuy nhiên không tại một đạo, nhưng tụ hợp lại, vẫn thanh thế to lớn. Bọn họ cái kia nhẹ nhõm, trêu tức thái độ, mang cho biểu lộ nghiêm túc thái cổ thần tông đệ tử rất lớn áp lực. Tiếp đó, 9 cái đội ngũ hội tụ ở cùng nhau. Thái cổ thần tông đệ tử, trong lòng vẫn là có một loại ảo giác, cái kia chính là, chính mình dường như cùng cái này 8 cái đội ngũ, không hợp nhau. Đối phương chuyện trò vui vẻ, không chút kiêng kỵ nhìn lấy bọn hắn, thậm chí nháy mắt ra hiệu, âm thầm cười lạnh, muốn nói không có trưởng bối bày mưu đặt kế, vậy khẳng định không có khả năng, chỉ là có người rõ ràng, có người giấu giếm. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, những cái kia thần vực đệ tử, đối thái cổ thần vực đệ tử địch ý tương đối mạnh, vừa xem hiểu ngay. Làm chủ nhà, vốn hẳn nên uy nghiêm nhất, nhưng bọn hắn tâm tình trầm trọng, người khác ngược lại là nhẹ nhõm tự tại, thì theo tới thái cổ thần tông du lịch giống như. Mỗi cái đội ngũ, đều mỗi người có dịch tinh ẩn loại cường giả cấp bậc này dẫn đội, bọn họ không có để đệ tử sinh sự đoan, trực tiếp dẫn các phe nhân mã, đi vào Thiên Vân chiến trường trước đó. 9 đại thần vực đệ tử, tại Thiên Vân chiến trường bên ngoài xếp thành một hàng, xếp hàng vào sân. Làm chủ nhà, thái cổ thần vực đứng hàng sau cùng. Đây là lễ nghi vấn đề, dù sao vào sân thứ tự trước sau, cũng không ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Tiên tiến nhất chàng đội ngũ, số người nhiều nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, đoán chừng nhóm người này tiếp cận 400, không sai biệt lắm là thái cổ thần tông gấp 2. Có nhiều như vậy nhị trọng sinh kiếp đệ tử, nói rõ hắn tông môn thực lực, rất có thể cũng là 9 đại thần vực mạnh nhất. Đây là cửu cung quỷ tông. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm một câu. Cửu cung thần vực, là cái cuối cùng thần vực. Mọi người đều biết, Hiên Viên Si mặc dù là cái cuối cùng thượng thần, nhưng là nàng cũng không có cho thái cổ thần vực mang đến cái gì. Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử phía trên, cái cuối cùng mang theo con cháu hậu nhân xưng bá Viêm Hoàng Đại Lục, nhất thống thiên hạ thượng thần, chính là thứ 9 thượng thần, cũng chính là cửu cung quỷ thần. Bây giờ thì tính qua 100.000 năm, cửu cung thần vực thực lực có chỗ hạ xuống, còn lại bát đại thần vực hậu nhân, liên tiếp đem thần vực mở ra đến, chia cắt bọn họ lãnh thổ, nhưng bọn hắn bất luận là cường giả vẫn là thiên tài, vẫn đứng hàng 9 đại thần vực đệ nhất. Ngươi nói đúng, Lý Thiên Mệnh sau lưng, bỗng nhiên có người trả lời. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn, đứng đấy một cái dáng người khôi ngô nam tử. Trên mặt hắn có chút râu ria, xem ra so sánh thô ráp, trên thân giang hồ khí so sánh trọng, hắn chỗ mi tâm có một cái mắt dọc màu đen, chứng minh hắn tam nhãn chân long mạch thân phận. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn, lần thứ nhất tiến tà ma địa cung, người này liền tại bên trong, hắn cũng là Mộc Tuyết đại ca Hiên Viên Vũ Thịnh, trước mắt thiên nguyên bảng đệ nhất. Luận số tuổi, hắn là thái cổ thần tông sở hữu người tham chiến bên trong, lớn nhất một vị, thực lực vừa vặn mạnh nhất. Người này là cái nói là làm hán tử, là thái cổ Hiên Viên thị đệ tử trong lòng lão đại ca, cho nên có rất nhiều người phục hắn, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá, hắn còn không thể xem như cái này 200 người thống soái, bởi vì thái thanh phương thị cùng thái ất kiếm tộc đệ tử, sẽ không nghe hắn, ngoại trừ tam đại thị tộc bên ngoài thiên nguyên đệ tử, càng là năm bè bảy mảng. Lý Thiên Mệnh, nghe Mộc Tuyết nói, người biết bát đại thần vực, sẽ có rất nhiều đệ tử muốn đầu của ngươi, thật sao? Hiên Viên Vũ Thịnh thanh âm trầm thấp, 10 phần cẩn trọng. Đúng thế, Lý Thiên Mệnh nói. Dưới loại tình huống này, ngươi còn dám đi vào, ta tin tưởng ngươi nguyện ý vì tôn thần liều mạng, đã như vậy, chúng ta cũng là người trong đồng đạo, nếu như ngươi có thể thông qua Thiên Vân chiến trường, thực sự nhập địa ngục chiến trường, đến lúc đó, chúng ta thái cổ Hiên Viên thì các đệ tử. Nguyện ý để ngươi thành cho chúng ta một phần tử, cùng chúng ta cởi mở. Hiên Viên Vũ Thịnh ánh mắt nóng rực nói. Không có vấn đề, không chỉnh hư. Lý Thiên Mệnh nói. Thành. Hiên Viên Vũ Thịnh lúc nói chuyện, còn lại thái cổ Hiên Viên thị đệ tử, đều ở tại bên người. Không ai có gì nghĩ, cái kia chính là tiếp nhận Lý Thiên Mệnh. Ta nghe Mộc Tuyết nói, ngươi lại có tiến bộ.
Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Có một chút. Cái kia tranh thủ tiến địa ngục chiến trường, hôm nay Thiên Vân chiến trường sẽ tùy cơ xứng đôi hai cái đối thủ, liên tục đánh tan hai người, thì có thể thu được tiến địa ngục chiến trường tư cách, hy vọng ngươi vận khí tốt, đừng đụng phía trên còn lại thần vực đỉnh cấp đệ tử. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Cái gọi là đỉnh cấp, cái kia chính là cùng Hiên Viên Vũ Thịnh không sai biệt lắm, siêu việt tam trọng tử kiếp. Trên cơ bản Thiên Nguyên bảng trước năm, tối thiểu trình độ này. Thiên Nguyên bảng cũng là Thiên Nguyên đệ tử chiến lực bài danh, không nhìn số tuổi cùng thiên phú, những thứ này đỉnh cấp đệ tử, trước mắt đều ở nơi này, chỉ là bọn hắn không có Hiên Viên Vũ Thịnh loại này hứng thú, tìm Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Thí dụ như nói Thái Thanh Phương Thị Phương Nguyệt Vi, Thiên Nguyên bảng thứ tư, 27 tuổi. Nàng là Phương Tinh Khuyết thân tỷ tỷ, tận mắt nhìn thấy Phương Tinh Khuyết cái chết. Thiên Vân chiến trường bên ngoài đội ngũ càng ngày càng ít. Thứ hai đếm ngược cái tiến chiến trường đội ngũ, ước chừng có chừng 200 người, nhân số cùng Thái Cổ Thần Tông tương đương. Bọn họ chính là Lưỡng Nghi Ma Tông đệ tử. Lưỡng Nghi Ma Tông, lại gọi là Âm Dương Ma Tông. Nghe nói, Lưỡng Nghi Ma Tông cùng Thái Cổ Thần Tông chủ yếu ân oán, cũng là Thái Cực Phong Hồ. Cửu cung quỷ thần vẫn diệt sau 80.000 năm, Thái Cổ Thần Tông công chiếm Thái Cực Phong Hồ, bước đi Lưỡng Nghi Ma Tông, lúc ấy Lưỡng Nghi Ma Tông bên trong tiểu tộc Thái Thanh Phương Thị làm phản, cho Âm Dương Ma Tông nhất kích chí mệnh, bây giờ Thái Thanh Phương Thị ngược lại trở thành Thái Cổ Thần Tông đệ nhất thị tộc, Âm Dương Ma Tông đối Thái Cổ Thần Tông oán hận, đã sớm viết tại tông môn pháp quy bên trong. Hai đại cổ xưa nhất thần vực, tiến hành qua vô số lần giao phong, nhiều đời như vậy người ân oán, lịch sử đều ghi chép không dưới. Bọn họ thống hận Thái Cổ Thần Tông, đau hơn hận Thái Thanh Phương Thị, cho nên, Lưỡng Nghi Ma Tông đệ tử, căn bản không che giấu địch ý của bọn hắn. Tại đi vào Thiên Vân chiến trường trước đó, bọn họ không chút kiêng kỵ vui cười, thỉnh thoảng cười lạnh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bọn họ bên này, ánh mắt âm sâm khát máu, hắn tâm nghĩ sao mà sáng tỏ. Nhất Nguyên Thần Tông các vị huynh đệ, đừng đụng phía trên chúng ta a. Bằng không, để cho các ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đừng dọa hù bọn họ a, các ngươi nhìn, bọn họ đều nguyên một đám run lẩy bẩy, nếu như bị dọa đến tại chỗ quay đầu, lâm trận bỏ chạy, chúng ta tìm ai đi chơi. Không thể nào, đều đi tới nơi này, còn có thể cùng cháu trai một dạng, xám xịt bò lại đi a. Còn thật đừng nói, đây chính là Nhất Nguyên Thần Tông truyền thống. Ha ha, bọn họ cười vang làm một đoàn. Ngươi cũng chớ nói lung tung, người ta trong tông môn có thượng thần tồn tại. Cẩn thận cái kia thượng thần tức giận, vung đi tiểu, đem ngươi cho nước tiểu ướt. Vậy ta thì thoát bọn họ thượng thần quần. Ha ha, quá cợt nhả. Thượng thần trở về, thiên ý cảnh giới. Bọn họ phình bụng cười to. Im miệng, Thái Cổ Hiên Viên Thị bên này, rất nhiều đệ tử nổi giận đùng đùng, tại chỗ nổi giận. Khinh nhờn tôn thần, chết chưa hết tội. Chỉ tiếc, loại lời này tại Thái Cổ Thần Tông tính toán tử tội, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất hội trước. Bọn họ không quản được ngoại nhân nói cái gì. Khương Phi Linh là Thái Cổ Thần vực thượng thần, cũng không phải Lưỡng Nghi Ma Tông thần. Đừng làm rộn, Dịch Tinh Ẩn nói. Mọi người lúc này mới không có sông đi lên, tại Thiên Vân chiến trường bên ngoài sớm khai chiến. Bất quá, cừu hận lửa giận, đã sớm thật sâu chồng ở đáy lòng. Bao quát Lý Thiên Mệnh, trong lòng sát cơ, điên cuồng sinh sôi. Trên thế giới này có thể thủ hộ tôn nghiêm đồ vật, chỉ có một dạng. Cái kia chính là thực lực. Dịch Tinh Ẩn nói. Dùng thực lực đi chứng minh, so cái gì đều dứt khoát. Vâng, mọi người gật đầu. Lúc này thời điểm, Lưỡng Nghi Ma Tông đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Nhất Nguyên Thần Tông đệ tử, tiến đến chịu chết đi. Những người kia kêu gào đi vào, phách lối vô cùng. Bất quá, hai đại thần vực bởi vì lịch sử ân oán, mỗi lần tại thiên hạ đệ nhất hội chém giết đều không ít, sinh tử chém giết, tập mãi thành thói quen. Có thể tiến vào, chúc các ngươi may mắn. Dịch Tinh Ẩn chắp tay sau lưng nói. Thái Cổ Thần Tông đệ tử, tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Nhãn kết giới chú ý phía dưới, sau cùng bước vào chiến trường. Khi bọn hắn tất cả mọi người bước vào chiến trường một khắc, mang ý nghĩa Thiên Vân chiến trường, chính thức khai chiến. Thiên Nguyên Tông, Tam Nguyên chiến trường. Tam Nguyên chiến trường ghế khán giả, tổng cộng chia làm 9 cái khu vực. Một chủ 8 phụ. Chủ trên khu vực. Thái Cổ Thần Tông 3 vị tông chủ, 8 vị thần điện chi chủ, rất nhiều nhị nguyên kiếp lão, tam nguyên kiếp lão các loại cao tầng cường giả, thần sắc nghiêm túc, yên tĩnh im ắng. Phương Thái Thanh ở giữa, Hiên Viên Đạo bên trái, Kiếm Vô Ý bên phải.
Tại trước mặt bọn hắn 8 cái khu vực, phân biệt ngồi đấy bát đại thần vực nhân vật đứng đầu. Nghe nói, trong đó 6 cái thần vực, tông chủ đều xuất hiện. Nhất Nguyên Thần Tông, Lưỡng Nghi Ma Tông, Tam Tài Thiên Tông, Tứ Tượng Hải Tông, Ngũ Hành Địa Tông, Lục Đạo Kiếm Tông, Thất Tinh Thiên Tông, Bát Quái Tâm Tông, Cửu Cung Quỷ Tông. Đây là mấy chục lần thiên hạ đệ nhất hội đến nay, long trọng nhất một lần. Những cường giả kia, nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng có chấn nhiếp lực, nếu là bát đại thần vực cùng nhau, đủ để áp chế Thái Cổ Thần Tông sở hữu người. Mà giờ khắc này, Tam Nguyên chiến trường phía trên, tất cả Viêm Hoàng đại lục đỉnh cao cường giả, ánh mắt của bọn hắn, đều rơi vào một cái thiên nhãn kết giới phía trên. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm mãnh liệt. Trên thực tế, đây chính là chiến tranh bắt đầu. Thiên Vân chiến trường. Lý Thiên Mệnh đi theo đội ngũ sau lưng, bước vào Thiên Vân chiến trường bên trong. Hắn giống như là chen vào một mảnh cây bông vải, ở trong đó ghé qua, được thời điểm ra đi, xung quanh người không ngừng ly khai. Rất nhanh, bên cạnh hắn chỉ còn lại mình. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi đều là vân vụ, tầm mắt không có tận cùng, căn bản không nhìn thấy chiến trường, dung thân nạp 1.600 người. Dường như toàn bộ thế giới, chỉ có chính mình. Tại đi lên phía trước vân vụ mặc dù nhạt một chút, bất quá vẫn không nhìn thấy nơi xa, ngược lại là mơ hồ có thể nhìn đến bóng người. Đúng vào lúc này, dưới chân mây trắng bỗng nhiên lơ lửng, tạo thành một cái đường kính 3.000 mét hình tròn vân đài. Lý Thiên Mệnh biết, tiến đến đệ tử, mỗi người đều có một cái dạng này vân đài, cái này vân đài thoạt nhìn là mây trắng tạo thành, trên thực tế cứng rắn vô cùng, cùng mặt đất không sai biệt lắm. Vân đài, cũng là bọn họ chiến trường. Tiếp đó, vân đài sẽ mang theo hắn tiến lên, tùy cơ đụng phải đối thủ. Một khi song phương vân đài va chạm, hòa làm một thể, như vậy hai người ở giữa, chỉ có thể quyết ra một cái người thắng, mới có thể đi xuống dưới. Nhảy xuống vân đài, cũng là nhận thua, cũng tương đương với quyết ra thắng bại. Có điều, cái này vân đài lớn như vậy, nếu là có nghiền ép thực lực của đối thủ, đem người trực tiếp giết, không cho đối thủ nhảy đi xuống cơ hội, kỳ thật cũng không khó. Thiên hạ đệ nhất chiến trường, là vận chuyển chí ít có vài vạn năm thiên hạ đệ nhất hội chiến trường, quy tắc là tiền bối chế định, tuy nhiên hung hiểm kịch liệt, nhưng cái này chính phù hợp thiên hạ đệ nhất hội ý nghĩa. Chín đại thần vực đệ tử, không phải đến luận bàn, mà chính là đến vì tông môn, cạnh tranh thiên tài địa bảo, thậm chí là cương thổ. Nếu là không có sinh tử hung hiểm, thiên hạ đệ nhất hội căn bản không có ý nghĩa. Chỉ là, một cái tông môn đệ tử, bị nhiều cái nhằm vào tình huống. Tương đối hiếm thấy. Thiên Vân chiến trường sẽ để cho Lý Thiên Mệnh liên tục đụng tới hai cái đối thủ, chỉ có đánh bại hai cái mới có thể thu được tiến địa ngục chiến trường tư cách. Hắn liền chắp tay đứng trên đám mây phía trên, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Hắn mơ hồ nghe được, bốn phía đều có chiến đấu thanh âm truyền đến, đây là mấy trăm cuộc chiến đấu đồng thời tiến hành, hiệu suất rất nhanh. Phanh phanh phanh. Không biết, sẽ có mấy cái thần vực, đối đệ tử của chúng ta hạ sát thủ. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Tại Thiên Vân chiến trường phía trên, hắn không giúp được người khác, không có biện pháp nào. Bên ngoài truyền thuyết, ta là tôn thần đệ tử, như vậy, khẳng định có rất nhiều ngày mắt kết giới, đang nhìn ta đi. Giờ này khắc này, Viêm Hoàng Đại Lục, có bao nhiêu người đang nhìn ta? Lập tức liền muốn chiến đấu, hắn trực tiếp để huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, đều theo cộng sinh không gian đi ra. Tiên tiên cái kia khởi nguyên thế giới thụ. Không có cách nào cắm rễ tại trong mây mù, nhưng sợi rễ của nó lại cuốn lấy toàn bộ vân đài, cái này mây trên đài vũ khí, có thể trình độ nhất định ẩn tàng thân thể của nó. Ngay cả như vậy, to lớn như vậy thực vật hệ cộng sinh thú xuất hiện, vẫn đưa tới vô số người chú ý. So sánh phía dưới, Lam Hoàng khổng lồ như vậy hình thể, tựa hồ cũng không có người chú ý, lại càng không cần phải nói huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu, giấu ở trong mây mù, đều không người có thể trông thấy. Bọn họ năm cái cùng một chỗ, yên lặng chờ đối thủ buông xuống. Không ngoài dự liệu, Thiên Vân chiến trường rất nhanh liền vì hắn an bài đối thủ. Phía trước trong sương mù, xuất hiện một cái vân đài. Tại vân đài phi tốc hướng về Lý Thiên Mệnh tới gần, tại hai cái vân đài dung hợp lại cùng nhau trước đó, Lý Thiên Mệnh liền thấy đối thủ của hắn. Âm Dương Ma Tông, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, vận khí không tệ. Đập vào mi mắt là một nữ tử. Nàng mọc ra mặt trứng ngỗng, thân hình thướt tha rung động lòng người, tóc dài khoác tại sau lưng, dùng một cái phấn hồng sắc dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, một bộ váy hoa, tươi sáng phát quang, sau lưng hình như có yên hà nhẹ khép, da thịt trắng hơn tuyết,
xinh đẹp vô cùng. Nữ tử này nắm giữ hai đầu cộng sinh thú. Lúc này, nàng chính ngồi ở trong đó một đầu trên thân. Đó là hai đầu trắng như tuyết hồ ly cộng sinh thú, trong mắt đều có 360 trở lên điểm sao, phẩm giai rất cao. Cái này hai con hồ ly cộng sinh thú, một đực một cái, giống được thân thể to lớn, nanh vuốt sắc bén, trên người có màu đỏ thắm liệt diễm đốt cháy, khí thế kinh người, giống cái thì mạnh mẽ mị hoặc, thon dài rung động lòng người, rúc vào giống được trên thân, ánh mắt mê ly. Cái này hai đầu cộng sinh thú, phân biệt tên là Thuần Dương Ma Hồ cùng Huyền Âm Mộng Hồ. Âm Dương Ma Tông đệ nhất thị tộc, gọi là Âm Dương Ma Tộc, bọn họ toàn tộc có rất lớn một bộ phận, đều là song sinh ngự thú sư, mà lại đều là một được một cái phối trí, thắng bại bổ sung, chiến lực rất kinh người, thậm chí không so ba đời ngự thú sư kém. Bởi vì loại này đặc tính, bọn họ cộng sinh thú trong quá trình trưởng thành, đều sẽ khá khoái lạc. Dù sao, cái này nhưng là chân chính một đôi trời sinh. Qua, nhìn đến Lý Thiên Mệnh về sau, nữ tử khi ánh mắt trực tiếp sáng lên ba phần, nàng tựa hổ phá lệ kinh hỉ. Các loại hai cái vân đài dung hợp, nó mang theo hai đầu cộng sinh thú, vọt thẳng hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Ta biết ngươi, ngươi chính là cái kia tôn thần đệ tử, cổ thánh cảnh có thể đánh bại nhị trọng tử kiếp kỳ nhân. Ông trời của ta, vận khí của ta cũng quá tốt rồi a. Nàng nháy mắt, lâm vào trong vui mừng. Ngươi muốn như thế nào? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là bắt người đầu người lĩnh thưởng a, còn có lo lắng sao? Cái này Thái Cổ Thần Tông ngu ngốc, đem ngươi cung phụng, để ngươi nhẹ nhàng thật sao? Ngươi tại trong mắt chúng ta, thân phận địa vị cùng cứt chó khác nhau ở chỗ nào a? Chúng ta Ma Tông huynh đệ tỷ muội, đều lấy ra không ít bảo bối, tụ thành một cái phần thưởng ao, ước định cẩn thận người nào bắt người đầu người, phần thưởng ao thì về người nào, ngươi quá hiểu chuyện, trực tiếp đụng phải ta Đồng Tinh Tinh. Nàng lúc nói chuyện ánh mắt tỏa ánh sáng. Ngươi tự tin như vậy, có mệnh cầm tới phần thưởng ao sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Dù sao cũng phải thử một chút, Đồng Tinh Tinh vui vẻ nói. Sinh tử kiếp cảnh cảnh giới, ngoại nhân khẳng định không dễ nhìn đi ra, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể phán đoán ra, trên người nàng lực lượng là tử kiếp chi lực. Như vậy, nàng có thể là nhị trọng tử kiếp, cũng có thể là tam trọng tử kiếp. Tứ trọng tử kiếp cũng không khả năng. Nếu như là tam trọng tử kiếp, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng. Đến cùng là thực lực gì, thử một chút liền biết. Hắn nháy mắt một cái, vừa còn từ một nơi bí mật gần đó huỳnh hỏa, trực tiếp giết đi lên. Cẩu nam nữ, xem kiếm. Huỳnh hỏa đối bọn nó một đôi hồ ly 10 phần khó chịu. Nó 500 nói thiên kiếp kiếm khí, nổ bắn ra mà ra. Lục đạo sinh tử kiếm, tại chỗ xuất thủ. Luyện ngục hỏa ảnh bên trong. Một kiếm xuyên qua, trực chỉ cái kia Thuần Dương Ma Hồ. Ông! Thuần Dương Ma Hồ phản kích, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hình thành một cái màu đỏ mặt trời, đánh tới hướng huỳnh hỏa. Huỳnh hỏa thông thiên cương khí, xuyên thấu cái này thần thông, đâm vào cái kia Thuần Dương Ma Hồ trên thân. Nhị trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh theo Đồng Tinh Tinh cộng sinh thú thần thông uy lực, đã đoán được cảnh giới của nàng. Cùng Hiên Viên Vũ Hành tương đương. Cái kia cũng không có cái gì tốt cẩn thận. Lên! Một người tứ đại cộng sinh thú, đồng thời tiến công. Trong lúc nhất thời, lôi đỉnh oanh minh. Tại cái này có hạn chiến đấu phạm vi bên trong, miêu miêu lôi đỉnh thần thông, có thể trải rộng toàn bộ vân đài. Phốc phốc phốc! Tiên tiên thánh quang đằng mạn đã sớm nổ bắn ra đi, còn có cành lá phía trên mạn châu xa hoa, tạo thành vệ huyết kiếm vũ, xen lẫn trong miêu miêu hỗn độn thiên kiếp bên trong, trực tiếp buông xuống. Ầm ầm. Đồng Tinh Tinh mộng. Nàng biết Lý Thiên Mệnh giết qua nhị trọng tử kiếp, nhưng nàng đối Hiên Viên Vũ Hành thực lực không hiểu rõ lắm. Bây giờ tứ đại cộng sinh thú thần thông trực tiếp oanh tạc, toàn bộ vân đài đều là Lý Thiên Mệnh trưởng khống khu vực. Nàng là mê hồn hệ ngự thú sư, bình thường tới nói, nàng và Huyền Âm Mộng Hồ phối hợp, mê loạn đối thủ, từ Thuần Dương Ma Hồ dây dưa đối thủ, nhưng bây giờ thần thông oanh tạc, Thuần Dương Ma Hồ làm sao chịu nổi. Chống đỡ một chút. Chúng ta mê loạn đối thủ, Đồng Tinh Tinh sắc mặt đại biến, hô to một tiếng. Phốc phốc, vừa dứt lời, Thuần Dương Ma Hồ trên thân bị phệ huyết kiếm vũ xuyên thủng, vô số thánh quang đằng mạn dây dưa ở tại trên thân. Nó bị lam hoang đặt tại dưới thân, tại chỗ cắn đến đầu rơi máu chảy, huỳnh hỏa xuất hiện lần nữa, đem Thuần Dương Ma Hồ, trực tiếp mở ngực mổ bụng. Thuần Dương Ma Hồ, ngao ô một tiếng, động đều không động được, tại chỗ chết thảm.
Nó tuy nhiên có nhị trọng tử kiếp cảnh giới tử kiếp chi lực, đáng tiếc bị Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú bao vây, hoàn toàn nhịn không được. Tiên tiên sau khi sinh, nó cường đại khống chế năng lực, cho chỉnh cái đoàn thể cung cấp rất lớn chiến lực tăng thêm, cái kia thuần dương ma hồ ngay từ đầu liền bị thánh quang đằng mạn cuốn lấy, lại bị phệ huyết kiếm vũ hút máu, mất đi tiên cơ, tử vong chính là trong khoảnh khắc sự tình. Thuần dương ma hồ tại chỗ chiến tử về sau, huyền âm mộng hồ thần thông, đám mây mộng cảnh, mới phát huy ra. Cái này thần thông uy lực coi như không tệ. Nó chế tạo một cái huyễn tượng mộng cảnh, để huỳnh hỏa bọn họ mấy cái, cấp tốc lâm vào mê huyễn bên trong. Đồng tinh tinh một bên xuất thủ, một bên lấy như nói mê thanh âm, kêu nhượng lại người túy sinh mộng tử ca dao. Nàng cái này mê hồn hệ ngự thú sư thủ đoạn, đều tại trong thanh âm, cùng huyền âm mộng hồ chế tạo đám mây mộng cảnh hoàn mỹ dung hợp. Nếu như thuần dương ma hồ có thể chống đỡ một hồi, bọn họ chiến lực tại nhị trọng tử kiếp bên trong, không tính rất kém cỏi. Đáng tiếc, muộn. Đám mây mộng cảnh vừa mới hình thành, một bóng người xuất hiện tại huyền âm mộng hồ bên người, trong tay cái kia to lớn đông hoàng kiếm chém xuống. Huyền âm mộng hồ, hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh không chút nào thụ đám mây mộng cảnh ảnh hưởng. Một kiếm này, hội tụ 800 thiên kiếp kiếm khí, vung chạm ở giữa, kiếm khí oanh minh. Ầm ầm, một kiếm sấm sét bạo chạm xuống. Phốc phốc, cái kia huyền âm mộng hồ đầu, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh cho bổ xuống, trực tiếp chặt đầu. Vù vù tương đương, máu tươi bay bắn ra, gắn đồng tinh tinh một thân, nàng ngốc trệ một chút, mờ mịt quay đầu. Phốc 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 phốc, một đạo thiểm điện lôi đình tạo thành lưới lớn đem nhốt lại, điện quang nổ tung, cái chết của nàng kiếp chi lực cũng đỡ không nổi. Lại thêm phệ huyết kiếm vũ kiếm hình cánh hoa cùng huỳnh hỏa phần thiên vũ linh đồng thời xuyên thấu mà đến, như thế nào ngăn cản? Ngươi, đồng tinh tinh trên người phòng ngự kiếp khí, đều bị xé nứt vỡ nát. Trong lòng nàng sinh ra hoảng sợ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đánh tới chớp nhoáng. Nàng muốn động đạn, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, trên người nàng luyện ngục hỏa đốt cháy, còn có phệ huyết kiếm vũ đâm xuyên, càng có miêu miêu vạn cực điện võng lôi đình bạo phát. Nàng toàn thân tê liệt. Vết thương chồng chất. Nghe nói người muốn đầu của ta. Câu nói này như là ác mộng, để đồng tinh tinh đột nhiên một thân rét lạnh. Hiểu lầm. Tiếng nói còn không rơi xuống, đông hoàng kiếm đảo qua, một cái đầu lâu gọn gàng mà linh hoạt bay ra ngoài. Đồng tinh tinh, chết. Đi xuống đi ngươi. Lý Thiên Mệnh huy kiếm vỗ, đồng tinh tinh thi thể bay xuống đám mây. Đồng thời bị khởi nguyên thế giới thụ quang bay ra đi, còn có thuần dương ma hồ cùng huyền âm mộng hồ thi thể. Đồng tinh tinh chiến tử, mang ý nghĩa hắn nhẹ nhõm qua ải thứ nhất. Giết ta, vậy sẽ phải làm tốt, chết không toàn thây đại giới. Câu nói này không chỉ là đối đồng tinh tinh nói, mà chính là hắn đối tất cả địch nhân thái độ. Hắn đến thiên hạ đệ nhất hội, có thể không phải là vì cùng bát đại thần vực đệ tử luận bàn, chạm đến là thôi. Vân đài phía trên thanh tịnh. Đây chỉ là thiên hạ đệ nhất hội bắt đầu. Lý Thiên Mệnh một chút thu thập một chút. Vân đài liền tiếp tục hướng phía trước. Hắn còn cần lại đánh bại một người, mới tính thông qua vòng thứ nhất thiên vân chiến trường chi chiến. Lần này đụng phải đối thủ, hẳn là sẽ tương đối mạnh, bởi vì đối phương đồng dạng là đánh bại một cái đối thủ, mới có thể cùng Lý Thiên Mệnh đụng tới. Nếu như bát đại thần vực, đều biết ta là tôn thần đệ tử, như vậy, bọn họ cần phải nhìn đến thủ đoạn của ta. Lý Thiên Mệnh cùng bốn cái cộng sinh thú tập hợp một chỗ, mắt nhìn phía trước. Tiên tiên linh thể tại trên đầu của hắn chạy như bay, xuống tới khoác lên Lý Thiên Mệnh cổ, làm nũng nói, nửa cái phụ thân, tiên tiên đói bụng. Khác nói láo, ta có thể thấy được, người một cành cây đều không đoạn. Lý Thiên Mệnh cười nói, mặc kệ, bụng bụng đói, nàng làm bừa đánh lăn. Ăn ăn ăn, Lý Thiên Mệnh lấy ra tu di giới chỉ bên trong, chuẩn bị cho nó tốt, thịt nướng, để nó tại trước mắt bao người, ăn như gió cuốn. Bản mèo có phải hay không cũng được. Thừa cơ híp mắt một hồi. Miêu miêu thấy thế, ánh mắt sáng lên. Ngủ cha ngươi, Lý Thiên Mệnh nắm cổ của nó, đem nó nhấc lên. Ta không phục, người trọng nữ khinh nam, không có mèo quyền. Miêu miêu oán hận nói. Không phục kìm nén. Qua, bản mèo cũng muốn nũng nịu. Ngậm miệng lại, Lý Thiên Mệnh thân thủ kẹp lấy miệng của nó, để nó trong tay dương nanh múa vuốt, dù sao hắn dùng chính là tay trái, không sợ nó vuốt mèo. Ha ha. Huỳnh Hỏa cười trên nỗi đau của người khác, chống nạnh cười to. Ngươi cũng là, Lý Thiên Mệnh một cái tay khác, nắm nó miệng chim, Huỳnh Hỏa vừa trừng mắt, trên không trung ào 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 hoạt động cánh,
cùng chết đuối giống như. Bọn họ chơi đến thật cao hứng, có thể Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, không biết có bao nhiêu người, chính thông qua thiên nhãn kết giới, mắt lạnh nhìn bọn họ. Khả năng bọn họ cho rằng, giết một cái đồng tinh tinh, có cái gì tốt đắc ý. Cái này 1.600 đệ tử, cường giả còn nhiều, rất nhiều. Nếu là vận khí không tốt, gặp phải chân chính đỉnh phong đệ tử, bây giờ bị giết ném xuống, sẽ chỉ là hắn Lý Thiên Mệnh. Tại một mảnh nghị luận ầm ĩ bên trong, Lý Thiên Mệnh chờ đến hôm nay cái thứ hai đối thủ. Cũng chính là cái cuối cùng. Hắn Vân Đài dung hợp đồng tinh tinh Vân Đài, phạm vi mở rộng gấp đôi, bây giờ lại dung hợp một cái, diện tích đạt đến ngay từ đầu gấp 4 lần. Thiên Vân trên chiến trường tranh phong, cũng là đem 1.600 người, 4 nhà 1, áp xúc thành 400 người. Lý Thiên Mệnh quan sát đến cái này cái thứ hai đối thủ. Đây là một người mặc thanh y người trẻ tuổi, tóc đâm thành một chùm, đi chân trần đứng thẳng, cả người như là một thanh kiếm sắc bén, cắm trên đám mây phía trên, trong lúc phất tay, kiếm khí mãnh liệt. Tuổi tác của hắn xem ra không tính lớn, đoán chừng so Hiên Viên Vũ Hành không lớn hơn mấy tuổi, cùng Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm, chân thực số tuổi tại 23 tuổi khoảng chừng. Tại số tuổi này, có thể có như thế thực lực, nói rõ đối thủ này, thuộc về thiên phú xuất chúng loại hình, tối thiểu là Hiên Viên Vũ Hành cấp bậc kia. Hắn gặp Lý Thiên Mệnh về sau, sắc mặt như kiếm phong một dạng lạnh lùng, nói, Lý Thiên Mệnh, giết ngươi, có thể trực tiếp cầm tới một cái cấp 6 thiên địa kiếp nguyên, ngươi nói kiếm lời không kiếm lời. Lục đạo kiếm tông, Thái A kiếm tộc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, Thái A kiếm tộc, phong đạo nghĩa, đối phương ghi danh chữ. Thân phận không thấp A, Lý Thiên Mệnh nói. Kém xa tôn thần đệ tử, không đáng giá được nhắc tới. Phong đạo nghĩa lúc nói chuyện, lấy ra một thanh kiếm, cầm lấy đầu của ngươi tiến địa ngục chiến trường, rất hoàn mỹ. Có phải hay không muốn cảm khái một chút, người vận khí không tệ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đúng, làm sao ngươi biết? Lên một cái như thế cảm khái người, đã xuống địa ngục. Lý Thiên Mệnh nói. Xuống địa ngục cùng tiến địa ngục chiến trường, đó là hai việc khác nhau. Một cái chết, một cái chết. Có gan phách, đáng tiếc, các ngươi cái này 200 người, sau cùng có thể sống sót 50 cái, thì coi như các ngươi vận khí tốt. Phong đạo nghĩa đạm mạc nói. Xem ra ngươi biết một số nội tình A, Lý Thiên Mệnh nói. Đó cũng không phải, chỉ là, một cái thánh chi cảnh giới cái gọi là tôn thần, vốn là người người có thể chu diệt, chúng ta lần này tới, không phải là vì, chặt chết các ngươi cái gọi là tôn thần A. Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc là, ngươi không thể tận mắt thấy một màn kia. Phong đạo nghĩa bật cười một tiếng. Ngươi cũng không nhìn thấy. Bọn họ ánh mắt đối mặt trùng kích, nếu như kiếm phong đâm nhau. Ầm ầm. Cái này phong đạo nghĩa, lại có 4 cái cộng sinh thú. Đó là 4 đầu hùng ưng, theo thứ tự là phong, hỏa, lôi, kim tứ loại thuộc tính. Mỗi một đầu hùng ưng điểm sao, đều đạt tới 390 trở lên. Cầm giữ có cao như vậy điểm sao, cái này phong đạo nghĩa tại lục đạo kiếm tông bối cảnh khẳng định không thấp, hắn phụ mẫu trưởng bối, tối thiểu có dịch tinh ẩn cấp bậc. Thái A kiếm tộc, chính là Thái Ất kiếm tộc phân đi ra nhất tộc. Phong đạo nghĩa cùng kiếm lăng thần một dạng, là 4 kiếm thiên phú người, hắn cái này 4 cái hùng ưng cộng sinh thú, đều có thể chuyển hóa làm kiếm thú, 5 hợp nhất chiến đấu, kiếm có thể thi triển chiến quyết thần thông. Kiếm thú mạch kiếm, cường độ kinh thiên. Phong đạo nghĩa là cái lãnh khốc người, hắn không nói thêm lời, dẫn động trong tay 5 đầu kiếp văn, hợp nhất đạo kiếm, để 4 cái cộng sinh thú tụ đến, hóa thành kiếm thú dung nhập trường kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, cái kia màu trắng tinh giống như là ngọc thạch hợp nhất đạo kiếm, nắm giữ 4 loại sắc thái, một thanh kiếm chia làm 4 tiết, mũi kiếm vị trí kim quang lập lòe, thân kiếm phong bạo gào rít giận dữ, hỏa diễm thiêu đốt, chuôi kiếm thì lôi đình lao vụt. Hắn giơ trường kiếm lên đâm hướng lên bầu trời. Trong lúc nhất thời kiếm khí đâm rách mây xanh, trời phía trên phong vân biến ảo, hắn tóc dài bay múa, nếu như kiếm ma. Sinh kiếp chi lực. Lý Thiên Mệnh bởi vậy suy đoán cảnh giới của hắn, hẳn là tam trọng sinh kiếp cùng tứ trọng sinh kiếp. Kiếm thú mạch đệ tử, đã lựa chọn kiếm thú phụ kiếm, chính là tăng cường ngự thú sư đơn thể lực sát thương, từ bỏ vây công. Loại phương thức này có lợi có hại, trong đó lợi ở chỗ, kiếm của bọn hắn có thể bạo phát cộng sinh thú thần thông. Một kiếm uy lực tương đương 5 hợp nhất, cùng cảnh giới đơn thể đối thủ, rất khó ngăn cản. Bây giờ phong đạo nghĩa, tay cầm hợp nhất đạo kiếm, sát khí bạo phát. Thái cổ thần tông chó, mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta lục đạo kiếm tông,
mới có thể sinh ra chân chính thần, mà không phải một cái chết 100.000 năm, đúng là âm hồn bất tán nữ quỷ. Phong Đạo Nghĩa cầm kiếm, ánh sáng đánh tới. Nhất nguyên sinh tử chiến quyết, tứ cực phong vân kiếm. Đệ nhất cực, phong sát kiếm. Một kiếm giết ra, gió bão gào thét, theo kiếm thế múa, hắn cộng sinh thú thần uy ẩn chứa tại trong kiếm thế. Ầm ầm, vô số phong bạo, hình thành phong nhận kiếm khí, lít nha lít nhít, bao phủ toàn bộ vân đài, sau đó hội tụ vào một chỗ, hướng về Lý Thiên Mệnh xuyên thấu mà đến. Tam trọng sinh kiếp. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh có lực đánh một trận. Các huynh đệ, Lý Thiên Mệnh nghe bọn họ đối Khương Phi Linh nhiều như vậy nhục nhã, trong lồng ngực sớm đã tức giận nổ tung. Giết hắn. Răng rắc một tiếng, Đông Hoàng kiếm trong tay một phân thành hai. Bạo loạn thiên kiếp kiếm khí, ở trong đó gào thét, Lý Thiên Mệnh chạm tinh cổ thần thể, tại gió này nhận kiếm khí gào thét bên trong, bày ra sáng chói tinh quang. Rầm rầm rầm, miêu miêu vô ảnh xuyên thẳng qua, nhanh như điện chớp phía dưới, địa ngục truy hồn điện đã giết tiến vào Phong Đạo Nghĩa thân thể. Nó căn bản không cần lên trước, một chiêu thần thông, hồn thiên điện ngục, hình thành kinh thiên vòng xoáy, đầu tiên ngăn tại cái này phong sát kiếm trước mặt, dù là có phong nhận kiếm khí xuyên thấu rảo sát điện xà, cũng bị tiên tiên cái kia thánh quang đằng mạn tạo thành màu trắng thuẫn bài chặn lại. Phong Đạo Nghĩa một mực khinh miệt cười lạnh, kiếm chiêu biến đổi. Thứ hai cực, phong hỏa long quyển. Cái này tứ cực phong vân kiếm tối thiểu đến tứ trọng sinh kiếp mới có thể lĩnh ngộ, kiếm đạo ngộ tính của hắn, đã tính toán khá cao. Đệ nhị kiếm giết ra, phong bạo cuốn một cái, hỏa diễm đi theo, lăn lộn đến ngọn lửa kia hùng ưng cộng sinh thú thần thông, có thao thiên hỏa diễm dung hội tại kiếm khí bên trong. Kiếm thế của hắn xác thực rất mạnh, dung hợp thần thông lực lượng, làm cho tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ có chút khó ra ngoài. Một trận chiến này, động tác tấn mãnh huỳnh hỏa cùng miêu miêu ưu thế so sánh lớn. Bọn họ một trái một phải, lôi hỏa bao phủ, Lý Thiên Mệnh càng là theo chính diện đánh tới chớp nhoáng, hai tay Đông Hoàng kiếm thiên kiếp kiếm khí, chặt chém ở giữa, đem cái kia phong hỏa long quyển bị hư hao hai nửa. Thủ đoạn vẫn còn a, Phong Đạo Nghĩa tại đầy trời phệ huyết kiếm trong mưa du thoán, còn có thể chặt đứt tiên tiên thánh quang đằng mạn, kiếm thú mạch linh hoạt, là bọn họ ưu thế cự lớn. Chỉ là vẫn còn sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, như là địa ngục truyền đến ma âm. Xác thực, vẫn còn. Phong Đạo Nghĩa sắc mặt âm lãnh, hợp nhất đạo kiếm lại giết, uy lực càng mạnh. Đệ tam cực, thiên chi kiếp kiếm. Lần này là phong, hỏa, lôi tam đại thần thông, dung hợp tại trong kiếm ý bạo phát. Hắn đang thi triển thời điểm, huỳnh hỏa luyện ngục hỏa ảnh từ phía sau đâm xuyên mà đến, 500 thiên kiếp kiếm khí mang theo thông thiên cương khí, mà tại trước mắt hắn, còn có miêu miêu thần thông, vạn cực điện võng. Rầm rầm rầm. Tại cái này thảm liệt chém giết bên trong, còn có Lam Hoang Hồng Mông âm ba, bỗng nhiên chấn động tại Phong Đạo Nghĩa trên lỗ tai. Thủ đoạn của bọn hắn, thực sự nhiều lắm. Mặc dù không có năm hợp nhất lực lượng kinh khủng, thế nhưng là loại này vây công, cũng là một loại ưu thế. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, người nào đều không cách nào chính diện đứng vững Phong Đạo Nghĩa trùng kích, bất quá, bọn họ cũng không cần. Vậy trước tiên gãy mất kiếm của ngươi. Bốn cái kiếm thú bám vào trên thân kiếm, dẫn đến, hợp nhất đạo kiếm, cương mãnh vô cùng, chặt đứt kiếp khí đều dễ như trở bàn tay. Bọn họ loại này ngự thú sư, thường xuyên trước chém giết khác ngự thú sư. Phong Đạo Nghĩa trong mắt kiếm mang nổ bắn ra, cho thấy cực lớn tự tin. Hắn trường kiếm quét ngang, tứ đại kiếm thú một thể, lực lượng kinh khủng hội tụ một thân. Kiếm hướng tới, yêu ma quỷ quái, biến thành cho bụi. Hắn kiếm ý như núi non, hội tụ tứ cực lực lượng, một kiếm xuyên thấu mà ra. Thứ tư cực, tứ kiếm quy nhất. Một kiếm này uy lực xác thực rất khủng bố. Sinh kiếp chi lực ngay tại ở liên tục không ngừng, ba cái sinh chi kiếp vòng tăng thêm hai cái chết chi kiếp vòng, sinh kiếp chi lực, hàm ẩn tử kiếp chi lực, đủ để hình thành kinh thiên bạo phát. Đối mặt dạng này cuồng bạo kiếm thế, Lý Thiên Mệnh biểu lộ một mực rất lạnh lùng. Người cùng ta, so kiếm. Đối phương ở phương diện này, rất phách lối, rất tự tin. Thế mà, hắn đụng phải là Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng kiếm, tăng thêm Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết. Tại cái này phong vân biến ảo đám mây phía trên, Lý Thiên Mệnh càng có thể lĩnh hội tới, nhân đạo chúng sinh kiếm, ý chí. Lục đạo kiếm thần vẫn cho rằng hắn một kiếm này, kém một chút, mà giờ khắc này giờ phút này, đối mặt cái này Thái A kiếm tộc kiếm đạo thiên tài, Lý Thiên Mệnh xem thấu kiếm thế của hắn. Theo địch trên thân thể người, thấy được thiếu sót của mình.
một khắc đốn ngộ, phúc trí tâm linh. Kiếm chi hồn, không tại tru sát, mà đang thủ hộ. Kẻ giết người, làm trái thiên đạo, thủ hộ giả, lại có thương sinh đại nghĩa. Kiếm của ta chỗ thủ hộ chi nhân, dù là không nhiều, chỉ có linh nhi một cái, có thể đây chỉ là bắt đầu, cường giả cần gánh vác trách nhiệm, ta một ngày nào đó, muốn giơ kiếm ở đây, đối mặt ngàn vạn hung đồ. Kiếm lực lượng, đến từ chúng sinh. Đây là nhân đạo chúng sinh kiếm, muốn nói với chính mình ý nghĩa. Chỉ có bởi vì thủ hộ một người, một việc thời điểm, mới có thể tùy tâm đi thể hội. Dĩ tiểu kiến đại, có tiểu kiếm, mới có đại kiếm, càng có thương sinh chi kiếm, vạn dân chi kiếm. Nhân đạo ở giữa, chúng sinh sát kiếp. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, như là thần linh, thiên kiếp kiếm khí hội tụ, lục đạo sinh tử kiếm giết ra. Một kiếm thần uy, oanh động thiên hạ. Tại hắn cái kia kim sắc đông hoàng kiếm cùng phong đạo nghĩa giết cùng một chỗ thời điểm, hắn bốn cái cộng sinh thú, đều không có nhàn rỗi. Tiên tiên phệ huyết kiếm vũ, đã sớm đâm vào phong đạo nghĩa trên lưng, miêu miêu địa ngục truy hồn điện, càng là phát huy lực lượng, tại huyết mạch bên trong lưu truyền, ảnh hưởng tới phong đạo nghĩa tốc độ. Đến mức huỳnh hỏa, nó đồng dạng có lục đạo sinh tử kiếm. Tại phong đạo nghĩa cùng Lý Thiên Mệnh kiếm kiếm chém giết thời điểm, nó lại lần nữa xuất hiện, một kiếm luyện ngục mệnh hỏa, đâm tại phong đạo nghĩa trên đùi. Oanh động, luyện ngục mệnh hỏa nổ tung, phong đạo nghĩa hai chân, trực tiếp nổ thành vỡ nát. Xương máu tràn ngập. Đương nhiên, nếu như không phải Lý Thiên Mệnh lục đạo sinh tử kiếm áp chế, huỳnh hỏa không có cơ hội như vậy. Hai chân bắn nổ thống khổ, để phong đạo nghĩa theo tự tin dồi dào, trong nháy mắt rơi xuống địa ngục, sắc mặt tái nhợt. Đây là cái gì kiếm? Hắn liên tục giao phong ba lần, đều không chặt đứt Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm, trong lòng đã rung động. Diệt ngươi chi kiếm. Lý Thiên Mệnh màu đen đông hoàng kiếm chết chi kiếm chặt chém mà xuống, đế hoàng giận dữ, máu chảy thành sông. Làm. Hợp nhất đạo kiếm, đứt gãy. Không ai sẽ nghĩ tới, hợp nhất đạo kiếm vậy mà lại đứt gãy. Kiếm thú tại trong kiếm, có thể đem cái này, hợp nhất đạo kiếm, trình độ chắc chắn, tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhưng hôm nay, nó gãy mất. Điều này có ý vị gì? Kiếm thú hẳn phải chết. Ầm ầm. Làm hợp nhất đạo kiếm vỡ nát thời điểm, bốn cái kiếm thú, nổ thành đầy trời mưa máu thi khối, ào 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 bay ra ngoài. Bốn cái kiếm thú, tại chỗ toái thi chết hết. Đây chính là lục đạo sinh tử kiếm điệp ra thiên kiếp kiếm khí uy lực. Ầm. Một tiếng nổ vang, mang ý nghĩa phong đạo nghĩa tại chỗ biến thành phế vật. A! À, hắn kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt bốc hỏa, lấy tuyệt thế lửa giận chờ lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi nhất định phải chết, sư tôn ta lục đạo kiếm ma. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh kim sắc đông hoàng kiếm, từ trong đó xuyên qua, trong nháy mắt xuyên thủng đầu. Xuyệt, im miệng. Hắn rút kiếm. Bịch. Phong đạo nghĩa trừng to mắt, ngửa mặt đổ vào vân đài phía trên. Đầy trời mưa máu, còn đang rơi xuống, ào 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 làm ướt bọn họ một người bốn thú. Ô ô, giống như trộm ăn một miếng. Tiên tiên nhìn lấy khắp nơi trên đất mỹ vị, một mặt khó chịu, có thể nàng còn là theo chân Lý Thiên Mệnh, treo ở trên cổ của hắn. Kiếm thú toái thi bên trong, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, dẫn theo một đôi đông hoàng kiếm. Hắn đi vài bước. Hắn biết, giờ khắc này có rất nhiều người ánh mắt, nhất định tập trung trên người mình. Sau đó, trên tay hắn kim sắc đông hoàng kiếm, tại chỗ chém xuống phong đạo nghĩa đầu, chống lên. Phốc phốc, trên tay kia màu đen đông hoàng kiếm, lần nữa đem xuyên thủng. Sau đó, hắn kiếm chỉ bầu trời, nhìn hằm hằm thương khung. Nghe cho kỹ, mà nó các ngươi cha, đều cho lão tử chết. Đối tất cả mọi người tới nói, thiên vân chiến trường tranh phong, bất quá chỉ là nóng tràng, chân chính trò vui, còn ở phía sau. Thiên hạ đệ nhất hội, chỉ quyết ra đệ nhất, liền thứ hai đều không ý nghĩa, chỉ có tối cường giả mới có thể trèo lên đỉnh, cho nên, căn bản không cần lo lắng thiên vân trên chiến trường, quá sớm xuất hiện cường cường đối đầu. Lục đạo kiếm ma phong thanh ngục đệ tử, phong đạo nghĩa, đụng phải thái cổ thần vực tôn thần đệ tử Lý Thiên Mệnh, đã coi như là kích thích nhất một trận giao phong. Thực lực của hai người không tính thiên hạ đệ nhất hội đỉnh phong, vừa vặn phần đều rất đặc thù. Lấy lục đạo kiếm tông cùng thái cổ thần tông thời đại cửu oán, lần này va chạm tuyệt đối rất có ý tứ. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh đến cùng như thế nào dựa vào cổ thánh cảnh, đánh bại sinh tử kiếp đệ tử. Mà lại, đối thủ của hắn phong đạo nghĩa,
vẫn là cái tam trọng sinh kiếp tuyệt đỉnh thiên tài. Như Phong Đạo Nghĩa loại này đệ tử, đều là ăn số tuổi thua thiệt, muốn là thiên hạ đệ nhất hội tiếp qua 5 năm tổ chức, hắn tối thiểu tiến 20 vị trí đầu, thậm chí có lục đạo kiếm ma như thế, 10 vị trí đầu vấn đề cũng không lớn, có vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ tư cách. Mà bây giờ, hắn bị tại chỗ chém giết, lại không tương lai. Tôn thần đệ tử Lý Thiên Mệnh, lần thứ nhất tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục trong tầm mắt biểu diễn, để vô số người chân chính nhớ kỹ hắn. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên Chiến Trường. Theo bên trái đếm cái thứ 5 khu vực, có mười mấy người ngồi tại tôn chỗ ngồi quan chiến. Phiến khu vực này thuộc về Lục Đạo Kiếm Tông, ngồi ngay ngắn ở này người, đều là Lục Đạo Kiếm Tông đỉnh phong nhân vật. Tại cái kia cao nhất tôn chỗ ngồi, ngồi đấy một cái áo bào xám nam tử. Hắn xem ra rất trẻ trung, thân thể cũng so sánh nhỏ gầy, mặc kệ là ngũ quan vẫn là khí chất, đều thuộc về trong đám người, không người có thể chú ý cái chủng loại kia, hết sức bình thường bình thường. Tại Lục Đạo Kiếm Tông một đám, Kiếm Đạo Tông Sư, trước mặt, người này ngồi ở đây đợi vị trí, quả thực không hợp nhau. Duy chỉ có một chút đặc thù, đó chính là hắn ánh mắt, tựa như là một vũng thanh tịnh suối nước, tinh khiết mà tự nhiên, đơn giản thuần túy, như hài đồng một dạng ngây thơ, không chứa nửa phần tạp chất. Trên thực tế, hắn cái dạng này, để rất nhiều lần đầu gặp mặt người, rất khó tin tưởng, hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh Lục Đạo Kiếm Ma, Phong Thanh Ngục. Có lúc cái gọi là ma, bề ngoài căn bản nhìn không ra. Hắn ngồi tại thật cao tôn chỗ ngồi, ánh mắt xuất thần nhìn lấy trên chiến trường thiên nhãn kết giới. Thiên nhãn kết giới có rất nhiều thị giác, mà bây giờ đại đa số người, đều đang nhìn bên trong lớn nhất một cái hình ảnh. Có thể nhìn đến, hình ảnh kia bên trong thiếu niên tóc trắng, dường như tìm được thị giác phương hướng, đem kiếm chỉ hướng nhìn lấy hắn tất cả mọi người, mắng một câu lời thô tục. Làm càn. Phong Thanh Ngục sau lưng những cái kia Lục Đạo Kiếm Tông cao tầng, đều mắng lên. Thật sự là thứ không biết chết sống. Liền Phong Đạo Nghĩa cũng dám giết. Đạo Nghĩa tuy nhiên thiên phú cao, nhưng thực lực chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, tiểu tử này làm càn như vậy, làm mình tại bên trong vô địch đâu. Hiện thực đều thấy không rõ lắm, càng không nhìn thấy hắn tiếp xuống vận mệnh bi thảm, còn ở lại chỗ này phách lối. Đây là thiên vân chiến trường, không ai có thể nhằm vào hắn. Đến địa ngục chiến trường, là hắn biết chữ chết viết như thế nào. Thái cổ thần tông người, đều như thế ngây thơ lạc quan sao. Ha ha! Trong lòng bọn họ có chỗ phân uất, song lại mặc danh kỳ diệu thì mất đi một thiên tài, hơn nữa còn là tông chủ đệ tử. Bọn họ nhìn không được nhìn về phía người áo bào cho kia, chỉ thấy người áo bào cho nâng cầm lên, nhìn lên trời mắt trong kết giới thiếu niên xuất thần. Tiểu thiến, người áo bào cho vẫy vẫy tay. Phía sau hắn. Có một cái bao phủ tại lụa đen bên trong nữ nhân đi tới, phụng dưỡng tại bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi, tông chủ, có dặn dò gì? Đạo Nghĩa là con của ngươi, ngươi thấy thế nào? Người áo bào cho hỏi. Tông chủ, dựa theo nguyên kế hoạch làm, tiểu thiến nói. Thành. Rất nhiều lão giả cũng không dám tới gần nơi này cái gọi, tiểu thiến, nữ tử. Bởi vì, mọi người đều biết, tông chủ chỉ thu kiếm, không vấn giang hồ, Lục Đạo Kiếm Tông sự vụ lớn nhỏ. Đều từ nàng xử lý. Lục Đạo Thần Vực, Kiếm Hồn Đế Sơn. Cái này từng tòa như kiếm phong một dạng núi non trùng điệp, linh khí dồi dào, lòng đất long mạch hội tụ, đồi núi nuốt mây nhả khói, nếu như tiên cảnh. Đây là Lục Đạo Kiếm Tông tông môn ở chỗ đó. Ở một tòa thẳng tắp kiếm phong đỉnh chóp nhất, có một tòa hình tròn chiến trường chính giữa, có một cái thiên nhãn kết giới, ngay tại ưu tiên triển lãm Phong Đạo Nghĩa cùng Lý Thiên Mệnh chi chiến. Thiên nhãn kết giới chung quanh, có vài chục vạn đệ tử, chính ý chí chiến đấu sục sôi, hoặc là cười to, hoặc là nộ hống. Giết hắn, giết hắn. Để này cầu thí tôn thần đệ tử đi chết đi. Chặt hắn đầu chó, treo ở trên thân kiếm, mang về treo sơn môn phía trên. Ha ha. Chói tai kêu gào trải rộng chiến trường. Phong Đạo Nghĩa, bổ hắn. Liền tại bọn hắn lớn nhất thời điểm hưng phấn, cục diện thoáng qua biến hóa. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng Kiếm, áp chế bốn kiếm thiên phú hợp nhất đạo kiếm, cùng cộng sinh thú vây công phía dưới, đem Phong Đạo Nghĩa tại chỗ chém giết. Hắn dẫn theo Phong Đạo Nghĩa đầu, theo trời mắt kết giới phía trên, mỗi cái người quan chiến đều bị hắn mắng. Trong lúc nhất thời, Lục Đạo Kiếm Tông đệ tử nổi giận. Rầm rầm rầm, toàn bộ hình tròn chiến trường đều đang chấn động. Giết hắn, đem người này chém thành muôn mảnh, đem bọn hắn nhất nguyên thần tông đệ tử. Toàn bộ chặt thành thịt nát. Dạng này một cái lớn như vậy tông môn,
lấy kiếm vì tu, dù là có người tỉnh táo, nhưng tại cực đoan cừu hận tâm tình phủ lên phía dưới, tức giận kêu gào kích thích mỗi cái thần kinh người, để tỉnh táo đệ tử, cũng nhìn không được thêm vào tức giận gào thét bên trong. Hắn gọi Lý Thiên Mệnh, hắn chết chắc. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên Chiến Trường. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo cùng kiếm vô ý ba người, hai mặt nhìn nhau. Tốt, đằng sau có người vỗ tay, bọn họ nhìn lại, vỗ tay người là Âu Dương Kiếm Vương. Tình cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ. Âu Dương Kiếm Vương ho khan một tiếng, tôn thần đệ tử Lý Thiên Mệnh, kiếm bổ cẩu tặc không có tật xấu. Trừ hắn ra, tất cả mọi người tại tự mình nghị luận. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh ra danh tiếng, đệ tử khác cũng không tốt qua, cục diện rất bị động. Kiếm vô ý nhắc nhở. Nhìn xuống xem đi, Phương Thái Thanh nói. Hiên Viên Đạo cắn răng, hắn không nói gì, mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm thiên nhãn kết giới. Lý Thiên Mệnh đánh chết Phong Đạo Nghĩa, để Thái Cổ Thần Tông tiếng hoan hô chấn thiên, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, Thái Cổ Thần Tông muốn đối mặt sự thật tàn khốc. Trong lúc nhất thời, tất cả quan chiến Thái Cổ Thần Tông người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên Vân Chiến Trường. Lý Thiên Mệnh đã giải quyết hai cái đối thủ. Thiên Vân Chiến Trường còn không có mở ra, nói rõ còn lại chiến đấu còn không có kết thúc, hắn liền từ tu di giới chỉ bên trong xuất ra một đầu, gai độc thiết giáp chiến heo, nướng cho tiên tiên ăn. Sau đó không lâu, hương khí bốn phía. Oa, oa, tiên tiên ngụm nước chảy ròng. Hoa muội, ăn đến như thế đầy mỡ, cẩn thận ngươi biến thành một người đại mập mạp. Huỳnh Hỏa nói. Oa, gà đại ca khi dễ ta. Tiên tiên tố cáo. Đậu phộng, Huỳnh Hỏa còn không có kịp phản ứng, liền để Lý Thiên Mệnh đập bay ra ngoài. Không có gà quyền A, nó kháng nghị. Tiên tiên sau khi ăn xong, tu bổ một chút nó cành lá cùng dây leo, sờ lấy bụng nhỏ sảng khoái tinh thần. Lý Thiên Mệnh liền để chúng nó, đều trở lại cộng sinh không gian đi. Hắn ngồi tại vân đài phía trên, nhìn lên trên trời mây trắng, nghe nơi xa chiến đấu động tĩnh. Còn lại thần vực thái độ như thế nào? Thái Cổ Thần Tông tương lai cục diện, lập tức công bố. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chính mình giết sướng rồi, còn lại Thái Cổ Thần Tông đệ tử, lại rất có thể tao ngộ khó khăn, thậm chí, khó giữ được tính mạng. Đại khái sau gần nửa canh giờ, thiên hạ đệ nhất hội vòng thứ nhất thiên vân chi chiến, chính thức kết thúc. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống vân đài tiêu tán, hắn theo rơi đi xuống đi. Thiên hạ đệ nhất trên chiến trường, cùng hắn đồng thời rơi xuống. Đều là thông qua vòng thứ nhất đệ tử. Sớm rơi xuống người hoặc là thi thể, đều đã bị đào thải. Lý Thiên Mệnh trên không trung thấy được Dịch Tinh ẩn vị trí, liền hướng về cái kia một bên tới gần. Còn lại thần vực đệ tử, cũng mỗi người trở lại chính mình trong đội ngũ. Lý Thiên Mệnh thần tình nghiêm túc, ngăn cách thật xa, hắn liền thấy máu tanh hình ảnh. Dịch Tinh ẩn bên cạnh, đầy đất đều là thi thể. Che kín vải trắng, liền là nói rõ. Bọn họ đã mất đi. Ở trong đó có người, cũng có cộng sinh thú, triệt để đã mất đi âm thanh, rời đi cái thế giới này. Hắn vừa rơi trên mặt đất, bên người thì có không ít người vọt tới, ôm lấy thi thể trên đất, khóc ồ lên. Lý Thiên Mệnh ánh mắt có chút ngốc trệ. Khắp nơi đều là thi thể, những kia tuổi trẻ sinh mệnh, lấy tức giận tư thái rời đi cái thế giới này, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Ô ô, tiếng khóc, như là ma âm một dạng vần quanh ở bên tai. Đó là tê tâm liệt phế thống khổ. Thật nhiều người đều đã chết. Quả nhiên, tình huống cũng là Hiên Viên Mộc Tuyết nói, bết bát nhất loại kia. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, Thái Thanh Phương Thị Phương Nguyệt Vi, ôm lấy nàng một cái bản thân thi thể, bả vai run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ngang. Thiên Mệnh, tới. Dịch Tinh Ẩn trông thấy Lý Thiên Mệnh về sau, thở dài một hơi, đối với hắn vẫy vẫy tay. Điện chủ, tổn thất. Có hơn 40 hài tử đi. Còn có 10 cái phế đi. Dịch Tinh Ẩn hốc mắt ửng đỏ, lúc nói chuyện, thanh âm khàn khàn. Chết hơn 10 cái. Thiên Vân chi chiến, chết nhanh 1/4 đệ tử. Hết thảy có hơn 150 người bị đào thải, không chết 80, 90 người, có thể giữ được tính mạng, giữ vững căn bản, xem như may mắn. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, ánh mắt huyết hồng. 8 cái thần vực, hết thảy có 5 cái thần vực, gặp mặt thì giết ra tay. Căn bản không để người sống đường, đặc biệt nhằm vào chúng ta đệ tử. Dịch Tinh Ẩn nói. Có nào? Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Thất Tinh, Cửu Cung. Dịch Tinh Ẩn nói. Lưỡng Nghi cùng Lục Đạo không ngoài dự liệu, Tứ Tượng thần vực, Thất Tinh thần vực cùng Cửu Cung thần vực,
trên cơ bản tính toán lấy loại phương thức này, tuyên bố thêm vào thí thần trận doanh, cho Thái Cổ Thần Tông tạo áp lực. Chỉ còn lại Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông cùng Bát Quái Tâm Tông. Bọn họ cùng Thái Cổ Thần Tông quan hệ vẫn luôn không tệ, nhất là Tam Tài Tiên Tông, từng tại Thái Cổ Thần Vực một tay đến đỡ phía dưới, mở lại thần vực, mới có hôm nay. Ngũ Đại Thần Vực, Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Hắn nhìn lấy những kia tuổi trẻ thi thể, ở đây đoạn hồn, nhìn lấy bọn hắn huynh đệ tỉ muội cùng bằng hữu, trong mắt chứa nhiệt lệ, khó chịu khóc giống, thấy được trong mắt bọn họ tuyệt vọng. Lồng ngực của hắn bên trong, như có núi lửa nổ tung, cái kia dung nham vọt vào não tử, thiêu đến hắn khí huyết quay cuồng, lửa giận phía trên, trong cặp mắt, tràn ngập nồng đậm tử khí. Bọn họ là vì Thái Cổ Thần Vực mà chết, là vì tôn thần mà chết. Nếu như có thể lựa chọn, Khương Phi Linh mới không muốn làm tôn thần này, có lẽ cái này sự an bài của vận mệnh. Thù này không báo, ta thề không làm người. Hắn nhìn phía nơi xa, những cái kia xuất thủ 5 cái thần vực đệ tử, bọn họ cố nhiên bị tổn thương, có thể cũng chỉ có 10 cái hai bên. Cái này không ảnh hưởng bọn họ phần lớn người chuyện trò vui vẻ, thậm chí chế nhạo khiêu khích. Tứ thượng thần vực, thất tinh thần vực cùng cửu cung thần vực đệ tử, lúc này thời điểm cũng không cất, trưởng bối đã cho bọn hắn chỉ thị. Bọn họ chính là vì một mục tiêu mà đến. Đừng khóc a, hiện tại khóc còn quá sớm. Đúng đúng, đây chỉ là món ăn khai vị, địa ngục chiến trường mới là món chính, đến lúc đó, các ngươi đã thông quan những người kia, một cái đều chạy không được. Nói đúng, những người kia mới là cá lớn a, hôm nay chết mười mấy cái tiểu lâu lâu mà thôi, trước bớt chút khí lực, lưu đến lần sau lại khóc. Ha ha, người nói chuyện đều ở phía xa, lẫn trong đám người. Đùa người cười càng ngày càng nhiều, căn bản không biết người nào đang trêu đùa. Nhất Nguyên Thần Tông, thấy không rõ lắm hiện thực, còn làm tôn thần che chở mộng đẹp, sớm muộn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cha ta để ta nói cho các người biết, người thông minh làm thông minh sự tình, thì một cái thánh chi cảnh giới thần, tiện tay đều có thể giết chết, tuyệt đối đừng nhiệt huyết xông lên đầu, cảm động chính mình, hại chết cả nhà nha. Khác khuyên, chờ bọn hắn cửa nát nhà tan, thì biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nếu như chỉ là một người nói như vậy, cái kia còn dễ làm, có thể ngũ đại thần vực đệ tử đều nói như vậy, căn bản không biết, có thể tìm ai tính sổ sách. Trên trời gió bão buông xuống, cuồng phong phá. Ngoại trừ cái này 5 cái thần vực, còn có 3 cái thần vực đệ tử, bọn họ ở phía xa nhìn lấy, sau đó hai mặt nhìn nhau, vội vàng rời đi. Có lẽ các trưởng bối không cho chỉ thị, bọn họ chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Khi bọn hắn đều đi về sau, cái này trong gió tuyết, chỉ còn lại có còn sống hơn 100 cái Thái Cổ Thần Tông đệ tử, thống khổ đứng ở chỗ này. Bão tuyết dần dần đóng băng thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi nhiệt huyết. Xong. Một tiếng tuyệt vọng, nói ra bao nhiêu tiếng nói. Rất nhiều người nhìn về phía Hiên Viên Hồ phương hướng. Lúc này thời điểm, rất nhiều thần tông cường giả, theo 4 phía mà đến. Bọn họ cùng con gái, hoặc là con gái thi thể, ôm nhau. Thi thể lạnh băng cùng tiếng khóc tuyệt vọng, Trương Hiển hiện thực tàn khốc. Lý Thiên Mệnh chứng kiến đây hết thảy. Hắn híp híp huyết hai mắt màu đỏ, quay người rời đi. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên chiến trường. Một trận chiến này chưa kết thúc trước đó, các đại thần vực đến cùng là thái độ gì, đều đã vừa xem hiểu ngay. Tứ tượng Hải Tông đám xúc sinh này, bảo vật đều thu, cương thổ cũng cầm, còn chẳng biết xấu hổ. Thất Tinh Thiên Tông không phải cũng là, ta sớm nói. Bọn họ trên mặt nổi khách khí, hứa hẹn chúng ta, bây giờ có lợi có thể trục, bọn họ những thứ này đồ hèn hạ, sao có thể không đến đục nước béo cò. Đều khác ngây thơ, ta đoán chừng còn lại 3 cái thần vực, đoán chừng cũng là cá mè một lứa. Chỉ là bọn hắn lo ngại mặt mũi, không dám ra tay thôi. Chớ nói lung tung, Tam Tài, Ngũ Hành cùng Bát Quái, còn nhiều, rất nhiều chúng ta đồng căn đồng nguyên huynh đệ. Kiếp lão nhóm lao nhau, loạn thành một bầy. Phiền phức chính là cửu cung quỷ tông gia nhập, bọn họ thế lực quá mạnh, cách chúng ta không tính xa, muốn là bọn họ phát động thần vực chiến tranh, uy hiếp so lưỡng nghi ma tông cùng lục đạo kiếm tông cùng nhau đều lớn. Cũng không cần quá bi quan a, bọn họ hiện tại không có trực tiếp xuất binh, đều là có chỗ cố kỵ, mỗi người bọn họ cũng có ân oán, thậm chí không chết không thôi, chúng ta nếu là thể sống chết thủ vệ tôn thần, mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người, đều phải lột một tầng ra, người nào không sợ chính mình quân lực tiêu hao. Ngược lại làm cho người khác kiếm tiện nghi. Nói trắng ra là, có thể tại thiên hạ đệ nhất hội, buộc chúng ta đi vào khuôn khổ, bọn họ thoải mái nhất, một chút tổn thương đều không có,
liền có thể tiêu trừ tôn thần mang cho uy hiếp của bọn hắn. Còn lại ba cái thần vực, bọn họ tuy nhiên không nhất định sẽ xuất binh, có thể thái độ của bọn hắn, cũng là nghĩ để cho chúng ta từ bỏ đi. Lần này chết nhiều đệ tử như vậy, lần sau địa ngục chiến trường, chết lại nhiều như vậy, tương lai truyền thừa đều phải gãy mất đệ nhất. Ta sớm nói khác tổ chức cái này thiên hạ đệ nhất hội, dù sao đặc thù thời kỳ. Tất cả im miệng cho ta đi. Có người dùng thanh âm hùng hồn hô một tiếng, kiếp lão nhóm ngẩng đầu nhìn lên, nói chuyện không phải thiên nguyên tông chủ Phương Thái Thanh, mà chính là địa nguyên tông chủ Hiên Viên Đạo. Còn có người tại cái này tuyên dương đầu hàng A, liền không đến 30 tuổi đệ tử, đều so với các ngươi có cốt khí, thái cổ thần tông truyền thừa 200.000 năm, vì sao lại có các ngươi loại này không có cốt khí sâu mọt. Hiên Viên Đạo 10 phần phẫn nộ. Toàn trường chậm rãi yên tĩnh trở lại. Địa nguyên tông chủ, người không dùng sinh khí, bây giờ hiện thực bày ở trước mặt, tham chiến thiên hạ đệ nhất hội đệ tử, chỉ còn lại hơn 40 thiên nguyên bảng tinh anh, bọn họ đều là người trẻ tuổi, là chúng ta thái cổ thần tông tương lai. Mạng của bọn hắn cũng là mệnh, tông chủ nếu là có cái gì biện pháp giải quyết, cũng có thể nói thẳng. Trong đám người, một cái tóc trắng xóa lão giả nói ra. Hiên Viên Đạo trầm ngâm một lát, nói, thiên vân chi chiến kết thúc, dựa theo thông lệ. Sẽ cho thông qua vòng thứ nhất đệ tử mấy ngày chữa thương thời gian, lấy đối mặt đến đón lấy địa ngục chiến trường cùng cuối cùng quyết chiến chiến đấu, đồng thời cũng cho đệ tử ma sát, bố trí địa ngục chi chiến thời gian. Chúng ta làm chủ nhà, ta đề nghị đem thời gian này kéo dài. Kéo dài tới khi nào? Phương Thái Thanh nói. Trong lịch sử, cái này liệu thương thời gian dài nhất là bao lâu? Hiên Viên Đạo nói. Nhiều lắm là nửa tháng đi. Kiếm Vô Ý nói. Vậy liền nửa tháng. Có làm được cái gì? Phương Thái Thanh nói. Tất cả mọi người đang nhìn ba người bọn hắn tông chủ nói chuyện với nhau. Bây giờ cục diện, để mỗi người đều tâm tình phức tạp, đoạn này thời gian vì lôi kéo quan hệ, thái cổ thần tông bỏ ra rất nhiều. Bọn họ không sợ lưỡng nghi ma tông cùng lục đạo kiếm tông loại này trên mặt nổi đối thủ, liền sợ những cái kia mặt ngoài phía trên thu lễ, ba điều quy ước, vẻ mặt vui cười đối lập tông môn. Sợ nhận lấy bảo bối, thời khắc mấu chốt trở mặt. Loại này càng khiến người ta phẫn nộ, nhưng cũng càng khiến người ta bất lực. Địa nguyên tông chủ, người ngược lại là nói một chút, chỉ hoãn nửa tháng có làm được cái gì? Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Hiên Viên Đạo nhếch miệng, nói, đừng hỏi nữa, lần này nghe ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái kia cứ dựa theo địa nguyên tông chủ nói làm. Phương Thái Thanh nói. Thành, độ kiếp phong kiếp lão rất nhiều, trên cơ bản đều có một ít quyền lực. Tận khả năng trì hoãn địa ngục chiến trường thời gian, đối thái cổ thần tông xác thực có một chút chỗ tốt, chí ít có thể lấy gia tăng một số giảm sóc thời gian. Cái này cũng phải hỏi một chút, còn lại 8 cái thần vực có đáp ứng hay không a? Có người hỏi, có cái gì không thể đáp ứng? Chính bọn hắn đều có thể đến trễ, để thiên hạ đệ nhất hội trì hoãn tổ chức, chúng ta vì sao không thể kéo dài liệu thương thời gian? Nếu không phục, chúng ta thái cổ thần tông đệ tử thì không xuất chiến. Hiên Viên Đạo nói. Kỳ thật ba đại tông chủ bên trong, Hiên Viên Đạo tương đối là ít nổi danh. Hôm nay, hắn lấy cường ngạnh thái độ nói chuyện, tăng thêm hắn sau lưng thái cổ Hiên Viên thị thế lực, cũng có một ít quyền nói chuyện. Chúng ta cùng một chỗ, ra ngoài thương lượng với bọn họ. Phương Thái Thanh nói, ba đại tông chủ xuất mã, tuyên bố địa ngục chi chiến thời gian. Như bọn họ sở liệu, bát đại thần vực căn bản không quan tâm những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Ba vị tông chủ. Đã thời gian dư giả, có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Lưỡng nghi ma tông bên kia, truyền đến một cái sâu kín giọng nữ, phá lệ rung động lòng người, thanh âm này có một loại khiến người ta toàn thân run lạnh cảm giác. Nhất định nghĩ rõ ràng, Hiên Viên Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Thời gian quyết định như vậy đi. Đối bọn hắn tới nói, điểm ấy liệu thương thời gian, thoáng qua tức thì. Thông quan vòng thứ nhất các đại tông môn đệ tử, ngược lại là có thể thừa cơ hội này, ma sát diễn luyện. Hình thành một cái chỉnh thể, mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Trong thông đạo, Phương Thái Thanh ngừng lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Đạo, nói, đừng nói cho ta, người kéo dài thời gian dài, là cho Lý Thiên Mệnh tu luyện dùng a. Không được sao, Hiên Viên Đạo hỏi. Được là được, chính là vì một người đệ tử dạng này, có vẻ hơi giống trống khua chiêng. Người đây là dự định đặt cửa Lý Thiên Mệnh, trông cậy vào hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Phương Thái Thanh ánh mắt hờ hững nói. Nhìn biểu hiện của hắn hôm nay, tổng hợp hắn đoạn này thời gian tốc độ tiến triển, kết hợp với ta đối hắn ý chí cùng đấu trí quan sát, ta cho rằng có thể thực hiện.
Hiên Viên Đạo nghiêm túc nói. Ngươi dự định động thủ, trợ giúp hắn tiến sinh tử kiếp. Phương Thái Thanh hỏi. Đúng. Tiến vào sinh tử kiếp, hắn có thể lấy sức một mình, cải biến cục thế, để đệ tử của chúng ta có thể tại địa ngục chiến trường sống sót. Phương Thái Thanh nói. Ngươi không thử làm sao biết. Vậy liền thử một chút đi. Phương Thái Thanh nói. Bất kể như thế nào, coi như những đệ tử này chết xong, Thái Cổ Thần Tông, vẫn thể sống chết thủ vệ tôn thần. Hiên Viên Đạo nói. Cần ngươi nói sao, không ai hy sinh, ai biết người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu. Phương Thái Thanh nói một câu, quay người rời đi. Lưu lại Hiên Viên Đạo cùng Kiếm Vô Ý hai người. Ngươi có ý tưởng sao? Hiên Viên Đạo hỏi. Không có, Kiếm Vô Ý khoát tay một cái nói. Lý Thiên Mệnh biết, Thiên Vân chiến trường sau khi kết thúc, sẽ có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp hướng Trạm Tinh Cổ Lộ mà đi. Thiên Mệnh. Đi không bao lâu, hắn lại đụng phải một người mặc kim sắc long bào nam tử, chính là Hiên Viên Đạo. Tông chủ, Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước. Chết không ít người, thấy được chưa? Hiên Viên Đạo nói. Thấy được. Dự định như thế nào? Ta tận hết khả năng, có thể làm gì thì như thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Được, ngoài ra ta thông báo ngươi, địa ngục chiến trường nửa tháng sau khai chiến, ngươi còn có thời gian chuẩn bị. Hiên Viên Đạo nói. Không phải an dưỡng 4-5 ngày sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đề nghị kéo dài thời gian. Hiên Viên Đạo nói. Vì cái gì? Chống đi thời gian, mang ngươi nhập sinh tử kiếp, trông cậy vào ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, đi cải biến chúng ta Thái Cổ Thần Tông vận mệnh. Hiên Viên Đạo nói. Tông chủ như thế để mắt ta. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Ta tin tưởng tôn thần, cũng tin tưởng ta nhìn đến hết thảy. Một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, có thể ta ở trên thân thể ngươi, thấy được vô hạn khả năng. Hiên Viên Đạo nói. Tạ tông chủ thưởng thức, Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại thì đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Thiên Nguyên đỉnh nội bộ, chỗ đó tồn tại một loại phương thức, lại hoặc là nói là một loại khiêu chiến, có thể để ngươi trực diện sinh tử kiếp cảnh. Nếu là phạm sai lầm có thể tại chỗ suy kiệt mà chết, nhưng nếu là thành công, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đi tại thời gian trước đó. Hiên Viên Đạo nói. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh mắt lộ ra ngượng nghịu. Có vấn đề. Tông chủ, ta hiện tại chân thực cảnh giới là cổ thánh cảnh tầng thứ 8, ta vẫn chưa tới tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hiên Viên Đạo mộng một chút. Ngươi cổ thánh cảnh tầng thứ 8, đem tam trọng sinh kiếp phong đạo nghĩa đều giết đi. Ngươi là quái vật gì? Hiên Viên Đạo cả kinh nói. Chủ yếu vẫn là tôn thần cho kiếm lợi hại. Lý Thiên Mệnh vò đầu nói. Không phải kiếm, là bản thân ngươi. Hiên Viên Đạo nói. Dù sao tông chủ coi như ta, hiện tại là tam trọng sinh kiếp đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không giống nhau. Hiên Viên Đạo cau mày một cái. Sớm biết dạng này, ta cần phải lại trì hoãn một chút thời gian mới là, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa tới tầng thứ 9. Dạng này thì hướng không được sinh tử kiếp. Tông chủ, nửa tháng, vậy ta trước nếm thử tiến cổ thánh cảnh tầng thứ 9 a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có thể dạng này, nỗ lực a, bọn họ không tin một người có thể thay đổi gì, có thể ta tin tưởng ngươi, ta đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi, lưng đeo rất nhiều trêu đùa cùng áp lực, đừng để ta thất vọng, hài tử. Hiên Viên Đạo giận dữ nói. Tông chủ, ta không có thể bảo chứng, nhưng ta sẽ đem hết khả năng. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tông chủ, ta còn muốn biết, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nói đơn giản đi. Hiên Viên Đạo ánh mắt lạnh xuống. Có 5 cái thần vực, cho thấy thái độ, nhất định muốn chúng ta giải quyết tôn thần. Trong đó lưỡng nghi thần vực cùng lục đạo thần vực, còn muốn theo trên người chúng ta, trả thù rất nhiều, bọn họ muốn lôi kéo nhiều người hơn diệt Thái Cổ Thần Tông, nhưng còn lại thần vực, mục tiêu khả năng chỉ giết tôn thần. Cũng không muốn cùng Thái Cổ Thần Vực sinh tử chiến, không có chỗ tốt, sẽ chết người, hiểu không? Đã hiểu, người nói là tứ tượng, thất tinh cùng cửu cung 3 cái thần vực. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng, còn lại 3 cái thần vực, tam tài, ngũ hành cùng bát quái, bởi vì một số lịch sử nguyên nhân, vẫn luôn là minh hữu của chúng ta, chí ít quan hệ không tệ. Tôn thần sự tình, bọn họ tạm thời không giúp đỡ được, nhưng trước mắt phản bội chúng ta khả năng sẽ không quá lớn. Bất quá. Trong lòng bọn họ khẳng định cũng là nghĩ, để cho chúng ta từ bỏ tôn thần. Hiên Viên Đạo nói. Đã hiểu. 9 đại thần vực cục diện, đại khái chính là như vậy. Muốn lôi kéo khai chiến chính là lưỡng nghi ma tông cùng lục đạo kiếm tông.
Muốn Khương Phi Linh chết, phải thêm phía trên tứ tượng, thất tinh cùng cửu cung. Lập lờ nước đôi, chí thân sự ngoại, là tam tài, ngũ hành cùng bát quái thần vực. Tông chủ, thần tông nội bộ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi một cái mẫn cảm vấn đề. Ngươi muốn biết? Đúng, nhất là Thái Thanh Phương Thị. Lý Thiên Mệnh nói. Thành, ta nói cho ngươi. Phương Thái Thanh cùng hắn Thái Thanh Phương Thị, trình độ nhất định hy vọng tôn thần chỉ huy bọn họ xưng bá đại lục, khai mở nhất thống thiên hạ việc quan trọng, bất quá bọn hắn vĩnh viễn không đổi được vì tư lợi bản tính, thời khắc mấu chốt tuyệt đối trông cậy vào không ngừng. Nếu như chúng ta cục diện tốt, Phương Thái Thanh vui vẻ làm thủ hộ tôn thần anh hùng, nếu như cục diện không tốt, bọn họ liền sẽ bỏ đá xuống giếng. Cũng là như thế hiện thực, bất quá, bọn họ tạm thời tuyệt sẽ không trước mặt người khác, nói ý nghĩ chân chính của mình. Hiên Viên Đạo nói, Thiên Nguyên Tông Chủ vì cái gì quyết nghị nâng được thiên hạ đệ nhất hội? Hắn nói, để cho các người đám người này đi mạo hiểm, sớm ngày thăm dò đưa ra hắn thần vực thái độ, hôm nay đã thăm dò đi ra. Bỏ ra 40 đệ tử đại giới, hắn cảm thấy đáng giá. Hiên Viên Đạo nói, quả nhiên là muốn để cho chúng ta làm bia đỡ đạn a. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, có một số việc, mọi người không thể nói rõ, nhưng là đều biết. Trên thực tế Phương Thái Thanh càng muốn nhìn hơn nhìn, làm Thái Cổ Thần Tông tránh thức gặp phải ngăn trở thời điểm, chỉnh cái tông môn nội bộ lại là phản ứng gì, có bao nhiêu người ủ rũ, bao nhiêu người kinh sợ. Trên thực tế chứng minh hắn thành công, hôm nay Thái Cổ Thần Tông rất hỗn loạn, tránh thức người có cốt khí không nhiều lắm. Hiên Viên Đạo nói, hắn coi như thế làm tốt mặt ngoài công phu, thì không sợ tương lai tôn thần tìm hắn để gây sự sao. Dạng này khiến người ta lo lắng người, còn mang theo hắn xưng bá đại lục. Lý Thiên Mệnh hỏi, chí ít hắn hiện tại cái gì cũng không làm, mà lại Thái Thanh Phương Thị xác thực lớn mạnh, là hiện tại thần tông căn cơ. Còn nữa, hắn càng là biểu hiện được quá phận, chỉ có thể nói rõ toàn bộ Thái Thanh Phương Thị đối tôn thần sự tình, càng ngày càng bi quan, cái này sự tình mọi người tâm lý đều rõ ràng, nhưng là, không có cách nào. Hiên Viên Đạo nói, tôn thần biết đây hết thảy sao? Chúng ta không dám ở trước mặt nàng nói lung tung, hôm nay chết đệ tử. Cũng có Thái Thanh Phương Thị người, bọn họ cũng cống hiến, có thể nói cái gì? Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Nói trắng ra là, Phương Thái Thanh còn đang vì Thái Cổ Thần Tông cẩn trọng, thậm chí trả giá đắt. Chỉ có Hiên Viên Đạo, cảm thấy hắn nội tâm lắc lư, chưa chắc có thể định đếm. Còn có một chút, để Thái Thanh Phương Thị rất khó làm. Hiên Viên Đạo nói. Cái gì? Âm Dương Ma Tông người, hận bọn hắn tận xương, bọn họ ước gì đem Thái Thanh Phương Thị diệt tộc. Cái này khiến Phương Thái Thanh rất khó thoát ly Thái Cổ Thần Tông, nếu không toàn tộc nguy nan. Hiên Viên Đạo nói. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh biết, hiện tại cục diện hỗn loạn nhất, mỗi người nghĩ cũng khác nhau. Đáng thương Khương Phi Linh, thân phận của nàng mặc dù là tôn thần, nhưng hôm nay thế lực khắp nơi trong mắt, nàng tựa như là Thái Cổ Thần Tông một kiện bảo vật. Nói diệt liền muốn diệt, nói từ bỏ liền muốn từ bỏ. Thái Ất Kiếm Tộc đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ cùng Lục Đạo Kiếm Tông có cửu oán, hẳn là sẽ cùng tông môn đứng chung một chỗ đi. Bất quá Kiếm Vô Ý người này, một mực rất biết che giấu mình, từ trước tới giờ không làm náo động. Hắn nguyện ý ra bao nhiêu khí lực, ai biết được. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tông chủ, có mấy vị độ kiếp phong trưởng bối, cùng ta quan hệ không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. Là Dịch Tinh Ẩn cùng Âu Dương Kiếm Vương bọn họ a. Hiên Viên Đạo nói. Bọn họ là anh hùng hào kiệt, thần tông chính là bởi vì có bọn họ loại này khí khái người, mới có thể truyền thừa đến bây giờ, mà không phải cỏ đầu tường cùng sâu mọt. Cỏ đầu tường mạnh hơn, đều là một cọng cỏ. Hiên Viên Đạo nói. Hắn lắng lại một chút trong lòng phẫn uất, nói, ngươi yên tâm đi, ta gần nhất tại cùng bọn hắn tiếp xúc. Kỳ thật Thái Cổ Hiên Viên Thị rất cao ngạo, lúc này bấp bênh, Hiên Viên Đạo đứng dậy. Tông chủ, ngươi sẽ biết sợ sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt thiêu đốt hỏi. Sợ cái gì, người cuối cùng cũng có vừa chết, chúng sinh đều chạy không khỏi sinh tử kiếp, ta sống đủ rồi, nhân sinh không thể tiếc hận, vì thủ hộ tôn thần, ta Thái Cổ Hiên Viên Thị, muôn lần chết không từ. Thiên Mệnh, người không sinh tại chúng ta nhất tộc, người sẽ không biết Thượng Thần đối với chúng ta ý vị như thế nào, chúng ta Thái Cổ Hiên Viên Thị, bởi vì từng sinh ra hai vị Thượng Thần, mới có thể theo Thái Cổ thời đại quật khởi, truyền thừa đến bây giờ. Chúng ta hết thảy đều là Thượng Thần đưa cho, nếu không như thế một cái hèn mọn thị tộc, đã sớm chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, lại càng không có con cháu hậu nhân. Tôn Thần tuy nhiên không có cho chúng ta mang đến cái gì, nhưng nàng 20 tuổi thành thần,
chính là chúng ta nhất tộc vĩnh hằng vinh diệu cùng kỳ tích, chúng ta nguyện ý thủ hộ nàng, để cho nàng tìm về thất lạc hết thảy, một lần nữa chứng minh chính mình, chỉ cần cho nàng 10 năm, nàng nhất định sẽ là Viêm Hoàng đại lục khoáng cổ thước kim kỳ tích, vô thần có thể so sánh. Nàng làm cho chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị, lại lần nữa thành là thiên hạ đệ nhất thị tộc, truyền thừa trăm vạn năm. Hiên Viên Đạo ánh mắt cuồng nhiệt, trong mắt tràn đầy thấy chết không sờn dứt khoát. Tông chủ, nếu như nàng có một ngày như vậy, nhất định sẽ không cô phụ Thái Cổ Hiên Viên thị. Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh không phải Hiên Viên si, nhưng là bây giờ, giống như không có khác biệt. Đó là dĩ nhiên, nàng thế nhưng là chúng ta tổ tiên. Hiên Viên Đạo ánh mắt sùng kính nói. Tông chủ, ta đi chạm tinh cổ lộ. Lý Thiên Mệnh nói. Chấm, chờ ngươi tin tức tốt. Hiên Viên Đạo nói. Chạm tinh cổ lộ. Lý Thiên Mệnh theo trời nguyên tông lối vào tiến đến, đi vào phồn tinh chỉ phụ cận. Nơi này phồn tinh thiên ý, thứ nhất dồi dào. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực, nhìn qua ngôi sao đầy trời. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối với hắn tạo thành vô cùng to lớn trùng kích, để hắn trong lồng ngực, liệt hỏa lăn lộn. Thái Cổ Hiên Viên thị tổ tiên, mời giúp ta Lý Thiên Mệnh, siêu thoát thánh chi cảnh giới, đăng lâm sinh tử kiếp. Ta biết, các ngươi nhất định có thể nghe được ta. Hậu bối gặp nạn, cầu tổ tiên anh linh thức tỉnh. Nếu có điều đến, vãn bối nhất định, lấy mệnh hồi báo. Hắn chỉ là nội tâm hỏa nhiệt, đem trong lồng ngực hết thảy phát tiết đi ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, đến đón lấy hội tụ ở trên người phồn tinh thiên ý, vậy mà toàn bộ đến từ Thái Cổ Hiên Viên thị. Lý Thiên Mệnh không đi ra. Hắn xếp bằng ở trạm tinh cổ lộ phía trên, tay cầm Đông Hoàng kiếm, chúng tinh vần quanh, Thái Cổ Hiên Viên thị tổ tiên thiên ý, ngàn vạn, vần quanh tại hắn xung quanh. Hắn đem hết thảy thay đổi tại nóng nảy tâm tình bên trong. Những cái kia phồn tinh thiên ý, bọn họ giống như biết nói chuyện, bọn họ bám vào tại Lý Thiên Mệnh trên thân, bị đế hoàng thiên ý hấp thu. Lý Thiên Mệnh nhìn qua quá nhiều người sinh, cảm ngộ bọn họ cái này thái cổ thị tộc, chỗ kinh lịch hết thảy gặp trắc trở, ương ngạnh sinh tồn, trọng kiến huy hoàng. Trong lòng của mỗi người, đều có, đệ nhất thượng thần, lạc ấn. Lý Thiên Mệnh theo trong lòng bọn họ, chậm rãi đi tìm hiểu cái này Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên, cái thứ nhất thượng thần. Đệ nhất thượng thần, bọn họ xưng hô hắn là Hiên Viên Đại Đế. 20 vạn năm trước thời đại kia, bên trong thiên địa, nhân tộc suy yếu, nghe đồn có địa ngục nhất tộc, xưng bá thiên địa, giết hại nhân tộc, lấy nhân tộc cộng sinh thú vi thực vật. Hiên Viên Đại Đế, tự không quan trọng bên trong quật khởi, tại bộ lạc thời đại, nghịch thiên thành thần, sáng tạo cộng sinh hệ thống tu luyện, phúc phận thương sinh, mọi người xưng hô hắn là nhân tộc thủy tổ. Hắn sáng tạo ra thuộc về nhân tộc thời đại. Diệt tuyệt địa ngục nhất tộc, đoán tạo, thiên nguyên đỉnh, trấn áp địa ngục dư nghiệt, từ đó Viêm Hoàng đại lục, tiến nhập nhân tộc thời đại. Cho đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh mới biết được, Thái Cổ Hiên Viên thị, đã từng huy hoàng đến tận đây. Đây mới là nhân tộc khởi nguyên. Hiên Viên cái họ này, gánh chịu hết thảy, thực sự quá dày nặng. 200.000 năm quá lâu, phập phồng. Lúc trước khai sáng cộng sinh hệ thống tu luyện Hiên Viên đại đế, chắc hẳn đều sẽ không nghĩ tới. Cũng có ngày, bởi vì hắn hậu nhân bên trong có người leo lên thần vị, nhưng bởi vì không có thượng thần lực lượng, làm đến toàn bộ Thái Cổ Hiên Viên thị, bấp bênh. Hiên Viên Vũ Phong, ta thu hồi đã từng nói với ngươi lời nói. Trên cái thế giới này, nhất định có vĩnh hằng thị tộc. Lý Thiên Mệnh tinh thần ý chí, tại Thái Cổ Hiên Viên thị đám tiền bối phồn tinh thiên ý chi bên trong du tẩu. Một ngày, hai ngày, bảy ngày, tám ngày. Thẳng đến có một ngày. Hắn gặp một cái đặc thù phồn tinh thiên ý, hắn quá trẻ tuổi. Hắn gọi là, Hiên Viên Vũ Hành. Lý Thiên Mệnh đem cái kia đầy sao, thả ở trước mắt, quang mang dần dần tán loạn, một bóng người, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắn là một cái hoàn toàn mới phồn tinh thiên ý, có lẽ tiến vào trạm tinh cổ lộ, vẫn chưa tới mấy ngày. Hắn một bầu nhiệt huyết, lại chết tại thiên hạ đệ nhất hội trước đó. Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Vũ Hành hai tay ôm lấy Lý Thiên Mệnh đầu. Dựa chán Lý Thiên Mệnh trên chán. Ngươi giết ta, không quan hệ. Thủ hộ tôn thần trách nhiệm, rơi ở trên thân thể ngươi. Từ nay về sau, mang theo ta mộng, mang theo ý chí của ta, đi theo tôn thần, đi theo Hiên Viên Đại Đế. Để cho chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị, tái hiện vĩnh hằng huy hoàng. Cổ thánh cảnh tầng thứ 9, chính là toàn bộ thánh chi cảnh giới viên mãn. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỗ đi,
chính là thánh chi cảnh giới một bước cuối cùng. Hiên Viên Đạo cho hắn tranh thủ thời gian, 10 phần quan trọng. Tông môn nguy cơ ác mộng phía dưới, thần tông đệ tử cái chết, trong lồng ngực cừu hận lửa giận hội tụ vào một chỗ, lại thêm Trạm Tinh Cổ Lộ phía trên, thái cổ Hiên Viên thị tiền bối hộ giá hộ tống, lấy nhân sinh của bọn hắn, chỉ dẫn lấy Lý Thiên Mệnh, đi đến tiền đồ tươi sáng. Hiên Viên Vũ Hành, hai người bọn họ, cho tới bây giờ là hai loại người. Nhưng tại cái nào đó thời khắc, bọn họ lại là một loại người, giống như đúc. Hiên Viên Vũ Hành thấy sở ngộ, rất khó cùng thái cổ Hiên Viên thị tiền bối chỗ so sánh, nhưng hắn là hoạt bát, nóng rực. Tựa như là một cái sao hỏa, dẫn đốt Lý Thiên Mệnh bên người tất cả phồn tinh thiên ý, để bọn hắn anh linh hóa thành nóng rực liệt hỏa, tan vào Lý Thiên Mệnh huyết nhục gân cốt, đế hoàng thiên ý. 8 ngày khổ tu, đầy sao vần quanh, cuối cùng được đột phá. Cổ thánh cảnh, tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh lần này đột phá, thế như trẻ tre, như khuấy động giang triều, sông mở ràng buộc. Hắn tứ đại mệnh tuyền bên trong, liên tục không ngừng thánh nguyên, đã đạt tới đỉnh phong, hội tụ vào một chỗ lực lượng, sợ là trong lịch sử bất luận cái gì cổ thánh cảnh, đều chưa từng có. Luyện ngục mệnh tuyền, như núi lửa bạo phát, dung nham lăn lộn. Hỗn độn mệnh tuyền, ngàn tỷ lôi đình điện xà bôn tẩu va chạm, không ngừng oanh minh. Hồng mông mệnh tuyền, dãy núi nguy nga, biển cả dồi dào. Khởi nguyên mệnh tuyền, đỏ như máu giết hại lực lượng cùng thánh khiết màu trắng lực lượng, hỗn hợp cùng một chỗ, còn có 7 loại nụ hoa chi lực, giấu ở khởi nguyên mệnh tuyền chỗ sâu, chậm đợi mở ra. Đây chính là thánh chi cảnh giới đỉnh phong lực lượng. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được thể bên trong lực lượng chi bành trướng, trong lòng liệt hỏa, thiêu đến càng thêm tràn đầy. Trạm Tinh Cổ Lộ, Phồn Tinh Trì, Thiên Kiếp Kiếm Thể, Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, thậm chí là Bát Hoang Ma Long Tiên. Ta bây giờ hết thảy, đều đến tự Thái Cổ Thần Tông, nhất là 4 loại đỉnh cấp thiên địa kiếp nguyên, đều là Thái Cổ Thần Tông ban cho ta. Mẫu thân nói, biết ơn quy hoạch quan trọng báo. Mặc kệ Thần Tông nội bộ như thế nào, ta đều cần phải ta tận hết khả năng, vì trong tông môn, đáng giá người, đi quyết tử chiến đấu. Đây là mấy trăm tuổi trưởng bối chiến trường. Hắn một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể chi phối sự tình quá ít. Bất quá, bất luận kết quả, dốc hết toàn lực, mới là đại trượng phu. Bây giờ rốt cục đột phá đến cổ thánh cảnh tầng thứ 9, đến thánh chi cảnh giới đỉnh phong, Lý Thiên Mệnh vững chắc cảnh giới về sau, lập tức hành động. Hắn trước tiên, liền đi Hiên Viên Hồ tìm kiếm Hiên Viên Đạo. Lần trước, Hiên Viên Tông Chủ nói, chỉ cần ta là cổ thánh cảnh đỉnh phong, thì có biện pháp để cho ta mạo hiểm xông vào sinh tử kiếp. Cổ thánh cảnh tầng thứ 9, không phải Lý Thiên Mệnh mục tiêu. Con đường thành thần, sinh tử kiếp cảnh mới là. Khoảng cách địa ngục chiến trường mở ra thời gian, chỉ còn lại có 6-7 ngày. Chỉ mong, ta còn có cơ hội. Hắn như một đạo huyễn ảnh, lấy lớn nhất tốc độ tại trong tông môn chạy vội. Hắn chỉ muốn siêu việt chính mình, siêu việt thời gian. Dọc theo đường, gió tuyết đan xen. Thái cổ thần tông càng thêm tiêu điều, gặp được đệ tử, trên cơ bản đều ủ rũ, ánh mắt ảm đạm. Ngược lại là bát đại thần vực đỉnh cấp thiên tài đệ tử nhóm, tại thái cổ thần tông chơi đến 10 phần vui sướng. Bát đại thần vực có chút thần tông sẽ rất ít phía dưới dày như vậy nặng bão tuyết, bọn họ tại tuyết trắng mênh mang trong núi rừng đùa giỡn vui cười, không người dám tới gần. Thái cổ thần tông chiến tử hơn 40 thiên nguyên đệ tử tin tức, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Mọi người hiếu kỳ chính là địa ngục chi sau khi chiến đấu, còn có thể có mấy người. Hiên Viên Hồ. Ngày đông giá rét phía dưới, hồ nước đã sớm đóng băng. Băng lãnh luồng khí lạnh, theo Hiên Viên Hồ mặt hồ thổi tới, nghiêm lạnh thấu xương. Lý Thiên Mệnh bước nhanh tiến đến. Hắn phát hiện cơ hồ toàn bộ thái cổ Hiên Viên thị người, mặc kệ nam nữ, trên cơ bản đều tụ tập tại Nhiên Linh Cung bên người, ngoại trừ ngự thú sư, còn có rất nhiều thần long cộng sinh thú ở trên trời xoay quanh. Bọn họ đối tới chỗ này bất luận kẻ nào, đều nhìn chằm chằm. Lý Thiên Mệnh tiến vào tốt mấy trọng thiên văn kết giới, mới đi đến Nhiên Linh Cung, có thể thấy được tại thiên hạ đệ nhất hội trong lúc đó, thái cổ Hiên Viên thị đối tôn thần an nguy coi trọng. Hiên Viên Hồ bầu không khí rất nghiêm túc. Chỉ có nhìn đến Lý Thiên Mệnh thời điểm, các trưởng bối mi đầu, mới lỏng một số. Thiên Mệnh, muốn gặp tôn thần, Mộc Tuyết mẫu thân Hiên Viên Ngu, canh giữ ở Nhiên Linh Cung lối vào. Tiền bối. Ta muốn tìm địa nguyên tông chủ, bất quá, trước bái kiến tôn thần đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chờ một lát, ta đi trước thông báo một tiếng.
Hiên Viên Ngô đi vào sau đó không lâu, liền trở lại để Lý Thiên Mệnh tiến vào. Bước vào Nhiên Linh Cung, còn có mấy trọng thiên văn kết giới, cao thâm mặt chắc, khó có thể hiểu thấu đáo. Lý Thiên Mệnh dọc theo thông đạo, bước vào Nhiên Linh Cung chỗ sâu, Khương Phi Linh tại tẩm cung của nàng bên trong, chưa hề đi ra. Cái gọi là tẩm cung, kỳ thật cũng là phòng tu luyện của nàng. Để Thiên Mệnh tiến đến, các ngươi lui ra đi, Khương Phi Linh ở bên trong nói. Nơi này còn có Phương Thanh Ly, Hiên Viên Đạo các loại 7-8 cái đỉnh cấp cao thủ, ngoại trừ Phương Thanh Ly bên ngoài, đều là thái cổ Hiên Viên thị. Bọn họ liếc nhau một cái, một chút do dự một chút, dù sao Lý Thiên Mệnh thực lực, đối Khương Phi Linh có chí mạng uy hiếp, trước mắt Khương Phi Linh vừa đột phá cổ thánh cảnh. Lui ra, Khương Phi Linh nói. Vâng, Hiên Viên Đạo chắp tay, mang theo thái cổ Hiên Viên thị cao thủ rút khỏi Nhiên Linh Cung, Phương Thanh Ly liền cũng đuổi theo. Ngươi không sợ Lý Thiên Mệnh, bị địch nhân khống chế. Phương Thanh Ly bất mãn nói. Tôn thần biết mình tình cảnh, chúng ta nghe phân phó là được rồi, không cần hoài nghi. Hiên Viên Đạo nói. Phương Thanh Ly nhếch miệng. Hiên Viên Đạo câu nói này, có phản chơi một vố ý tứ. Bây giờ bực này cục diện, tôn thần cũng không hoảng hốt, có thể thấy được nàng tâm lý nắm chắc, chúng ta làm tốt chính mình là đủ. Hiên Viên Đạo trầm giọng nói. Ta cần ngươi nói đâu. Ta tại thị thần điện, bồi tôn thần hơn 300 năm. Phương Thanh Ly thản nhiên nói. Vậy cũng tốt, Hiên Viên Đạo bĩu môi. Lý Thiên Mệnh tâm tình có chút kích động, tính các loại những người khác lui ra ngoài. Dựa theo ý nghĩ trước kia, lấy loại phương thức này đơn độc gặp mặt, khẳng định rất mạo hiểm. Nhưng bây giờ đã là thời khắc sinh tử, hoàn toàn không cần thiết quan tâm. Tình huống hiện tại cùng vừa tới thời điểm, đã khác nhiều. Hắn đoán chừng Khương Phi Linh thân phận. Đã rất khó bị hoài nghi. Kẹt kẹt. Tẩm cung cửa lớn đẩy ra. Một cái tóc dài tới eo thiếu nữ, hất lên trắng như tuyết áo khoác, đứng tại thanh lãnh trong cung điện.